Đăng Quân, mình kết hôn anh nhé, em có thai rồi. Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lại, ánh mắt mong chờ của Gia Hân nhìn về phía Đăng Quân. Cô không chắc chắn liệu tin này đối với anh có phải là một tin vui hay không. Đăng Quân hơi ngạc nhiên nhìn về phía Gia Hân. Có lẽ anh không ngờ đến, nhưng anh đột nhiên nhíu mày rồi không do dự nói: phá thai đi. Ba chữ vô tình đó như mũi dao nhọn trực tiếp đâm vào tim của cô. Gia Hân cố kìm nén những giọt nước mắt nghẹn ngào. Bác sĩ nói rằng nếu như em tiếp tục phá thai thì sau này em sẽ không thể sinh con được nữa. 3 năm bên nhau, đã 2 lần cô phá thai. Bởi vì cô yêu anh nên cô phải cắn răng chịu đựng đau đớn mà bỏ đi đứa con của mình, chỉ vì anh ấy chưa muốn có con. Nhưng lần này thì khác. Chỉ nghĩ đến sau này không thể sinh con được nữa, mãi mãi không thể sinh con cho anh, thì trái tim của cô đau lắm. Cô không thể nào chấp nhận được sự thực đó. Gia Hân, anh nói một lần nữa này, anh sẽ không cưới em. Cái thai này đối với chúng ta bây giờ là gánh nặng. Từng giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên má, Gia Hân bật cười chua xót cho bản thân của mình. Bởi vì cô ấy phải không? Giọng nói của cô nghẹn lại, nhìn thẳng vào mắt của anh. Cô vẫn luôn biết trong lòng của anh luôn có hình bóng của Đan Thư. Nhưng cô ấy chết rồi, tại sao anh vẫn không thể nào chấp nhận cô chứ? Cô cứ đinh ninh rằng chỉ cần cô kiên trì ở bên anh thì sẽ có một ngày anh quay mặt lại nhìn cô. Nhưng 3 năm trôi qua, hết lần này tới lần khác anh luôn làm cô thất vọng. Đăng Quân trừng mắt nhìn cô, trong lòng bắt đầu có chút bực bội. Gia Hân, em mau chóng phá thai đi, đừng có mà khóc lóc vô lý ở đây nữa. Phá thai? Vô lý sao? Cô chỉ muốn giữ lại đứa con của anh mà anh cho rằng cô sai sao? Đăng Quân, trong lòng của anh có bao giờ nghĩ tới em và yêu em dù chỉ là một ít không? Gia Hân tự cười cợt cho bản thân của mình. Anh ở bên em có lẽ vì khuôn mặt của em có nét giống với cô ấy. Nói cho cùng, em cũng chỉ là thế thân mà anh cần những khi không có cô ấy ở bên cạnh anh mà thôi. Từ đầu tới cuối, người anh yêu chỉ có cô ấy. Gia Hân! Tiếng hét của anh làm cô run rẩy, bất lực cắn chặt khóe môi. Đăng Quân tức giận, một lát sau mới kiềm chế được cơn giận, lạnh lùng nói: anh sẽ sắp xếp ca phẫu thuật nhanh chóng nhất cho em. Không còn cách nào khác sao? Cô còn chưa nói hết câu, anh đã quay bước đi ra ngoài cổng, đóng cửa mạnh lại. Còn lại một mình cô trong căn phòng lạnh lẽo này. Nghĩ lại những lời anh nói và hiểu rõ đó cũng là câu trả lời từ anh. Đăng Quân, anh quá tàn nhẫn với em. Cả đêm cô không ngủ được, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, gửi biết bao nhiêu là tin nhắn cho Đăng Quân, chỉ mong anh đổi ý, nhưng trong vô vọng. Cuộc phẫu thuật bỏ thai được sắp xếp ngay sau 3 ngày. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Gia Hân đến chỗ này. Cô đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, đôi tay run rẩy, nghĩ về những cảnh tượng bỏ thai trước đây hiện rõ trước mắt. Đôi chân cô sợ hãi lùi lại. Tiếng bác sĩ vang lên: hai anh chị vẫn xác định là muốn bỏ thai sao? Đăng Quân lạnh lùng nói rõ ràng, một khi anh ấy quyết định thì không thể nào đổi ý được. Đúng vậy. Phẫu thuật lần này có khả năng là sau này sẽ không thể sinh con được nữa đâu. Hai người có cần suy nghĩ lại không? Gia Hân nắm lấy cánh tay của Đăng Quân, năn nỉ thêm một lần nữa. Chúng ta giữ lại đứa con được không anh? Em xin anh đó. Đăng Quân tránh ánh mắt của cô, dường như đã không còn đủ kiên nhẫn. Em đi vào trong nhanh lên. Nghe vậy, mặc cho nước mắt rơi lã chã ướt cả khuôn mặt, cô đứng trước mặt của anh, lại cảm thấy người đàn ông này sao mà xa cách với mình đến như vậy. Cô nói: em không cần anh phải cưới em nữa, em chỉ cần giữ lại con thôi, có được không? Gia Hân lau đi những giọt nước mắt ở nơi khóe mắt, hốc mắt sưng đỏ nhìn Đăng Quân. Hy vọng anh nghĩ lại mấy năm qua ở cạnh nhau mà thay đổi. Nhưng Đăng Quân một lần nữa lạnh lùng đẩy cô vào trong phòng phẫu thuật, giọng nói vắng máu lạnh vô tình: Gia Hân, cái thai này dù thế nào anh cũng không thể cho em giữ lại. Vậy sao? Gia Hân cười chua chát. Chúng ta sẽ không thể sinh con được nữa đấy, anh có biết không hả? Đăng Quân nhìn bóng lưng tuyệt vọng của cô, bước lại theo bản năng, đang muốn vươn tay kéo cô thì điện thoại vang lên. Đăng Quân nhận điện thoại,
mà trong lòng không yên. Nghe tiếng cửa phòng phẫu thuật đóng lại, trái tim của anh bỗng nhói lên một cái. Nhưng lúc nghe được tin tức từ đầu dây bên kia, khuôn mặt của anh bỗng cứng đờ, cuối cùng là mừng rỡ. Cái gì? Đan Thư, cô ấy chưa chết sao? Gia Hân không biết bản thân của mình đã nằm trên giường phẫu thuật bằng cách nào nữa. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào ánh đèn chướng mắt kia, từng hình ảnh ghê rợn như mũi tên đâm trực tiếp vào trái tim của cô từng nhát. Anh cho cô những giây phút ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ lại tàn nhẫn bấy nhiêu. 3 năm trước, cô vô tình gặp được Đăng Quân tại công ty của ba mình. Cũng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Tuổi trẻ bồng bột, cô bất chấp sự ngăn cản của gia đình để theo đuổi Đăng Quân. Cô cho rằng sự kiên trì và cố chấp của mình sẽ làm anh động lòng. Sau này cô mới biết sự tồn tại của Đan Thư. Cô cũng từng đau lòng, khóc lóc, tra hỏi anh. Nhưng cuối cùng vẫn vì những lời dỗ dành ngọt ngào của anh mà cho qua. Cô không thể cạnh tranh công bằng với người đã mất, nhưng vì tình yêu của cô đối với anh mà cô cố chịu đựng. Lúc đó Gia Hân nghĩ rằng cô không cần kết hôn, không cần sinh con, cái gì cũng không cần, miễn là được ở bên cạnh anh mà thôi. Nên cô đã chọn theo anh mà bị ba mẹ từ mặt, cuối cùng đánh mất chính bản thân mình trong cái thế giới của anh. Lúc ra khỏi phòng phẫu thuật, sắc mặt của Gia Hân tái nhợt, ánh mắt luôn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng không hề thấy bóng dáng Đăng Quân đâu cả. Cô rũ mắt xuống, nhếch môi tự cười chua xót cho bản thân. Anh nói anh sẽ chờ cô ở phía ngoài, đến cả lời hứa đó anh cũng không làm được. Cơ thể Gia Ân yếu ớt, phải viện vách tường để bước đi về phía trước. Thật là đáng thương, cô ta làm phẫu thuật bỏ thai ở đây, nhưng mà người yêu của cô ta lại vì cô gái khác mà đi về rồi. Gia Hân đột nhiên dừng lại, sững sờ hỏi. Hai chị nói gì vậy? Bạn trai của tôi vì cô gái nào? Đôi mắt cô khó tin, một loạt dự cảm không tốt nuốt trọn tất cả sức lực của cô. Chị gái trước mặt ái ngại nhìn cô trả lời. Tôi chỉ nghe Phong Thanh, anh ta nói là Đan Thư gì đó chưa chết và đã quay trở về rồi. Như một tiếng sét đánh ngang tai, Gia Hân sững sờ đứng im, đôi môi cô run rẩy, bàn tay che trước bụng lại càng nắm chặt. Đan Thư, cô ấy còn sống và bây giờ cô ấy quay trở về bên Đăng Quân. Đã hơn 5 ngày nay không gặp được Đăng Quân. Bình thường cho dù anh có bận bịu đến mấy cũng luôn trở về nhà dù là muộn. Gia Hân ngồi trên sofa, bàn tay cầm chặt lấy điện thoại, ấn phím gọi hết lần này đến lần khác vẫn không liên lạc được. Không biết cô đã ngồi đó bao lâu, một mình cô đơn thế nào. Bên ngoài ngôi nhà cũng chẳng có tiếng động nào cả. Có thể hôm nay anh ấy cũng chẳng về. Chẳng buồn ăn uống, cô bước vào phòng nằm trên giường, lăn qua lăn lại suy nghĩ, không biết Đăng Quân có trở về ngôi nhà này nữa không. Kim đồng hồ tích tắc từng giây trôi qua, bụng của cô khó chịu, càng lúc càng đau. Cô nằm co quắp trên giường, ôm lấy bụng, vẫn không thể đè nén được cơn đau. Hơn 1 giờ sáng vẫn không thấy Đăng Quân về, chân trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ý thức mơ hồ không rõ. Cô chật vật tìm lấy điện thoại, mơ mơ màng màng gọi cho Đăng Quân. Sau vài hồi chuông, cuối cùng anh cũng bắt máy, nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng của một người phụ nữ. Alo, ai vậy? Gia Hân run rẩy hỏi. Đăng Quân đâu? Cô ta cười khiêu khích nói. Anh ấy ngủ rồi, có chuyện gì cô cứ nói với tôi chuyển lời tới anh ấy. Trái tim của Gia Hân đau đớn, co ro người lại. Không cần đâu. Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cũng tắt máy. Ánh mắt của Gia Hân mơ hồ nhìn vào màn hình điện thoại. Sự lạnh lẽo bao lấy cơ thể. Cô càng dùng sức co người lại hơn. Nỗi đau ở bụng chẳng bằng một phần nỗi đau ở trong tim. Cô vừa làm phẫu thuật phá thai, lạnh lẽo cô độc ở nhà một mình, mà anh lại ngủ với người yêu cũ trong một chiếc chăn. Cô đau đớn từng cơn, cứ thế mê man, thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại cũng là buổi trưa của ngày hôm sau rồi. Xung quanh cũng chỉ có một mình cô. Đăng Quân hôm qua cũng không về. Gia Hân ngồi dậy, ngửa mặt lên, vẫn không thể nào kìm nén được những giọt nước mắt. Khi cô cắt đứt quan hệ với gia đình vì anh ấy, tất cả người thân, bạn bè của cô nói cô dại dột và mất sạch lý trí. Gia Hân thừa nhận cô cứng đầu và một mực phải ở bên cạnh Đăng Quân, cho dù gia đình có cấm cản hay là từ mặt cô. 3 năm qua
Trong cái thế giới của cô chỉ có mỗi mình Đăng Quân. Nếu không có anh ấy thì cả thế giới của cô cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Mãi suy nghĩ, cô thực sự không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Cô chỉ muốn đi đến công ty tìm anh. Cô bật dậy, vệ sinh cá nhân xong, rồi cầm lấy chìa khóa, lái xe đến công ty. Chưa kịp xuống xe, cô đã thấy Đăng Quân bước ra từ công ty. Bên cạnh là một cô gái đang tay trong tay với anh. Không cần phải nghĩ nhiều, Gia Hân cũng xác định đó chính là Đan Thư. Cô đã từng nhìn thấy ảnh của Đan Thư, cho dù chưa từng thấy ảnh đi chăng nữa, thì gương mặt kia, ánh mắt đó cũng có thể nhận ra. Đăng Quân rất ít khi cười, nhưng mà lúc này lại cưng chiều, dịu dàng, nghe cô ấy cười cười nói, dường như anh rất hạnh phúc. Gia Hân nắm chặt tay lái, mười đầu ngón tay trắng bệch. Cô không xuống xe, nhìn hai người họ lên xe rời đi. Cô liền lái xe đi theo phía sau, trông thấy họ dừng xe tại nhà ba mẹ của anh và bước vào. Gia Hân mở to đôi mắt nhìn, cười rồi lại cười, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Từ trước tới nay, Đăng Quân chưa bao giờ dẫn cô về ra mắt gia đình anh ấy. Gia Hân ngồi trong xe, trái tim đau đớn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. 3 năm cố gắng cuối cùng cũng chỉ là con số không. Cô lái xe về nhà, vẫn đợi Đăng Quân quay về. Cô vẫn tin tưởng rằng anh sẽ trở về. Hơn 3 năm qua, trong lòng anh không thể nào không có tình cảm với cô, dù chỉ là một chút. Chiều tối, khi xe của Đăng Quân dừng trước nhà, Gia Hân vui mừng mở cửa, vội vàng chạy lại ôm anh. Cô ôm chặt lấy anh, vui đến phát khóc. Gia Hân, anh có chuyện muốn nói với em. Đăng Quân đẩy cô ra, khuôn mặt nghiêm túc. Gia Hân cảm thấy lo lắng, ngẩng mặt lên. Ánh mắt cô hơi tránh né, liền quay người đi đến bếp. Em nấu gì cho anh ăn nhé? Đăng Quân đưa tay kéo cô lại. Đừng làm nữa. Gia Hân cười đến khó coi, cúi đầu trốn tránh, ánh mắt không biết nhìn đi đâu. Em không muốn nghe. Gia Hân. Giọng nói của Đăng Quân có phần khó xử, nhưng anh còn chưa nói tiếp, Gia Hân đã rơi nước mắt, cố kìm nén giả bộ như không coi gì, cười cười nói. Anh nói đi, em đang nghe đây. Đan Thư trở về rồi. Em biết. Em cũng biết đấy. Anh không thể nào quên được cô ấy, cho nên... Gia Hân ngẩng đầu lên, cố mở miệng nói. Anh không thể quên được cô ấy thì có thể nói chuyện với cô ấy hoặc đi thăm cô ấy, không sao đâu. Một mình em sẽ ở nhà, không có vấn đề gì hết. Đăng Quân ngắt lời cô, nhíu đôi mày nói. Gia Hân, em hiểu rõ ý của anh mà. Em không hiểu. Khóe mắt của Gia Hân tràn đầy nước mắt. Cô vừa khóc vừa cười nói liên tục. Anh đối xử tốt với cô ấy một chút, em không sao. Dù sao cô ấy cũng là người từng là người yêu cũ của anh. Tình cảm của hai người trước kia làm sao có thể nói quên là quên được ngay. Gia Hân. Dáng vẻ chịu đựng của cô trong lòng của Đăng Quân không hiểu sao lại buồn bực khó chịu. Anh giữ tay cô lại, từng lời nói dứt khoát. Ngôi nhà này anh sẽ để lại cho em. Em cần gì nữa anh sẽ đáp ứng cho em. Gia Hân nhắm mắt, từ đầu tới cuối không dám nhìn vào mắt của anh. Cô lắc đầu. Em ở bên anh không phải là vì những điều này. Đăng Quân, em muốn ở bên anh là em yêu anh. Em muốn ở bên anh cả đời này. Em chưa từng nghĩ là phải rời xa anh. Em không chấp nhận. Em không muốn rời xa anh. Anh có hiểu không hả? Đăng Quân biết rõ cô là một người cố chấp. Đôi mày của anh nhíu chặt, trong lòng phiền muộn. Anh nới lỏng cà vạt, giọng nói lạnh lùng hơn. Em còn muốn gì? Chỉ cần em nói, anh đều có thể làm cho em. Khuôn mặt cô đẫm nước. Em không cần gì cả, ngoại trừ anh. Em không cần gì hết. Đăng Quân không khỏi tức giận, tuyệt tình nói. Căn nhà sẽ để lại cho em. Anh cho em thêm tiền, hoặc có thể đưa em ra nước ngoài sống, coi như đền bù cho em trong 3 năm ở bên anh. Nếu em cảm thấy chưa đủ thì cứ nhắn cho anh. Nói xong, Đăng Quân đi vào phòng thu dọn đồ đạc. Gia Hân lảo đảo bước theo anh, ôm lấy anh từ phía sau. Đăng Quân nhíu mày đẩy cô ra, làm cô ngã nhào ra đất, rồi chuẩn bị rời đi. Nhìn khuôn mặt tuyệt tình của anh, cô không chịu đựng được nữa mà hét lên. Đền bù sao? 3 năm thanh xuân của em, 3 năm chờ đợi cứ thế mà anh ngoảnh mặt làm ngơ sao? Phạm Đăng Quân, em vừa phá thai vì anh,
Về sau có lẽ em không thể mang thai được nữa. Bây giờ anh lại bảo là không cần em được sao? Đan Thư quay về. Anh có thể vứt bỏ em như vứt sọt sọt xác vậy sao? Đăng Quân khựng lại, sắc mặt hết sức khó coi. Con người thâm sâu nghiêm nghị lạnh lùng như anh nhìn vào khuôn mặt bất lực của Gia Hân, mãi sau mới lạnh giọng nói: Gia Hân, em vốn không hiểu được cảm giác của một người khi mà người yêu của mình trở về từ cõi chết. Em chưa từng trải qua nên em sẽ không hiểu được anh. Từng giờ, từng phút, từng giây, anh chỉ muốn bù đắp 3 năm cho cô ấy không ở bên cạnh anh là loại cảm giác thế nào đâu. Lời nói của Đăng Quân khiến Gia Hân ngồi tại chỗ, hồi lâu vẫn không thể lấy lại được tinh thần. Mãi cho tới khi anh rời đi, đến khi trong nhà yên tĩnh không có một bóng người nào khác ngoài cô. Đúng vậy, cô chưa từng trải qua, cho nên không có cách nào hiểu được cảm giác. Cô không biết tình yêu như thế hạnh phúc đến nhường nào. Ngoại trừ hâm mộ và đố kỵ, cô còn có thể làm gì đây? Vậy còn 3 năm của cô thì sao? Tình yêu của cô chẳng đáng một đồng nào sao? Có phải chỉ khi cô chết, Đăng Quân mới nhớ tới cô? Tin tức Đan Thư quay trở về được lan truyền rất nhanh. Nhìn các hình ảnh trên mặt bàn, trái tim Gia Hân lại càng thắt lại. Mấy ngày sau đó, trợ lý của anh làm thủ tục cho cô sang nước ngoài. Cô Gia Hân, đây là vé máy bay của cô. Cậu Quân bảo tôi đưa cô ra sân bay. Anh ấy chê cô trướng mắt đến nỗi vội vàng đẩy cô đi sang nước ngoài sao? Mấy hôm nay tâm trạng của cô ngày càng tệ, chẳng muốn ăn uống gì cả, người gầy sộc cả đi, dáng vẻ ngồi ôm đầu gối co quắp trên ghế sofa. Trợ lý của Đăng Quân nhìn cô cũng không khỏi thương xót. Khuôn mặt của Gia Hân tái nhợt không cảm xúc, đứng dậy như một cái xác không hồn. Tôi muốn trở về nhà thăm gia đình tôi. Điều này... Tôi muốn trở về thăm họ. Chỉ là một tiếng thôi. Trợ lý nhìn đồng hồ. Nhưng mà còn hơn 2 tiếng nữa là đến giờ làm thủ tục lên máy bay rồi. Sao nào? Bây giờ tôi chỉ còn cái yêu cầu nhỏ nhoi thế mà cũng không được sao? Anh đi hỏi Phạm Đăng Quân, có phải 1 tiếng đồng hồ cũng không muốn cho tôi thêm sao? Tên trợ lý biết hiện tại tâm trạng của cô không tốt, liền gọi điện cho Đăng Quân. Đăng Quân nghe trợ lý nói, nhíu mày thật chặt. Theo ý cô ta đi. Nhưng khi anh cúp điện thoại, trái tim hơi nhói đau, lại có dự cảm không lành. Đăng Quân, điện thoại của ai thế? Đăng Thư đang làm xét nghiệm, quay đầu lại cười hỏi anh. Đăng Quân bước đến vén mái tóc cho cô. Cuộc điện thoại không quan trọng lắm. Em cảm thấy thế nào rồi? Em thấy khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh nhé. Ngốc quá. Anh hôn lên trán của Đan Thư, giọng ngọt ngào. 3 năm nay em đã chịu đựng một mình. Bây giờ có anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên em. Khuôn mặt của Đan Thư ngập tràn hạnh phúc, dựa vào lòng của Đăng Quân. Đăng Quân nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, cưng chiều yêu thương, nhưng đáy mắt lộ ra vẻ bất an. Tên trợ lý muốn đưa Gia Hân đi, cô không muốn nên tự mình lái xe về hướng nhà cô. Mất chừng nửa tiếng, xuống xe đi về phía cánh cổng ngôi nhà. Trước kia vô cùng náo nhiệt, nhưng bây giờ hiu quạnh quá. Cây cỏ, hoa lá trong sân vườn cũng héo tàn, dường như đã lâu lắm rồi không có ai chăm sóc. Cô cảm thấy có gì đó không được bình thường. Nhấn chuông một hồi lâu, cô không thấy ai ra mở cửa. Cô định lấy điện thoại ra gọi thì có người từ trong nhà chạy ra. Xin hỏi, cô muốn tìm ai? Gia Hân ngẩn người. Sao người này lạ quá? Không lẽ là người giúp việc mới sao? Tôi là Gia Hân, con gái của chủ ngôi nhà này. À, cô muốn tìm người chủ trước đây sao? Họ dọn đi nơi khác rồi. Gia Hân bất ngờ. Dọn đi nơi khác sinh sống sao? Vì sao phải làm như thế chứ? Cô lấy điện thoại ra gọi cho ba của mình, mà trong lòng đầy nghi ngờ. Nhưng gọi hoài vẫn chỉ nghe được câu nói không liên lạc được. Đã hơn 2 năm, cô không biết gia đình của mình đã có chuyện gì xảy ra. Không biết ba của cô sao lại bán ngôi nhà này cho người khác. Thậm chí ngay cả số điện thoại của ba cũng không gọi được. Trái tim của Gia Hân lạnh ngắt. Cô cố nuốt nước mắt vào trong, gọi từng cuộc điện thoại. Cuối cùng cũng biết được chỗ ở mới của gia đình cô từ người quen. Nhưng nghe nói ba mẹ của cô đã không liên lạc với ai trong 2 năm qua. Không biết bây giờ họ sống ra sao nữa. Đây là một chung cư khá cũ kỹ. Cô bước lên từng bậc thang, từng dãy hành lang tối đen như mực. Vách tường thì được dán bởi những tờ quảng cáo khắp nơi,
còn có mùi hôi thối của xác rưởi bừa bãi. Mỗi bước chân cô đi, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. Ba mẹ cô là người rất sạch sẽ, sao có thể chịu đựng sống ở đây được chứ? Cô không hỏi được họ sống ở tầng mấy, nên cũng khá khó khăn trong việc tìm kiếm. Một lát sau có người đi ngang qua cô. Cô gái, cô tìm ai? Gia Hân mừng rỡ nói. Tôi tìm ông bà Trần. Gia Hân định miêu tả hình dáng của ba mẹ mình một chút, nhưng cô khựng lại, sóng mũi cay cay chua xót. Cô đã không biết hiện tại dáng dấp của ba mẹ cô thế nào rồi. Mấy năm rồi, có lẽ họ đã già đi rất nhiều. Người kia đột nhiên nhíu mày. Không lẽ cô là Gia Hân? Cô là vì một tên đàn ông mà ngay cả ba mẹ ruột của mình cũng không cần. Nhưng mà cũng coi như là cô bị quả báo đi. Cuối cùng người yêu của người ta cũng quay về. Cô được coi là cái gì đây? Kẻ thứ ba hay là người tình? Ông Trần quả là đáng thương. Ngay cả lúc chết cũng không thể gặp mặt con gái dù chỉ là một lần. Cái loại con như cô ấy à, đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Gia Hân cảm thấy khó chịu trước những lời nói, định bỏ đi. Đột nhiên lại khựng lại, quay đầu giữ chặt lại người kia. Cô nói cái gì? Ai chết? Toàn thân Gia Hân cứng đờ, khí lạnh bao phủ xung quanh. Cô đứng trước cánh cửa cũ đã sờn màu, cánh tay run rẩy giữa không trung, mãi vẫn không thể gõ cửa. Đúng lúc này mở cửa ra, trong nháy mắt, nước mắt cô rơi xuống. Bà Trần, mẹ của cô, ngước mắt lên nhìn. Mái tóc chẳng biết đã nhuốm bạc từ lúc nào, nếp nhăn trên mặt xuất hiện ngày càng nhiều hơn, khiến Gia Hân quỳ xuống đất trước mặt mẹ nói. Mẹ! Giọng nói nghẹn ngào, làm túi rác trên tay của bà Trần rơi bịch xuống sàn nhà. Gia Hân đi đến nghĩa trang, quỳ xuống trước mộ của ba cô mà khóc. Mẹ cô nói ba của cô mất cũng được hơn một năm rồi. Nhà cô xảy ra chuyện, Phạm Đăng Quân không chỉ không giúp mà còn chiếm đoạt luôn. Ba cô vì điều đó mà tức giận, lên cơn đau tim, không lâu sau đó mà chết đi. Mẹ cô nói chuyện này không muốn nói cho cô biết là do ba cô không muốn cô đau lòng, vì cô yêu Đăng Quân mù quáng quá. Ông chỉ hy vọng cô có thể hạnh phúc. Con gái ông yếu đuối thế nào, người làm cha như ông là hiểu rõ nhất, cũng đau lòng nhất. Gia Hân quỳ gối trước mộ của ba, giọng nghẹn ngào đau khổ. Cô đã sai ngay từ khi bắt đầu. Ba, con xin lỗi, ba mắng con đi. Con không nên nghe theo lời, không nên không nghe theo lời của ba. Con sai rồi, con thật sự sai rồi. Trong lúc đó, tên trợ lý có gọi cho cô vài cuộc điện thoại, nhưng cô không nghe máy. Lát sau, Phạm Đăng Quân cũng gọi điện thoại tới. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được sự tức giận của anh. Đêm khuya, Gia Hân trở về nhà như cái xác không hồn. Bước vào phòng khách, đã thấy Phạm Đăng Quân tức giận, ngồi trên ghế sofa, cả người ngập tràn sự tàn bạo. Thấy cô bước vào trong nhà, anh đứng dậy tiến lại gần cô. Gia Hân còn chưa kịp nói gì, cổ tay đã bị anh hung hăng bóp chặt, cả người bị ấn chặt lên vách tường. Sau lưng cô đau rát, nhưng chẳng bằng một phần nhỏ trong lòng. Gia Hân ngước đôi mắt xương đỏ của mình lên, cố gắng không để cho nước mắt của mình rơi xuống nữa. Nhưng thần sắc tức giận của người đàn ông đối diện lại đâm một nhát dao vào lòng của cô, hết lần này tới lần khác. Anh ta nổi giận rồi vì cô không nghe lời của anh ta là rời khỏi đây. Ở bên anh ta 3 năm, cho tới hôm nay cô mới nhận ra trong lòng của Đăng Quân, cô cũng chỉ là bạn giường cao cấp mà thôi. Gia Hân, em muốn thế nào? Đăng Quân đấm mạnh lên vách một cây rầm, làm cô choáng cả đầu. Toàn thân Gia Hân không còn sức lực, đôi mắt trống rỗng nhìn anh chăm chú. Đột nhiên cười tự giễu. Tiếng cười của cô làm Đăng Quân nhíu mày khó hiểu. Một cô gái vẫn luôn hiểu chuyện, luôn phục tùng nghe theo anh, thế mà hôm nay lại biểu lộ lạnh lùng chế giễu anh. Đăng Quân nheo mắt lại, càng tàn ác hơn. Gia Hân bình tĩnh đến lạ. Cô hỏi anh, chuyện nhà họ Trần phá sản là do anh cố ý phong tỏa tin tức, không để cho em biết có phải không? Ánh mắt của cô trống rỗng đầy thê lương tuyệt vọng, cổ họng nghẹn lại, hai vai run rẩy khó kiềm chế. Em ở bên anh 3 năm, dù em chỉ là một người bạn giường của anh thôi, chẳng lẽ không thể đổ được một chút nhân từ từ anh dành cho nhà họ Trần sao? Phạm Đăng Quân nhíu mày. Gia Hân, em đừng có không biết điều. Nếu như không có anh ấy, thì kết quả của gia đình em càng chật vật hơn thôi. Anh không nói cho em biết cũng là vì muốn tốt cho em.
Dù sao em cũng cắt đứt quan hệ với gia đình của em rồi. Không biết chuyện này càng tốt hơn, gia đình em chắc chắn cũng không muốn để cho em biết. Phạm Đăng Quân. Gia Hân không muốn nghe nổi nữa. Cô cảm thấy sao mà buồn cười ghê. Vì sao lúc nào anh cũng viện lý do được như vậy? Vì sao lúc nào anh cũng có khí thế lẫm liệt, làm bất cứ chuyện gì cứ như cả thế giới đều xoay quanh một mình anh vậy? Anh muốn gì thì sẽ được nấy, không muốn thì sẽ không được. Thậm chí đến cả việc mình làm sai rồi mà vẫn có thể nói nghe như là cái chuyện đương nhiên vậy. Thế việc ba em mất thì sao? Gia Hân cắn chặt răng khẽ run lên. Em là con gái của ba, mà ngay khi gặp ba lần cuối cũng không có được. Phạm Đăng Quân, sao anh tàn nhẫn như vậy với em chứ? Cô không giữ được bình tĩnh mà chất vấn. Phạm Đăng Quân khẽ giật mình, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của cô. Anh khẽ rủ mắt xuống. Em nói bác Trần mất rồi sao? Phạm Đăng Quân, đủ rồi. Gia Hân cười thành tiếng, nhưng nức nở không thể kìm nén. Phạm Đăng Quân, anh đừng giả bộ nữa. Phạm Đăng Quân là ai chứ? Có thể không biết được chuyện này. Chỉ điều đối với anh mà nói, Gia Hân em chỉ là một người bạn giường rẻ tiền, vứt bỏ cả người thân vì anh. Thế nên anh cho rằng em chỉ nên để cho anh tùy ý điều khiển như một con rối, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh là được sao? Đối với anh mà nói, cảm nhận của em có hay không cũng không quan trọng sao? Đó là ba ruột của cô đấy. Vì sao anh có thể tàn nhẫn đến như vậy? Với anh mà nói, ba ruột cô chết là chuyện không quan trọng sao? Thậm chí là còn không đáng để cho cô gặp ba một lần cuối cùng sao? Ngay cả việc ba cô chết, đến bây giờ cô mới biết. Gia Hân, mày bất hiếu lắm, đáng đời mày lắm. Mày phải xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết tội. Gia Hân. Phạm Đăng Quân trầm mặt nhìn cô bật khóc, mất kiểm chế kéo tóc cô đến mức tổn thương mình. Trái tim của anh hơi nhói đau. Đưa tay vuốt lưng cho cô, anh hạ giọng an ủi. Nghe lời anh, đừng quá đau buồn nữa. Gia Hân giãy giụa, dùng sức muốn đẩy anh ra. Cô đã chịu đựng đủ những lời dỗ ngon ngọt, những cái quan tâm giả dối kia rồi. Nhưng anh ta thì vẫn không buông tha cho cô, nhẹ nhàng giam cầm cô trong lồng ngực. Mãi cho đến khi cô không còn giãy giụa nữa, anh mới nới lỏng cánh tay ra. Gia Hân đôi mắt giản giụa nước, ngước mắt lên, nhìn thấy chút lo lắng trên khuôn mặt của anh. Có phải đó chỉ là sự thương hại hiếm hoi từ trước tới nay anh dành cho cô? Giọng nói của cô khàn đi. Đăng Quân, anh nói cho em biết đi, tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi, phải không? Cô sắp không thể chịu đựng được nữa. Cả thế giới của cô dường như sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Cô không biết mình nên đi đâu, về đâu. Anh nói đi. Gia Hân chợt nắm chặt lấy bàn tay của Đăng Quân, run rẩy lạnh lẽo, ánh mắt chờ đợi bất an. Anh nói với em đi, anh sẽ không bỏ rơi em. Nói với em rằng ba em vẫn còn đang sống rất tốt. Đăng Quân, em và anh đã từng nói sẽ ở bên nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long cơ mà. Anh đã nói là đời này chỉ có mình em. Đăng Quân. Bất chợt phía sau có tiếng phụ nữ vang lên. Gia Hân bỗng giật mình quay lại, chậm rãi nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó. Đan Thư mặc một chiếc áo ngủ bằng tơ tằm, khoác chiếc áo bên ngoài màu xám, thong thả từ phòng ngủ bước ra. Khóe môi khẽ cong lên nhẹ nhàng, khí phách điềm tĩnh, trái ngược với hình tượng chật vật của Gia Hân lúc này. Gia Hân bất ngực ngã xuống ghế sofa. Tại sao Đan Thư lại ở đây? Gia Hân sao? Đan Thư nhẹ nhàng bước đến, dáng người mảnh mai, nụ cười tươi mê hoặc người khác. Gia Hân yên lặng siết chặt lòng bàn tay, lại không nói được một câu chữ nào. Sao cô không vào nhà mà cứ đứng ở cửa thế? Đan Thư tự nhiên cứ như là chủ ngôi nhà này vậy, mà cô lại giống như một người ngoài, một người khách ghé chơi. Đan Thư vừa kéo tay của Gia Hân dẫn vào phòng khách, lại vừa quay đầu nói với Phạm Đăng Quân. Em còn đứng đó làm gì? Gia Hân vừa đi đâu về mệt rồi, anh rót cho cô ấy ly nước đi. Đăng Quân gật đầu, nhìn thấy anh quay lưng vào bếp, Gia Hân mới cẩn thận nhìn lại ngôi nhà này. Cô đã ở đây 3 năm, đã coi đây như là một gia đình của mình từ lâu, nhưng ngôi nhà này dường như đã khác đi rồi. Đồ dùng trong nhà hình như cũng đã thay đổi, vị trí trưng bày cũng đã thay đổi, trong nhà hình như có thêm người giúp việc. Tay của Gia Hân lạnh toát, đồ dùng trong nhà trước kia đều do cô tự chọn, là do cô không tốn ít thời gian
tâm tư trang trí ngôi nhà này. Phạm Đăng Quân đã nói chỉ cần là cô thích, cô muốn thế nào cũng được, nên anh tùy ý cho cô trang trí theo sở thích của cô. Anh nói không muốn để người khác quấy rầy thế giới của hai người, cho nên trong nhà không thuê người làm. Nhưng bây giờ khác rồi. Trái tim của Gia Hân rất đau, đau tới mức cô có thể đứng không thể đứng thẳng. Bởi vì nữ chủ nhân của ngôi nhà này đã thay đổi rồi sao? Tôi không thích màu mè. Đăng Quân đã kêu người tới thay đổi lại toàn bộ rồi. Anh ấy trước kia chính là như vậy, chuyện gì cũng luôn muốn tốt cho tôi, sợ tôi mệt nên thuê thêm người giúp việc. Anh ấy đúng là một người đàn ông tốt. Lúc Đan Thư nói, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Trái tim Gia Hân đau đớn như tưởng mũi dao sắc bén đâm vào. Người đàn ông tốt sao? Anh chỉ đối xử tốt với Đan Thư, thật sự mới là người đàn ông tốt 100% nhỉ? Gia Hân đứng ngồi không yên. Cô biết rõ là mình nên đứng dậy rời đi. Cái nhà này đã chẳng phải là nơi để cô quay về nữa rồi. Nhưng cô còn có thể đi đâu được nữa đây? Lúc cô bước ra khỏi nghĩa trang, rõ ràng là hận Phạm Đăng Quân lắm. Nhưng cô phát hiện ra nơi mà cô có thể trở về chỉ có thể là ngôi nhà này thôi. Cô không thể để mẹ cô biết tình cảnh bây giờ của cô được. Nếu bà ấy biết, có thể đau lòng mà chết theo ba của cô mất. Cô từ bỏ tất cả để theo anh thì cuối cùng nhận lại được kết quả như vậy sao? Cô không cam tâm, thực sự là không cam tâm. Ánh mắt Gia Hân tìm kiếm Phạm Đăng Quân, Đan Thư lại gọi cho cô, trong giọng nói có chút khinh thường. Gia Hân, nếu cô có lòng tự trọng, tôi nghĩ là cô không nên đeo bám lấy anh Đăng Quân đâu. Cô nên rời khỏi đây đi. Gia Hân quay đầu nhìn cô ta. Mới vừa rồi cô ta còn là một người phụ nữ dịu dàng quyến rũ, bây giờ lại trở mặt, lộ rõ bản chất của mình. Đây vốn dĩ là nhà của tôi, sao tôi không thể ở đây chứ? Đan Thư khinh thường, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ châm chọc. Đây vốn dĩ không phải là nơi thuộc về cô. Gia Hân cố gắng kìm nén cơn tức giận, cảm giác mình sắp tức nghẹn rồi. Cô nên biết rõ, cô chỉ là người thay thế cho tôi trong thời gian qua mà thôi. Đan Thư dường như không có ý định buông tha cho cô, càng nói càng quá đáng khó nghe. Nếu như không phải vì khuôn mặt này của cô ấy, cô nét sống tôi, thì làm sao cô có cơ hội được ở bên anh ấy chứ? Gia Hân à, mặt cô cũng dày quá đi, bây giờ mà còn bám lấy anh ấy sao? Mặt dày bám sao? Cho nên anh ấy muốn cô rời khỏi nơi này sao? Xin lỗi, cô không làm được. Cho dù có chết, cô cũng muốn chết cho rõ ràng. Toàn thân Gia Hân căng thẳng, tức đến phát run. Tôi chỉ muốn trực tiếp hỏi anh ấy, và nghe chính anh ấy trả lời. Cô chỉ muốn hỏi anh một chút, 3 năm qua anh chưa từng yêu cô sao? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối cô thực sự chỉ là một người thay thế thôi sao? Gia Hân, tôi nói cho cô biết ý, cô đừng có động vào tôi. Khôn hồn thì mau biến đi. Nếu không đừng trách tôi làm cho cô sống không bằng chết đó. Cô nghe những lời nói đó thì vô cùng tức giận, giơ tay lên theo bản năng định đánh cô ta. Nhưng mà chưa kịp làm gì, cô ta đã giả bộ ngã nhào xuống đất. Gia Hân trợn mắt kinh ngạc. Đang lúc không biết làm sao, người bị Đăng Quân đẩy ra, bất ngờ không đề phòng, cô ngã xuống đụng vào góc bàn. Phần bụng va đập mạnh, đau đớn cô không chịu nổi, bấu víu chặt lấy góc bàn mới miễn cưỡng đứng thẳng dậy. Trước mắt cô là Phạm Đăng Quân đang nổi giận. Trái tim của Gia Hân bỗng đau nhói, tiếng nói cũng trở nên bất lực. Em không cố ý. Đăng Quân đỡ Đan Thư dậy, cả người tràn đầy tức giận, muốn tiến đến xử lý ra Gia Hân. Nhưng Gia Hân lại bị Đan Thư nhíu lại. Đan Thư rất khó chịu, giả vờ nói đỡ cho cô Gia Hân. Em không sao đâu, chắc rằng là do cô ấy không thoải mái nên trong lòng mới làm như vậy thôi. Gia Hân kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Ý cô ta là sao? Chờ đến khi cô kịp phản ứng mới hiểu được người phụ nữ này không hề đơn giản. Khuôn mặt rối trá kia khiến cho người ta ghê tởm. Đăng Quân, em... Cút đi. Gia Hân đang muốn giải thích lại bị giọng nói lạnh lẽo của Đăng Quân ngắt lời. Tiếng cút này của anh tràn đầy tức giận. Gia Hân nhìn thấy khuôn mặt của anh tràn đầy căm ghét. Trước kia chỉ cần nhắc tới tên Đan Thư anh cũng sẽ tức giận, mà bây giờ Đan Thư đang ở bên cạnh anh, cô càng không thể động vào cô ta. Thì ra anh chỉ lo lắng cho Đan Thư có bị làm sao hay không, lại chẳng thấy khuôn mặt của cô trắng bệch vì đau đớn.
Bây giờ trong mắt Phạm Đăng Quân đã chẳng còn có cô nữa rồi. Gia Hân còn đang đau đớn mà Phạm Đăng Quân đã gọi điện thoại. Cô đến đây gấp đi, đưa ra nhà sân bay đi. Cuộc điện thoại này là gọi cho tên trợ lý, là muốn đưa cô rời khỏi đây. Đột nhiên Gia Hân hét to. Em không đi, em không muốn rời khỏi nơi đây. Đăng Quân cho dù chết em cũng muốn chết ở đây. Anh không có quyền quyết định sự tự do của em. Nghe vậy, Đăng Quân nhíu mày thật chặt, không vui nói. Anh cho rằng em là một cô gái hiểu chuyện, không nghĩ em vẫn cố chấp như vậy. Sự lạnh lùng tuyệt tình của anh như một con dao đâm sâu vào trái tim của cô. Gia Hân kinh ngạc nhìn khuôn mặt người đàn ông lạnh lẽo giận dữ kia, nhoẻn miệng cười. Ngoài trời chẳng biết đã mưa từ khi nào, cơn mưa ngày càng to, tiếng mưa lấn át cả tiếng cười lạnh của Gia Hân, khí lạnh bao phủ toàn thân. Cô dùng 3 năm chờ đợi, không oán hận, không hối tiếc. Nhưng nghĩ đến cảnh tác thành trong mối tình khắc cốt ghi tâm của anh và cô ta lại khiến cho bản thân mình trắng tay không còn gì. Gia Hân cười chua xót, khóe mắt của cô cay cay. Phan Đăng Quân, sao phải tác thành cho anh với cô ta đến bên nhau chứ? Em ở bên anh 3 năm, anh nói kết thúc là kết thúc sao? Ba em vì hạnh phúc của đứa con gái này oan ức bao nhiêu cũng không nói gì, cuối cùng chết đi trong sự thê lương như vậy. Em làm sao mà kết thúc với anh được chứ? Phạm Đăng Quân, cho dù là có giày vò lẫn nhau thì đời này em cũng không để cho anh tự do đâu. Gia Hân nhấn mạnh từng chữ. Dựa vào đâu mà tôi phải tác thành cho hai người? Dựa vào đâu mà tôi phải chịu thiệt thòi chứ? Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Gia Hân không biết trong lời nói của mình có bao nhiêu giận hờn, nhưng giờ phút này cô sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Gia Hân. Phạm Đăng Quân trầm mặc khó tin, thất vọng nhìn cô. Anh cứ cho rằng em là một cô gái hiểu chuyện, rõ ràng em cũng biết tình cảm của anh đối với em thế nào. Nếu như em thật lòng yêu anh ấy, thì nên vui vẻ vì anh đã có được hạnh phúc. Em nên buông tay, chứ không phải là sống chết bám lấy anh, làm khó anh thế này. Vớ vẩn. Một tiếng sấm vang lên, xen lẫn tiếng gào thét của Gia Hân. Vành mắt của Gia Hân đỏ bừng, nhìn người đàn ông mà cô đã yêu. Cô chưa từng nói chuyện với Đăng Quân trong bộ dạng này bao giờ, đến mức Phạm Đăng Quân đều sững sờ tại chỗ. Gia Hân cười bi thương, cười liên tục. Đây chính là người đàn ông mà cô yêu 3 năm đây sao? Cô đúng là có mắt như mù mới yêu anh ta. Hai người đừng cãi nhau nữa. Bên cạnh, Đan Thư đứng ra hòa giải, dịu dàng hiểu chuyện khuyên Phạm Đăng Quân. Em không sao, chỉ là đầu hơi choáng thôi mà, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Anh cũng đừng tức giận với Gia Hân vì em. Dù sao cô ấy cũng đã ở bên anh 3 năm, đau khổ là điều không thể tránh khỏi. Nói rồi cô ta lấy tay ấn lên huyệt thái dương, người lảo đảo như sắp ngã. Đăng Quân, có phải là em không nên quay về không? Ngữ điệu nhẫn nhịn, khuôn mặt tự trách, diễn tả vô cùng tinh tế, hình tượng tủi thân oan ức. Phạm Đăng Quân đỡ tay cô ta ra lo lắng hỏi. Có phải là em không thoải mái chỗ nào không? Đàn Thư lắc đầu không nói lời nào, nhưng mà trên khuôn mặt thì giả bộ mệt mỏi vô cùng. Nhìn cô ta diễn kịch, Gia Hân nói. Đăng Quân, em không cố ý đẩy cô ta, là tự cô ta... Đủ rồi. Phạm Đăng Quân lạnh giọng quát, ánh mắt nhướng lên. Gia Hân, anh hiểu là em đau lòng, nhưng mà em không nên làm như vậy. Em làm như thế chẳng những không khiến anh quay về với em, mà chỉ làm cho anh càng chán ghét em mà thôi. Tiếng sấm chớp liên tục, ngoài trời vẫn mưa to như bão quét. Gia Hân ôm chặt bụng đau đớn, mồ hôi trên trán túa ra. Cô mới làm phẫu thuật nạo thai, không biết có phải là lần này quá đau đớn hay không. Mấy ngày nay cô đều cảm thấy không thoải mái. Khi va chạm vừa rồi, đau tới mức cô run rẩy cả người. Tê quản lý vội vàng từ trong cửa chính đi ra. Giám đốc. Phạm Đăng Quân nhíu chặt mày, không nhìn Gia Hân thêm một chút nào nữa, hờ hững nói. Đưa cô ấy đi. Nghe vậy, đôi mắt trống rỗng của Gia Hân mở to, đôi môi run rẩy lại chẳng nói được thành lời. Mưa to như vậy, anh yên tâm với em như thế sao? Trần Tiểu Thư. Tên quản lý khó xử bước đến nhắc nhở cô. Gia Hân vô thức cắn chặt môi bật máu, giọng nói của cô khàn đặc vang lên khắp nhà. Phạm Đăng Quân, em chỉ muốn hỏi anh một câu cuối cùng, anh có từng yêu em không? Nếu như anh có một chút tình cảm với em,
anh sẽ không tuyệt tình giống như lúc này. Phạm Đăng Quân nghiêng mặt, không nhìn rõ biểu cảm. Một lúc sau chị lãnh đạm nói: chưa từng. Tiếng sấm vang lên ngoài cửa khi bước chân của Gia Hân lảo đảo, nước mắt chảy xuống như vỡ òa. Cô nghẹn ngào hỏi lại: dù chỉ làm một chút sao? Cũng chưa từng sao? Trợ lý Phương, anh đưa cô ấy rời khỏi đây đi. Lúc này Phạm Đăng Quân thậm chí còn không kiên nhẫn trả lời. Anh hẳn là hận không thể đuổi cô đi thật nhanh, tựa như là đuổi một người ăn mày, là một thứ xác bẩn mà anh không muốn mong muốn. Tất cả bực bội được thể hiện trên đôi lông mày nhíu chặt lại không hề che giấu của anh. Gia Hân tiểu thư, không cần. Hốc mắt của Gia Hân đỏ bừng, nhưng cô không khóc ra thành tiếng. Cô ngẩng mặt lên, giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Tôi tự biết đi. Quay người, từng bước rời khỏi ngôi nhà này, nơi này cô chờ đợi 3 năm. Những thứ mà cô tưởng rằng chúng thuộc về mình, trong khoảnh khắc này tan biến như một giấc mơ. Ngoài trời vẫn đang mưa xối xả. Gia Hân bước ra khỏi ngôi nhà liền bị cơn mưa tạt vào lạnh buốt. Trong đêm tối thế này, gió lạnh thổi tới, cô lại dường như không còn bất kỳ cảm giác gì nữa. Cô không hề quay đầu lại nhìn thêm, ép buộc bản thân của mình đi thẳng về phía trước. Cho dù bụng đã đau đến không thể chịu được nữa, cho dù nước mắt thật mông lung. Ở cửa ngôi nhà, Phạm Đăng Quân im lặng dõi theo bóng lưng của cô gái dần khuất xa. Bóng lưng kia cô độc, yếu đuối đến nhường nào, anh vẫn luôn biết. Nhưng mà trên khuôn mặt của anh lại không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lùng, quyết đoán, tuyệt tình như một tên máu lạnh, không có tình cảm. Trợ lý Phương không dám lên tiếng ở thời điểm này, nhưng vẫn sợ hãi hỏi: giám đốc, tôi có cần đưa cô Gia Hân ra sân bay không? Phạm Đăng Quân lạnh giọng, quay người trở về phòng khách. Tùy cô ấy đi. Từ cửa kính của phòng ngủ, Phạm Đăng Quân đã nhìn chằm chằm vào cơn mưa bên ngoài, ròng rã suốt một tiếng. Khuôn mặt của anh ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, không ai có thể nhìn thấy được ý nghĩ của nó. Đàn Thư mím chặt môi, sắc mặt khó chịu, khẽ điều chỉnh lại nụ cười dịu dàng, tiến lại vòng tay ôm lấy eo của Đăng Quân, gương mặt nhẹ nhàng đặt lên sóng lưng thẳng tắp của anh. Đăng Quân, sao anh còn chưa ngủ? Phạm Đăng Quân châm một điếu thuốc, thở ra một làn khói mờ. Em ngủ trước đi, tiếng mưa làm anh không ngủ được. Đăng Quân. Bàn tay của Đan Thư vuốt ve mập mờ trên ngực của anh, nhẹ giọng ngượng ngùng. Em cũng không ngủ được, hay là chúng ta... Đan Thư. Phạm Đăng Quân quay người lại, một tay ôm lấy eo của Đan Thư, nhìn xuống gương mặt cô ta. Sức khỏe của em vẫn chưa được tốt, nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Nụ cười của Đan Thư cứng đờ, cô ta bối rối một chút rồi lại cười trở lại. Bị anh cự tuyệt như vậy, cô ta chưa từng nghĩ đến. Thực ra sức khỏe của em đã khá lên nhiều rồi. 3 năm qua em vẫn luôn điều trị. Trước khi về nước, bác sĩ có nói với em, bảo là em có thể... Phạm Đăng Quân ngắt lời, dịu dàng hôn lên trán của Đan Thư. Sức khỏe của em không thể coi thường được. 3 năm qua, anh còn có thể chờ được. Không ngại chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Thì ra là anh lo cho sức khỏe của cô. Quả nhiên là anh vẫn yêu cô. Đan Thư vui mừng ôm lấy anh, đột nhiên lại khựng người lại, dựa vào ngực của anh, thăm dò. Có phải anh đang lo lắng cho Gia Hân không? Ngón tay của Phạm Đăng Quân bỗng kẹp chặt lấy đầu thuốc lá, hút một hơi, lạnh nhạt trả lời như chuyện không liên quan đến mình. Không. Mà dù nói như vậy, nhưng giác quan thứ 6 của người phụ nữ luôn luôn mãnh liệt. Đan Thư cắn chặt răng, hai con mắt ngày càng âm u. Xem ra không giải quyết được Trần Gia Hân kia thì Phạm Đăng Quân không thể hoàn toàn là của cô. Gia Hân chẳng biết bản thân trở về nhà mẹ bằng cách nào. Cô sốt ly bì 2 ngày nay, đến khi cô mở mắt ra là ý thức được thì đã trông thấy mẹ cô đang lau người cho cô. Mẹ. Cô muốn ngồi dậy nhưng sức khỏe còn yếu, không thể ngồi dậy được. Con cứ nằm yên đó. Bà Trần thấy Gia Hân tỉnh lại không khỏi vui mừng, nước mắt rơi nhòe trên mặt, nhưng vẫn giả bộ như không có chuyện gì mà trách móc cô. Con nhìn đi, nằm một cái là vài ngày, khó khăn lắm mới trở về nhà được, vậy mà đã đổ bệnh rồi. Mẹ lớn tuổi rồi, không chịu được con hù dọa thế này đâu. Đầu của Gia Hân vẫn còn đau, cô nhíu mày. Sao con lại ở đây?
Chuyện hôm đó dường như cô không còn nhớ rõ. Con còn không biết xấu hổ mà hỏi sao? Bà Trần trừng mắt nhìn cô. Trời tờ mờ sáng, con gõ cửa gọi mẹ. Cũng may là mẹ có nhà. Mở cửa ra, xém thì bị dọa gần chết. Con nói xem, ngoài trời thì mưa to cả đêm như thế mà cũng không biết mang ô sao? Giày cũng không có, chân trần đứng trước cửa, cả người ướt như chuột lột vậy. Mẹ nắm tay con lạnh như tảng băng ấy. Bà nói như vậy, Gia Hân mới nhớ lại một chút. Cô đi thẳng mấy cây số mới tỉnh lại trước sự tuyệt tình của Phạm Đăng Quân. Muốn bắt xe, nhưng mưa to như thế lại muộn quá rồi. Trên người cô thì chẳng có đồng nào. Cả một đoạn đường chẳng gặp được chiếc taxi nào cả. Giày cao gót của cô cũng đã gãy cả gót. Cô chỉ đành cởi giày ra, chân trần bước đi trong cơn mưa lạnh buốt, không biết nên đi đâu về đâu. Cuối cùng bất chi bất giác mà đến nơi này. Sau đó cô sốt liên tục, sốt cao đến mê man. Mẹ lại không được thể đưa cô đi bệnh viện, sau đó phải nhờ bác sĩ Minh Hải đến đây khám. Gia Hân sửng sốt. Bác sĩ Minh Hải sao ạ? Đúng rồi. Bà Trần liếc mắt, giống như là cố ý nói. Lê Minh Hải chính là cái đứa chơi với con từ lúc nhỏ đấy. Lê Minh Hải sao? Anh ta làm bác sĩ à? Gia Hân rời mắt nhìn về phía bên cửa sổ. Cô và Lê Minh Hải được coi là thanh mai trúc mã. Cô cũng biết tình cảm của anh ấy dành cho mình. Chỉ là sau này cô gặp Phạm Đăng Quân, nên tình cảm ấy chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Sau này cô cũng nghe một vài tin đồn liên quan tới anh ấy, chỉ là không muốn hỏi tới mà thôi. Nó vẫn đang còn độc thân đấy. Bà Trần cố ý nói cho cô nghe. Gia Hân giả vờ như không nghe thấy. Cô sờ lên bụng đánh trống lảng. Mẹ, con đói rồi. Mấy ngày sau đó, Gia Hân vẫn luôn rầu rĩ không vui. Cô không muốn nhắc đến chuyện liên quan đến Phạm Đăng Quân. Nhưng tin tức liên quan đến Phạm Đăng Quân thì dường như ngày nào cũng đập vào mắt của cô. Trên TV, trên báo, trên mạng. Có nhiều lần cô nhìn thấy mẹ mình lén lút lau nước mắt ở phòng khách. Nhưng khi bà thấy cô thì lại mặt mày hớn hở như chưa từng có chuyện gì. Gia Hân biết cô và Phạm Đăng Quân đến nước này thì người đau khổ nhất chính là mẹ cô. Kỳ thực lần cô muốn trở về thăm ba mẹ chính là không có ý định sống nữa rồi. Không có tình thân, không có tình yêu, cô phải rời khỏi đây theo ý Phạm Đăng Quân đến một đất nước xa xôi khác. Không bằng cô chết trước mặt Phạm Đăng Quân để cho anh ta phải dằn vặt bản thân một chút. Nhưng sau đó biết ba qua đời, cô sợ để một mình mẹ cô lẻ loi chơi chọi nên mới bỏ đi cái suy nghĩ tìm đến cái chết. Gia Hân cho rằng tất cả đã qua rồi, cô không còn khó chịu khi nhìn thấy tin tức của Phạm Đăng Quân. Cũng may là cô đã buông bỏ. Nhưng mà cô không ngờ rằng lại nhìn thấy tin tức của Phạm Đăng Quân sắp kết hôn nhanh như vậy. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần sau. Cũng không ngờ rằng chiều hôm đó cô nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát. Họ nói mẹ cô bị bắt vì tội âm mưu giết người. Gia Hân vội vàng chạy tới. Bà Trần bị bọn họ tra khảo, nước mắt tuôn đầy trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Gia Hân, mẹ không giết người, con nói với bọn họ đi. Mẹ sống tới cái tuổi này rồi, giết cả một con rán cũng không có dám làm, thì sao mà dám giết người chứ? Bà Trần hiểu rõ pháp luật, giết người phải đền tội. Cho dù là ngồi tù thôi thì bà cũng đã sợ rồi. Gia Hân làm sao mà không hiểu mẹ mình chứ? Cô nói. Cảnh sát, cô hiểu lầm gì ở đây rồi? Mẹ tôi bà ấy không thể nào giết người được. Cô còn chưa dứt lời thì Phạm Đăng Quân đi tới, hơi lượm khượm, vết máu đỏ tươi ở trên ngực áo sơ mi trắng trông mà giật mình. Gia Hân chấn động mạnh, cô quay đầu nhìn về phía mẹ. Chẳng lẽ bà đi tìm Phạm Đăng Quân sao? Giám đốc Phạm, đồng chí cảnh sát tiến đến nói rõ tình huống chi tiết. Cuối cùng cô cũng hiểu được từ đầu đến cuối, thì ra cái người bị thương kia là Đan Thư. Gia Hân nhất thời luống cuống. Phạm Đăng Quân đứng trước mặt của cô nhưng không hề liếc nhìn cô lấy một cái. Quay người anh tràn đầy tức giận, môi mím chặt, chẳng hề nói một lời. Nhưng Gia Hân đã cảm nhận được thời khắc này Phạm Đăng Quân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Lúc Gia Hân hoàn hồn, Phạm Đăng Quân đã rời đi. Cô hoảng hốt bước nhanh đuổi theo. Phạm Đăng Quân. Anh ta dừng bước lại nhưng không quay đầu nhìn cô. Gia Hân đưa tay níu lấy góc áo của anh, giọng nói còn run run. Nhất định là có hiểu lầm rồi. Tính mẹ em thế nào anh cũng biết rồi mà. Bà không thể giết người. Gia Hân. Phạm Đăng Quân lên tiếng lạnh lùng. Anh nghiêng người, ánh mắt rơi trên người của cô.
Anh để cô nhìn vào vết máu trên ngực rồi nói: "Đây là bằng chứng này. Nếu như anh không kịp thời chạy đến thì Đan Thư đã chết rồi." Gia Hân lắc đầu, đôi mắt mở to: "Không thể nào, không thể nào. Là Đan Thư, cô ta hãm hại mẹ em. Là cô ta hãm hại mẹ em đấy." "Gia Hân." Phạm Đăng Quân thất vọng rũ mắt: "Sai chính là sai. Không thể vì bà ấy là mẹ của em mà em vu khống cho Đan Thư được." Ngón tay của Gia Hân đột nhiên mất hết sức lực. Cô nắm chặt lại cái bàn tay một lần nữa, liều mạng giải thích: "Chắc chắn là Đan Thư. Cô ta vốn dĩ không phải là người hiền lành như anh nghĩ đâu. Bao gồm cả lần trước cũng là do cô ta cố ý té ngã." Cô bỗng nhiên im bặt, bởi vì Phạm Đăng Quân hất tay cô ra. Thân thể cao lớn đứng trước mặt của cô khiến cô không thể thở nổi. "Gia Hân, nếu là em, em sẽ dùng chính gương mặt của mình để hãm hại một vị trưởng bối mới gặp lần đầu sao?" Gia Hân hơi ngạc nhiên, không hiểu rõ ý của anh. Yết hầu của Phạm Đăng Quân đưa lên đưa xuống, một lát sau mới lạnh giọng nói: "Một bên khuôn mặt của Đan Thư bị hủy rồi." "Mặt bị hủy sao?" Gia Hân giật mình sững sờ. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Phạm Đăng Quân rời đi, cô mới giật mình kịp phản ứng. Cô níu cánh tay anh lại, nghẹn ngào cầu xin: "Anh bỏ qua cho mẹ em đi mà. Bà lớn tuổi rồi, không thể ngồi tù. Ba em mất đi cũng là một đả kích quá lớn với bà. Bà không thể ngồi tù được." "Gia Hân." Bàn tay ấm áp của Phạm Đăng Quân vuốt ve gương mặt của cô, hai con ngươi rất sâu, nhìn không thấy đáy. "Chuyện làm sai thì phải trả giá. Quy tắc trò chơi của anh, em hiểu rồi đấy." "Đúng rồi." Tiếng tăm của Phạm Đăng Quân trên thương trường chính là thủ đoạn tàn nhẫn, thưởng phạt phân minh. Thế nhưng Gia Hân lại thất vọng, đau khổ, chỉ biết cười. Dù cho là ba cô hay mẹ cô, với anh mà nói, chẳng có gì khác biệt so với những đối tác làm ăn kia. Gia Hân đã hỏi mẹ mình, bà Trần nói là Đan Thư hẹn gặp mặt bà. Lúc ấy do bà tức giận vì Phạm Đăng Quân vứt bỏ cô, nên cãi nhau với Đan Thư. Sau đó lời qua tiếng lại, rồi lôi lôi kéo kéo. Bà chưa kịp phản ứng gì, Đan Thư đã nằm ở trên đất, máu me đầy mặt gào khóc. Hỏi lại mẹ cô một lần nữa, Gia Hân cũng không thể xác định là có phải là mẹ quá tức giận, động tay động chân mà không tự kiềm chế được không. Dù sao gương mặt của Đan Thư đã bị hủy, không có một cô gái nào lại lấy gương mặt của mình ra để mà đặt cược. Nhưng mà đến khi cô nhìn thấy Đan Thư thì suy nghĩ của cô lại thay đổi. Cô điên rồi. Đan Thư dường như biết trước, cũng không đau khổ như trong tưởng tượng của cô. Gia Hân chưa quên mục đích của việc đến nơi đây, cô bước đến. Tôi đến đây là muốn xin cô bỏ qua cho mẹ của tôi. Chỉ cần mẹ tôi không phải ở tù, cô muốn tôi đền bù thế nào cũng được, tôi đều có thể cố gắng đáp ứng cho cô. Đan Thư cười lạnh, nửa bên khuôn mặt quấn băng gạc nhưng cũng hùng hổ đe dọa người khác chẳng kém. Cô ta cười khiêu khích Gia Hân. Đền bù sao? Tôi thiếu cái gì à? Tiền à? Phạm Đăng Quân có rất nhiều. Muốn người sao? Đăng Quân sẽ kết hôn với tôi trong vài ngày nữa. Cô cảm thấy cô có cái gì mà cô có nhưng mà tôi không có? Ngay cả gương mặt này của cô cũng chỉ là thay thế cho tôi mà thôi. Gia Hân căng thẳng, kìm nén nhẫn nhịn trong lời nói, cố gắng biểu lộ cái dáng vẻ nhún nhường. Cô nói đúng, bây giờ cô không thiếu gì cả. Trong lòng Phạm Đăng Quân từ đầu đến cuối chỉ có mình cô. Hai người sắp kết hôn rồi, vậy có thể xin cô rộng lượng bỏ qua cho mẹ tôi lần này được không? Đan Thư nhướng mày khinh thường nói. Tại sao tôi phải buông tha cho mẹ con cô chứ? Tôi đánh cược gương mặt này chính vì là để mẹ cô vĩnh viễn không thể tồn tại đấy. Buông tha dễ dàng như vậy, cô cảm thấy có thể không? Gia Hân đột nhiên nhíu mày. Cô có ý gì? Đan Thư cười lạnh, không trả lời trực tiếp. Nhưng Gia Hân cũng có thể đoán được vài phần. Gia Hân khó tin tiếp cận. Quả nhiên là cô cố tình hãm hại mẹ tôi. Đan Thư đẩy cô ra xa. Cô ta khoanh tay ngửa người tựa đầu trên giường. Hãy chú ý thái độ của cô. Hiện tại là cô đang cầu xin tôi đấy. Cầu xin người khác thì phải có thái độ của người muốn cầu xin chứ. Gia Hân siết chặt bàn tay. Tất cả tức giận đều dồn nén trong lòng. Dù cô biết được sự thật thì sao? Hiện tại tất cả chứng cứ bất lợi đều nghiêng về phía mẹ cô. Bà có âm mưu giết người. Ngoại trừ việc cầu xin Đan Thư, cô không còn cách nào khác. Vì mẹ oan ức thế nào cô cũng có thể chấp nhận. Phải làm thế nào thì cô mới có thể có bằng lòng buông tha cho mẹ của tôi?
Đôi lông mày của Đan Thư khẽ nhướng lên, đôi mắt đắc ý nhắm lại, dáng vẻ nguy hiểm nói. Cũng không phải là không thể, chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin tôi, nói không chừng tôi có thể suy nghĩ lại. Mục đích của Đan Thư là làm nhục cô sao? Nếu chỉ như vậy thì cô sẽ quỳ. Gia Hân không chút do dự, liền quỳ rạp xuống sàn. Đầu gối đập xuống sàn nhà có hơi đau, cô cắn chặt hàm răng. Được chưa? Lời còn chưa dứt, Đan Thư lại đột nhiên hoảng hốt. Gia Hân, cô đừng ép tôi như vậy. Tội của mẹ cô không phải là do tôi quyết định. Tôi nói với mẹ cô với Đăng Quân rồi, xin cô đừng ép tôi nữa. Gia Hân ngạc nhiên ngẩng đầu. Cùng lúc đó cô nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh được đẩy ra. Sau đó có tiếng bước chân nặng nề mà nhanh chóng. Cổ áo phía sau của cô bị kéo lên một cách thô lỗ. Em làm cái gì ở đây vậy? Là Phạm Đăng Quân, anh giận dữ chất vấn cô. Hai chân của Gia Hân miễn cưỡng đứng lên, cô thì bị tắc nghẹn đến khó thở. Đan Thư chạy xuống giường, nắm lấy tay của anh mà cầu xin, nước mắt rơi như mưa. Đăng Quân, thôi thì anh bỏ qua cho bác gái đi. Gương mặt của em coi như là tai nạn đi. Bà không muốn giết em đâu, chỉ là do em không tốt. Phạm Đăng Quân đẩy Gia Hân qua một bên, cúi người ôm Đan Thư trở lại giường bệnh, nhẹ giọng nói. Em nghỉ ngơi đi cho khỏe. Nói xong kéo lấy tay của Gia Hân đi ra khỏi phòng bệnh. Gia Hân lảo đảo ngã nghiêng, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt. Dù có chết cô cũng không thể để nước mắt rơi trước mặt anh một lần nữa. Đến cuối hành lang, Phạm Đăng Quân mới buông tay ra, một bàn tay đặt lên vai của cô, năm ngón tay còn lại lạnh lẽo bóp lấy cổ cô áp chặt vào vách tường. Gia Hân, bây giờ em muốn thế nào hả? Hai con mắt của Phạm Đăng Quân đỏ ngầu tức giận. Gia Hân nghẹt thở đến hai má đỏ bừng, ngay cả ho khan cũng phải tốn sức, nước mắt cuối cùng cũng phải rơi. Cô khàn giọng cười. Phạm Đăng Quân nhíu mày càng thêm giận dữ. Gia Hân cuối cùng cũng thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Cô che miệng ho khan không ngừng, nghẹn đến mức nước mắt không ngừng rơi. Cô cười khổ. Tôi muốn thế nào à? Phải là các người muốn thế nào thì đúng hơn chứ. Cô chớp chớp đôi mắt đầy chua xót đau đớn. Tôi đã quyết định từ bỏ rồi, sao các người không buông tha cho tôi? Anh biết rõ ràng là mẹ của tôi là một chỗ dựa cuối cùng của tôi, nhưng anh lại nhẫn tâm tống bà vào tù như vậy. Phạm Đăng Quân khẽ nói. Là bà tự làm tự chịu, huống hồ Đan Thư đã nói đỡ cho bà ấy, cũng giúp bà ấy giảm hình phạt. Tại sao em lại còn muốn quấy rầy cô ấy? Quấy rầy sao? Anh cho rằng vừa rồi là cô quỳ trên mặt đất cầu xin Đan Thư, nhưng thực ra là đang quấy rầy cô ta sao? Gia Hân cười lạnh. Phạm Đăng Quân, mắt của anh bị mù từ lúc nào thế? Nếu tôi nói là Đan Thư đã bày trò hãm hại mẹ tôi thì sao? Gia Hân nhìn thẳng vào mắt của anh. Anh tin cô ta hay là tin tôi? Phạm Đăng Quân lạnh lùng nhìn, im lặng thật lâu. Cuối cùng anh quay người đi, bóng lưng cô đơn. Anh sẽ mời luật sư tốt nhất cho em, cố gắng để bác gái giảm án vài năm ngồi tù. Nghe tiếng bước chân của anh xa dần, Gia Hân ngửa đầu cười thành tiếng. Hẳn là cô còn phải cảm ơn bọn họ nhân từ mà giảm án sao? Mấy ngày sau đó, tâm trạng của Gia Hân rất kém. Lê Minh Hải có ghé thăm cô mấy lần nhờ vả bao nhiêu quan hệ vì chuyện của mẹ cô. Gia Hân nghĩ trước tiên là phải nộp tiền bảo lãnh cho mẹ ra ngoài. Nhưng lại đúng vào ngày Phạm Đăng Quân tổ chức hôn lễ, Gia Hân được thông báo. Họ nói bệnh tim của mẹ cô tái phát, đã không qua khỏi và đã tử vong. Giây phút đó, trước mắt của cô chỉ còn một màu đen. Phòng tiệc trong nhà hàng 5 sao, hôn lễ sắp được cử hành. Hội trường phần lớn là những đối tác làm ăn, hôn lễ này vô cùng được chú ý. Phạm Đăng Quân mặc âu phục, đứng trước gương thử đồ, trên mặt chẳng có chút gì là vui sướng của người sắp kết hôn. Trợ lý Phương xông vào. Giám đốc, có chuyện rồi. Phạm Đăng Quân nhíu mày, sờ cà vạt thế nào cũng không xong. Chuyện gì? Hành động nôn nóng của trợ lý Phương càng khiến anh thêm bực bội. Tên trợ lý nuốt nước bọt rồi úp úp mở mở nói. Vừa có thông tin, bà Trần qua đời rồi. Phạm Đăng Quân dừng động tác thắt cả vạt lại, hồi lâu mới nhìn qua. Cậu nói cái gì? Tên trợ lý hạ thấp giọng. Bà Trần do bệnh tim tái phát đã qua đời rồi. Ngoài ra, vị giám đốc nhờ tôi điều tra đã có kết quả. Ngày hôm đó có người chứng kiến, có thể chứng minh người làm hại Đan Thư không phải là bà Trần. Không chờ tên trợ lý nói xong, Phạm Đăng Quân đã giật cả vạt bỏ ra, sải bước chạy ra ngoài.
Tên trợ lý chạy theo hô to: "Giám đốc, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, cút đi." Chỉ nghe thấy hai từ "cút đi", anh ta đã đi xa rồi. Tại bệnh viện, Gia Hân ngồi trên ghế nơi hành lang không nhúc nhích. Tay chân cô lạnh buốt. Hành lang bệnh viện hình như đã trở thành nơi u ám nhất. Nước mắt rơi từng giọt trên mu bàn tay. Từ hôm nay trở đi, cô không còn có ba, cũng chẳng còn có mẹ, không có Phạm Đăng Quân, cũng không còn đứa con. Quãng đời còn lại chỉ có một mình. Lê Minh Hải xử lý xong các việc liên quan rồi vội vàng chạy đến. Trông thấy bóng dáng cô đơn của cô, trái tim của anh đau nhói. Anh ta ngồi xổm xuống bên cạnh chân của Gia Hân, đưa tay vuốt ve mu bàn tay của Gia Hân mà an ủi: "Đừng quá buồn, bác gái cũng không muốn thấy em thế này đâu." Gia Hân im lặng rơi nước mắt, trong đôi mắt trống rỗng dần dần trở nên tàn độc. Cô đột nhiên đứng dậy. Cô không thể để cho mẹ cô chết oan ức như vậy. Nợ máu phải trả bằng máu. Cô nhất định phải khiến cho bọn họ sống không bằng chết. "Gia Hân, em đừng như vậy." Lê Minh Hải đoán ra cô muốn làm gì, một tay giữ chặt cô trong ngực. Nhưng Gia Hân nào nghe. Một lúc giãy giụa khàn giọng, Gia Hân gào thét trong câm lặng. Lê Minh Hải ôm chặt cô vào lòng. "Gia Hân, đừng sợ, em còn có anh." Gia Hân đè nén tiếng thút thít, hai tay siết chặt lồng ngực. "Minh Hải, mẹ em mất rồi." Lúc Phạm Đăng Quân đến, trông hai thế người đang ôm nhau, trong lòng lo lắng trở thành tức giận. Anh bước nhanh về phía trước, kéo Gia Hân ra. Sắc mặt trầm xuống lạnh lùng lườm Lê Minh Hải, đang muốn nói gì đó với Gia Hân thì Gia Hân lại tát một cái lên mặt của anh. "Anh còn dám xuất hiện sao?" Lòng bàn tay của Gia Hân đau rát, cô mím chặt đôi môi, nhìn thẳng vào mặt của Đăng Quân. "Anh tới làm gì? Xem tôi thê thảm thế nào sao? Hay là muốn xác định xem mẹ của tôi đã chết thật hay chưa? Tiện thể cho người trong lòng của anh hả giận." Phạm Đăng Quân đột nhiên rũ mắt, rõ ràng không vui vì lời nói của cô, nhưng thấy đôi mắt cô sưng đỏ, giọng nói thả lỏng: "Anh tới thăm em." Anh vươn tay theo thói quen, muốn lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô, lại bị Gia Hân lạnh lùng tránh đi. "Gia Hân, tôi không cần. Không cần anh giả dối quan tâm. Anh và Đan Thư đều là hung thủ giết người. Cút đi." Trái tim của Phạm Đăng Quân chấn động. Anh không nghĩ tới cô sẽ dám nói ra cái chữ này. Lê Minh Hải tiến lên, kéo Gia Hân ra phía sau lưng, không chút khách khí nói: "Phạm Đăng Quân, mời anh rời khỏi đây." Đăng Quân nhìn hai người, không nhịn được cười lạnh một tiếng: "Tôi đã nghe nói cô có một người thanh mai trúc mã, yêu cô đến chết đi sống lại. Chính là người đàn ông này sao? Cô luôn miệng nói yêu tôi, thế mà mới rời xa nhau được chưa bao lâu đã ôm ấp người đàn ông khác rồi sao?" Gia Hân khó tin nhìn anh: "Phạm Đăng Quân, anh đúng là cái đồ khốn nạn mà." Đăng Quân bóp chặt cổ của cô: "Tôi khốn nạn sao? Lúc trước ở trên giường của tôi không phải là cô hưởng thụ sung sướng lắm mà. Sao nào, bây giờ gặp lại thanh mai trúc mã đền tiếc hả?" Phạm Đăng Quân còn chưa nói xong thì Lê Minh Hải vung tay đấm vào mặt của anh. Anh lảo đảo, một tay vịn vào vách tường, một tay khác lau đi vết máu ở phía miệng, bỗng nhiên cười ra tiếng. Lê Minh Hải tức giận: "Phạm Đăng Quân, tôi không cho phép anh sỉ nhục Gia Hân. Cậu lấy thân phận gì mà ra lệnh cho tôi?" Phạm Đăng Quân đứng thẳng dậy, trong nháy mắt lại xảy ra cuộc ẩu đả giữa hai người. Lê Minh Hải thừa nhận người đàn ông này ưu tú hơn so với mình, dù là dáng vẻ bên ngoài hay là quyền thế đều hơn hẳn anh. Cho nên lúc đầu đành trơ mắt nhìn Gia Hân lao vào vòng tay của anh ta, Lê Minh Hải chỉ có thể buông tay. Nhưng giây phút này, hắn không thể đem Gia Hân giao cho người đàn ông như vậy được. Đăng Quân nhếch môi khiêu khích nói: "Cậu có tư cách gì mà nói với tôi? Hay cậu nghĩ cô ấy là người phụ nữ của cậu sao?" "Phạm Đăng Quân." Lần này không đợi Lê Minh Hải động tay động chân, Gia Hân lại dùng hết tất cả sức lực của mình tát vào mặt của anh ta thêm một cái bạt tai nữa. Đăng Quân đen mặt, hồi lâu mới ngẩng mặt lên. Cô lại tát anh ta vì một người đàn ông khác sao? Tức giận, anh nắm chặt cổ tay của cô. Lê Minh Hải hoảng hốt vội vàng tiến lên ngăn lại. Ba người lôi lôi kéo kéo, cuối cùng là tiếng hét của Gia Hân vang khắp hành lang: đủ rồi đấy." Trái tim của Gia Hân đang đau khổ. Cô mệt mỏi nhìn Phạm Đăng Quân: "Tôi sai rồi,
Phạm Đăng Quân, yêu anh là sự lựa chọn sai lầm của tôi. Là tôi đáng chết, là tội của tôi sẽ trả. Nhưng ba mẹ của tôi không nên chết tức tưởi như thế. Giọng nói của cô run run, lòng bàn tay của Phạm Đăng Quân trống rỗng, nhìn cô từng bước vô hồn rời đi. Phạm Đăng Quân nghẹn giọng, nhất thời cảm thấy trái tim trống rỗng, đôi mắt cũng trống rỗng. Người con gái luôn đi theo sau lưng của anh, dường như không thể đuổi đi được, hình như lần này thực sự là bỏ đi rồi. Anh không hề cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại, hai chân anh lại nặng nề, không thể nhấc nổi, trái tim đau tới mức không thở nổi. Phạm Đăng Quân không xuất hiện trong hôn lễ, hội trường lộn xộn. Lúc Đăng Quân trở về, mặt mũi âm trầm ngồi phòng khách. Mẹ anh, bà Phạm cũng ngồi đó. Đan Thư mặc chiếc váy cưới màu trắng đang ngồi trên ghế, trông thấy anh trở về, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Đan Thư. Mặt mũi ông Phạm tràn đầy tức giận. Mày còn biết đường trở về cơ à? Bà Phạm vuốt lưng cho ông nguôi giận, giảng hòa. Ông nghe nói giải thích đã, đừng có nóng vội như vậy. Nghe vậy Đan Thư cũng cười, nói đỡ cho Đăng Quân, tiện thể biểu hiện rằng mình cũng hiểu chuyện. Ba, anh Quân nhất định là có chuyện quan trọng mới có thể rời đi gấp như vậy. Tình yêu của con và anh ấy không dễ dàng. Anh ấy đã chờ con 3 năm, con tin tưởng tình cảm của anh ấy đối với con. Cô ta nói xong, đứng lên đi tới bên cạnh Đăng Quân, kéo cánh tay của anh, dịu dàng hỏi thăm. Đăng Quân, có phải là có chuyện gì xảy ra không? Phạm Đăng Quân quay qua nhìn đối diện với tầm mắt của Đan Thư, ánh mắt gần như u ám. Nụ cười của Đan Thư chợt cứng đờ, trong lòng trống rỗng. Phạm Đăng Quân đã buông cô ta ra, đi thẳng về phía trước. Cô ta hơi kinh ngạc, phản ứng của Đăng Quân giống như chán ghét cô thì phải. Con có việc gấp. Hôn lễ quan trọng như vậy, mày chỉ nói một câu có việc gấp là xong sao? Mày có biết người đến tham dự hôn lễ hôm nay là những người thế nào không? Mày để cho tao trở thành cái trò cười cho thiên hạ đấy à? Đăng Quân mím chặt môi, rõ ràng rất tàn ác nhưng cố gắng nhìn xuống. Có nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể nói nổi một câu. Bà Phạm cảm thấy không khí giữa hai ba con không bình thường thì vội vàng đứng dậy. Thôi, Đăng Quân cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Con phải thông cảm cho ba con. Hôn lễ này liên quan đến toàn bộ mặt mũi của nhà họ Phạm. Bị con làm cho thành trò cười như thế, ảnh hưởng không tốt thế nào. Trong lòng con biết rõ. Đúng vậy, Đăng Quân biết rõ hôn lễ của anh không tiến hành theo bình thường sẽ gây ra những tổn thất thế nào. Nhưng khi nghe anh thấy Gia Hân xảy ra chuyện, anh chẳng còn nghĩ được cái gì cả, liền rời đi như thế. Đăng Quân ngồi trên ghế sofa bên cạnh cửa sổ lớn đã 2 tiếng, ly rượu đỏ giữa ngón tay lắc lư. Suy nghĩ của anh cũng rất loạn. Anh cho rằng tình cảm của anh đối với Gia Hân chỉ là nhất thời. Thế nhưng lúc hay tin cô ấy xảy ra chuyện, anh lại luôn không đành lòng. Đăng Quân. Đan Thư đã thay áo ngủ, mùi nước hoa tràn ngập khắp phòng. Cô ta ngả đầu vào vai của anh vuốt ve. Đăng Quân nhíu mày, mùi hương nước hoa này anh không thích, nó quá nồng. Gia Hân xưa nay đều không dùng nước hoa, trên người cô luôn có một cái mùi thơm của vị sữa tắm. Đan Thư ôm vòng qua cổ của anh. Đăng Quân, hôm nay là tân hôn của chúng ta đấy. Em mong chờ đến ngày này từ lâu lắm rồi. Cô ta gỡ bỏ từng khuy xúc áo trước ngực của Đăng Quân, ngón tay di chuyển vào trong áo. Đăng Quân giữ lại tay cô ta, sau đó kéo tay cô ta ra. Đan Thư bối rối ngồi một bên, vô cùng khó hiểu. Đăng Quân đứng dậy nhìn cô ta hỏi. Đan Thư, em có từng lừa dối anh không? Đan Thư khẽ giật mình, lập tức lúng túng cười cười. Đăng Quân, anh nói gì vậy? Xem lại lừa dối anh được chứ? Đăng Quân ngước mắt lên nhìn Đan Thư, chăm chú, khiến Đan Thư căng thẳng. Đăng Quân không nói thêm gì, nhưng đêm nay anh không ở phòng ngủ. Vài ngày sau đó anh cũng không ở nhà nữa. Đan Thư vội hoảng hốt, tất cả đều không theo kế hoạch của cô ta. Trong tang lễ của bà Trần hôm nay, Gia Hân nhìn thấy Phạm Đăng Quân. Anh mặc bộ đồ đen bước vào, lại bị Gia Hân cản lại. Tang lễ này do một mình Lê Minh Hải lo hậu sự, lấy thân phận là con rể. Gia Hân đã khóc rất nhiều, ngay cả thần trí đều có chút mơ hồ, cũng chỉ có thể để Lê Minh Hải làm chủ tang lễ. Gia Hân khóc đến bi thương, mấy ngày nay cô quỳ trước linh cữu của mẹ, không ăn uống gì cả. Có vài lần khóc ngất đi, đều là do Minh Hải truyền dịch và chăm sóc mới tỉnh lại được. Trông thấy Đăng Quân xuất hiện,
Gia Hân chợt bừng tỉnh, cô nhào tới hung hăng cào xé lồng ngực của anh, khản giọng nói: "Em tới đây làm gì chứ? Anh còn mặt mũi mà xuất hiện ở đây sao?" Đăng Quân nhìn cô đau lòng gần chết, cầm lấy tay của cô, mà Gia Hân lại hung hăng cắn lên tay của anh, cắn chặt không nhả. Cho đến khi tất cả sự tức giận đều được trút hết ra, cô mới bị người thân kéo ra. "Anh xin lỗi." Giọng nói của Đăng Quân trầm xuống, nhưng Gia Hân vẫn nghe thấy. "Xin lỗi có tác dụng gì không? Có thể làm mẹ tôi sống lại được không?" Gia Hân không khóc nổi thành tiếng, nước mắt lại chảy dài. Cùng lúc đó cô thấy Đan Thư đang bước tới. Đôi mắt đỏ ngầu, cô tiến lên thì bị ngăn cản. Cô muốn làm gì, Lê Minh Hải là người hiểu rõ nhất. Minh Hải đến trước mặt của Đan Thư. "Mời cô rời khỏi đây, cô không xứng đáng xuất hiện ở đây." Đan Thư cười khinh bỉ, nhưng che giấu rất nhanh. Cô ta cắn môi tủi thân nhìn về phía Đăng Quân, ý tứ rõ ràng. Cô ta đến đây là cô ta đã rộng lượng, nhân từ lắm rồi. Cô ta tới với thân phận là người bị hại đấy. Đăng Quân cau mày từ đầu tới cuối, bước qua cô mà đi ra ngoài. Đan Thư đuổi theo sau. Đăng Quân lên xe, Đan Thư cũng lên theo. Đột nhiên cổ tay của cô ta bị kéo lại. Một giây sau, một con dao đâm thẳng vào lưng cô ta. Và người cầm con dao đó chính là Gia Hân. Đăng Quân kinh ngạc đưa mắt nhìn, một tay đẩy Gia Hân ra, một tay đỡ Đan Thư. Anh nhìn dòng máu tươi chảy ra, đôi mắt đỏ rực. Anh không dám tin nhìn về phía Gia Hân, không nghĩ là cô thật sự dám giết người. Đan Thư nắm chặt lấy cánh tay của anh, đôi mắt sợ hãi nhìn lên, đau tới không khóc ra tiếng. "Đăng Quân, cứu em, cứu em." Đăng Quân không nhìn Gia Hân nữa, dứt khoát ôm Đan Thư lên xe. Ánh mắt cuối cùng liếc về phía Gia Hân, thấy Gia Hân cười to, giống như đã phát điên rồi. Chiếc xe lăn bánh rời đi trước mắt của Gia Hân. Gia Hân cười đến không ngăn được nước mắt. Đăng Quân hẳn là rất đau lòng. Lần này mạng của Đăng Đan Thư có lớn cách mấy cũng không thể sống sót. Nếu cô ta chết thì Phạm Đăng Quân mới hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu là thế nào. Lần này hy vọng cả đời anh ta phải đau khổ. Như thế thì có chết cô mới không hối hận. "Gia Hân." Minh Hải chạy đến, giật lấy con dao trong tay của Gia Hân. Trước mắt Gia Hân tối sầm, sự mạnh mẽ mấy hôm nay hoàn toàn sụp đổ. Gia Hân đã bị bắt tạm giam được một tuần nay. Lê Minh Hải đau lòng nhưng bất lực. Cô có thừa nhận rằng cô muốn giết Đan Thư, không có bất kỳ lời giải thích nào. "Đan Thư chết chưa?" Mỗi lần Minh Hải đến thăm, cô đều hỏi câu này. Minh Hải thành thật trả lời: "Vẫn chưa tỉnh." Gia Hân cười lạnh, để Phạm Đăng Quân vĩnh viễn chăm sóc một người thực vật như vậy cũng tốt. "Minh Hải, sau này anh đừng tới thăm em nữa." "Anh không thể mặc kệ em được, Gia Hân à." Thái độ của Minh Hải rõ ràng. "Anh sẽ tìm luật sư tốt nhất cho em, chỉ cần em phối hợp, có thể được thả ra sớm hơn đấy." Gia Hân cười lạnh: "Ra ngoài để mà làm gì chứ? Bên ngoài lạnh lẽo cô độc, còn chẳng ấm áp bằng ở trong tù." "Gia Hân, em không thể tiếp tục thế này được." Minh Hải có cảm giác cô không được bình thường. Mới đầu thì chỉ cho rằng mẹ cô qua đời, cô đau lòng quá. Nhưng bây giờ xem ra tinh thần của cô có vấn đề nghiêm trọng. Hoặc có thể là cô đã thu mình lại trong một góc, không muốn thoát ra. Gia Hân lên tiếng, ôm mình chặn hai tay lại. "Anh về đi, sau này đừng đến thăm em nữa." Lê Minh Hải chăm chú nhìn cô. "Gia Hân, không phải là em không còn gì cả. Em còn có anh vẫn luôn chờ em. Từ ngày đầu tiên quen biết em, anh đã biết em là người mà anh muốn nắm tay bên nhau cả đời." "Gia Hân biết chứ?" "Cô vẫn luôn biết. Cũng chính bởi vì thế mà cuối cùng cũng hiểu rõ, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Nếu cô biết sớm hơn, sớm thoát ra khỏi vòng xoáy của Phạm Đăng Quân, có phải kết quả đã khác đi rồi không? Thế nhưng cũng muộn rồi, hậu quả đã xảy ra. Cô gián tiếp hại chết ba mẹ của mình. Cho dù cô có chết đi cũng không thể đền bù được tội lỗi này. Cô cũng chẳng muốn sống. Cuộc sống thật mệt mỏi, chẳng còn biết sống để làm gì nữa. Không có ba mẹ, không có người yêu, không có con, tương lai của cô sẽ sống thế nào đây?" Cô cũng biết rằng còn có một người luôn quan tâm đến cô đó chứ. Nhưng trong đầu của cô vẫn chỉ có hình bóng của Phạm Đăng Quân. Đây cũng là điều mà khiến cô sụp đổ. Biết rõ là sai, vẫn còn nhớ mãi không quên. Cô sắp bước điên chính bản thân mình rồi. "Minh Hải, hiện tại em đã không còn xứng với anh." "Em vẫn luôn là em, vẫn luôn là Gia Hân trong lòng của anh."
Gia Hân không trả lời, đứng dậy quay mặt rời đi. Mấy ngày sau đó, Minh Hải vẫn đến. Nhưng lần này, Minh Hải đến không chỉ để thăm cô, mà còn muốn nói với cô rằng: Gia Hân, Đan Thư tỉnh lại rồi. Thần kinh của Gia Hân căng ra đứt đoạn, trái tim lạnh lẽo, động lực chèo chống cuối cùng cũng đều mất sạch. Đan Thư đến, cô ta ngồi đối diện với cô, mặt tràn đầy đắc ý. Cô muốn giết tôi, nhưng mà ông trời không để cho tôi giết đấy. Gia Hân, cuối cùng vẫn là cô thua. Gia Hân cười đau đớn, đến cả ông trời cũng không công bằng như thế sao? Đan Thư cười khiêu khích nhướng mày. Tôi tới đây hôm nay chỉ muốn nói cho cô biết này, đây là cô cố ý giết người, cô phải ngồi tù ít nhất cũng vài năm. Chờ cô ra tù, con tôi chắc cũng lớn rồi, đến lúc đó cô còn muốn cạnh tranh cái gì với tôi nào? Gia Hân siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt đỏ rực. Đan Thư, cô sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi. Đan Thư cười. Quả báo sao? Tôi xưa nay không có tin cái gọi là quả báo đâu. Cô biết không, 3 năm trước nhà họ Phạm bị ghét tôi vì thân phận của tôi thấp hèn, không chịu để Phạm Đăng Quân cưới tôi. Tôi bất đắc dĩ phải tự dàn cảnh tai nạn ngoài ý muốn mà mất tích, chính là để Phạm Đăng Quân phải áy náy đấy. Để anh ấy tưởng rằng ba mẹ anh ấy ép bức tôi quá nên tôi mới phải tự tử. Tôi chính là biết được tính tình của anh ấy nên mới dùng 3 năm để đặt cược. 3 năm sau trở về, chỉ cần tôi nói dối một câu, anh ấy liền tin rằng đó thực sự là tai nạn ngoài ý muốn. Cũng bởi vì anh ấy không chịu cưới ai khác trong 3 năm qua, ba mẹ anh ấy vô cùng sốt ruột. Nên hiện tại, anh ấy muốn cưới tôi, ba mẹ của anh ấy cũng không có phản đối nữa. Gia Hân, tôi tàn độc với bản thân mình thế nào, cô nên biết rõ. Đan Thư đưa nửa gương mặt bị thương ra. Vì để Phạm Đăng Quân hoàn toàn quên cô, tôi tình nguyện dùng nửa gương mặt này để đổi lấy việc anh ấy càng áy náy đối với tôi, cũng là để hai người biến thành kẻ thù không đội trời chung. Gia Hân khiếp sợ nhìn nửa gương mặt lộ ra dưới lớp băng gạc. Đan Thư nhìn cô kinh ngạc rồi cười. Nhưng mà cô yên tâm, khi mà thời cơ chín muồi tôi sẽ nói với anh ấy vết thương trên mặt của tôi đã hồi phục. Đến lúc đó tôi sẽ đứng bên cạnh anh ấy thật là hoàn hảo. Trong khi đó cô chỉ là tội phạm giết người mà thôi. Gia Hân tức giận đập bàn. Đan Thư cười đắc ý, đứng dậy khiêu khích nhìn cô. Tôi còn phải cảm ơn cô vì vết dao kia đấy. Vốn dĩ tôi còn cảm thấy thái độ của anh ấy đối với tôi hơi thay đổi. Cũng do con dao kia của cô, anh lại che chở cho tôi rồi. Cô biết là anh ấy nói gì không? Anh ấy nói dù cho cô có bị tử hình, có chết cũng không cửa rời hết tội đâu. Đan Thư bỏ đi. Gia Hân kinh ngạc đứng tại chỗ, trước mắt mơ hồ. Với anh mà nói cô chết hay sống, thật sự là anh không có cảm giác gì sao? Phạm Đăng Quân nhìn đi nhìn lại những tấm ảnh. Rõ ràng tình huống đó, vết thương trên mặt của Đan Thư là giả, không có thật. Nhưng bác sĩ lại nói khuôn mặt của cô ta bị hủy. Chỉ có một khả năng, cô ta mua chuộc tên bác sĩ đó để lừa gạt anh. Anh tức giận. Đây là người con gái mà anh chờ suốt 3 năm ư? Phạm Đăng Quân ném cả một xấp ảnh lên người Đan Thư. Nói đi. Hai chân của Đan Thư nhũn ra, viện vào góc bàn, đột nhiên ôm anh giải thích. Đăng Quân, em xin lỗi anh vì em nói dối anh. Nhưng mà thật sự đây là bà ấy tới tìm em, nói em cướp người yêu của con gái bà ấy nên muốn giết em. Em nói thật đấy, em không có lừa anh. Cô ta chưa nói xong đã bị Đăng Quân đẩy ra. Đăng Quân nghiêng mặt lạnh lẽo, ánh mắt lại xen lẫn tự trách bản thân và hối hận. Bác Trần chết rồi, Gia Hân không còn người thân, cũng chỉ vì một câu nói dối của cô đấy. Đan Thư cắn môi, một lát sau lại nói. Đăng Quân, chuyện này không thể chỉ trách một mình em, anh cũng có trách nhiệm mà. Bà chết là do cả hai chúng ta gây ra. Đúng là em nói dối, nhưng mà nếu như không phải là anh cứ dây dưa không dứt với Gia Hân thì bà sẽ không chết. Lúc đó em còn xin tha cho bà ấy đấy. Đan Thư quá thông minh, cô ta biết một khi chuyện này bị vạch trần, cô ta có thể kéo Phạm Đăng Quân theo. Rõ ràng là cô ta cũng xin anh tha cho bọn họ, là do anh không đồng ý bỏ qua, và kết quả như hiện tại là do anh mà ra. Nói cho cùng thì người hại chết bà Trần là anh. Anh và Gia Hân trở thành kẻ thù là thật. Đăng Quân, quên đi thôi, mọi chuyện đã qua rồi. Sai thì cũng sai, không ai có thể thay đổi được. Chúng ta đừng truy cứu chuyện này nữa có được không? Đăng Quân dường như càng ngày càng không thể hiểu người phụ nữ trước mắt của mình nữa rồi. Cô ta tại sao có thể nói ra những cái lời vô tình như vậy?
máu lạnh vô tình tới cỡ nào đây. Nhưng mà lời cô ta nói cũng rất đúng mà. Anh là kẻ cầm đầu, tất cả sai lầm là do anh tạo ra. Lúc này anh mới nhớ tới hình ảnh Gia Ân, xin anh hãy tin tưởng cô ấy. Phạm Băng Quân đau lòng, lúc đó cô ấy tuyệt vọng đến nhường nào. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Đăng Quân mở cửa phòng bỏ đi. Đàn Thư muốn gọi anh lại đã không nhìn thấy anh đâu cả rồi. Tay chân của cô ta lạnh buốt. Anh muốn đi đâu chứ? Không được, không được. Cô ta bày mưu tính kế lâu như vậy, không thể thất bại trong lúc này. Điện thoại di động vang lên, cô bắt máy nghe. Nghe được giọng đe dọa của đối phương, cô ta chợt trợn mắt. Anh muốn thế nào? Tôi vừa mới gả cho Phạm Đăng Quân, cô chưa lấy một đồng nào được kia kìa. Làm sao mà đưa tiền cho anh được chứ? Cúp điện thoại, cô ta hất hết đống ảnh trên bàn xuống sàn. Nếu như không giải quyết mọi chuyện với Phạm Đăng Quân ổn thỏa, hắn ta sẽ đem bí mật của cô nói cho Đăng Quân biết. Đến lúc đó thì chẳng phải là cô chẳng còn gì nữa sao? Đăng Quân muốn gặp Gia Hân, nhưng mà lần này không phải không gặp được, mà là người ta thông báo cô đã chết rồi. Ngay trong buổi sáng, cô đập đầu vào tường tự tử, máu chảy đầy đất, đã được đưa đi bệnh viện ngay khi phát hiện. Vừa rồi có thông báo của bệnh viện là do mất máu quá nhiều nên không qua khỏi, xác nhận Gia Hân đã tử vong. Âm thanh vang lên ở trong điện thoại của Phan Đăng Quân. Anh sững sờ tại chỗ. Trong nhất thời, Đăng Quân không biết mình nên đi đâu. Trong đầu chỉ văng vẳng ba từ: đã tử vong. Anh không nghĩ tới có một ngày lại như vậy. Trong chốc lát, cả thế giới bỗng sụp đổ, dường như chỉ còn lại một màu âm u. Tại bệnh viện, Đăng Quân nhìn thấy thi thể của Gia Hân. Cô nằm đó không nhúc nhích, nhắm nghiền đôi mắt như là đang ngủ vậy. Đăng Quân nhớ lại khoảng thời gian ở bên cô. Lúc Gia Hân ngủ, rất thích xúc vào ngực của anh. Cô bảo là thích nghe tiếng trái tim đập của anh. Nằm ở trong lồng ngực của anh, cô mới cảm thấy an tâm. Tay chân cô lúc nào cũng lạnh buốt, lúc nào cô cũng nghịch ngợm đưa tay vào ngực của anh. Anh chẳng hề né tránh, luôn ủ ấm cho cô. Và khi đó cô sẽ cười lên vui vẻ. Cô nói cô thích cảm giác được anh che chở thế này. Hiện tại cô nằm ở đây toàn thân lạnh buốt. Đăng Quân ôm lấy cô, ôm chặt cô vào trong lồng ngực. Làm thế nào cũng không ủ ấm cho cô được. Nhịp tim của cô đâu rồi? Vì sao anh chẳng nghe thấy? Đăng Quân sợ hãi. Rõ ràng là anh muốn khóc, lại phát hiện ra không thể khóc được. Gia Hân, Gia Hân. Anh gọi tên cô, gọi to từng tiếng, lại chẳng nghe thấy cô trả lời. Mơ hồ anh lờ mờ trông thấy Gia Hân đứng cách đó không xa, quay đầu lại nở ra một nụ cười tươi với anh. Em tên là Gia Hân, còn anh tên là gì? Nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là do công ty của anh và cô là đối tác làm ăn. Lúc đó Đăng Quân vừa ký kết xong hợp đồng, bước ra thì đụng phải Gia Hân ngoài cửa thang máy. Giây phút Gia Hân ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi làm tan chảy trái tim của anh. Gia Hân nhếch miệng, lau đi vết kem dính ở trên áo của anh. Xin lỗi nhá, vì tôi không cẩn thận nên đụng phải anh. Đôi mày nhíu lại của Phan Đăng Quân liền giãn ra, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cô. Gia Hân vui vẻ chạy đi, bỗng cô quay đầu lại. Anh gì đó ơi, em là Gia Hân, còn anh tên là gì? Đăng Quân mãi không quên được ánh mắt ấy. Cô như ánh nắng chiều dần kéo anh ra khỏi nơi tối tăm. Đến giờ nghĩ lại, anh vẫn không biết là do khuôn mặt hay là nụ cười tỏa nắng của cô lúc đó mà Phạm Đăng Quân lại không từ chối khi cô muốn ở bên anh. Tối hôm đó mưa to, cô đứng ngoài ngôi nhà của anh, người ướt sũng, nói với anh bằng vẻ đáng thương. Phạm Đăng Quân, em muốn làm người yêu của anh, em muốn được ở bên cạnh anh. Cô ấy lao đầu vào anh một cách mãnh liệt, không lo hậu quả cũng chẳng màng tương lai. Cô như muốn cắt đứt mọi đường lui của mình, cả đời này chỉ muốn ở bên cạnh anh. Đêm đó anh không làm chủ được mình, thế là cả hai lao vào nhau. Đăng Quân không từ chối, cúi đầu hôn ngấu nghiến lên môi của cô, một tay ôm lấy cô, một tay bế cô vào phòng. Chân đá toang cánh cửa phòng, đè cô lên chiếc giường lớn. Phạm Đăng Quân nhẹ nhàng khẽ hỏi cô có đau không. Cô ngoan ngoãn cố mạnh mẽ lắc đầu, nhưng mà nước mắt rơi từng giọt xuống gối. Anh dừng lại nhíu mày hỏi cô, sao em lại khóc? Cô nhìn ra ngoài cánh cửa nhưng không nén nổi nghẹn ngào. Em vui quá. Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về. Cô mới thút thít nói ra sự thật. Ba của em không cho phép em yêu anh, bắt em không được gặp lại anh. Em không muốn. Phạm Đăng Quân,
Cả đời này em sẽ bám lấy anh không bao giờ buông. Bây giờ em là người phụ nữ của anh rồi, dù cho là ai cũng không có chia cắt được chúng ta. Khi đó ông Trần rất đề cao Phạm Đăng Quân, nhưng mà chỉ là trong công việc. Còn về việc chấp nhận cho con gái của mình yêu Phạm Đăng Quân thì ông không thể nào cho phép. Vì ông là một ông bố hết mực yêu thương con, ông không muốn con gái của ông khổ, bởi vì ông hiểu Phạm Đăng Quân là một người rất mưu mô. Sau đó ông đã tát Gia Hân một cái. Từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên ông đánh con gái của mình. Gia Hân khóc, có chết cô cũng không chia tay Phạm Đăng Quân. Về sau cô chuyển đến sống cùng Phạm Đăng Quân. Chẳng bao lâu sau cô có thai đứa con đầu tiên giữa hai người. Đăng Quân nói rằng cô còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội. Lần đó Gia Hân đã khóc rất lâu. Về sau cô có về thăm ba mẹ vài lần, nhưng mà tính khí ương ngạnh của cả hai đã làm cho quan hệ của cha con cô thêm xa cách. Sau này Gia Hân rất lâu mới về thăm ba mẹ một lần, mỗi lần đều nhìn lén họ một chút từ xa rồi quay đi. Càng cảm thấy mình sai thì lại càng không biết phải đối mặt thế nào. Có lẽ đây là tâm trạng sau đó của Gia Hân. Đăng Quân mãi không quên những lần cô ngọt ngào gọi tên anh. Đăng Quân. Chỉ là tâm trạng vui vẻ hạnh phúc đó không biết từ bao giờ đã trở nên ảm đạm u tối. Chắc là cô đã phải tuyệt vọng tới mức cùng cực thì mới chọn cách rời xa anh, rời xa khỏi thế giới này. Không, cô vẫn chưa chết. Đăng Quân cúi người xuống bế cô lên, bước ra phía ngoài, có người chặn anh lại. Phạm Đăng Quân. Mắt anh lườm sắc lạnh, trợ lý Phương vội bước đến để giải quyết. Đăng Quân đưa cô về nhà, nơi họ đã sống với nhau hơn 3 năm. Bước vào phòng khách, anh nhìn thấy đồ dùng và cách trang trí trong nhà rất chướng mắt. Cuối cùng anh cũng hiểu được cảm nhận của cô khi ban đầu nhìn thấy sự thay đổi, chắc là đau khổ đến tột cùng. Nhưng mà sao đến lúc bây giờ anh mới phát hiện ra ngôi nhà này, bộ dạng ban đầu của nó còn đẹp hơn. Đăng Quân. Đan Thư từ trong phòng ngủ bước ra, lúc nhìn thấy thi thể của Gia Hân sợ tới mức lùi lại vài bước. Đăng Quân chau mày ôm Gia Hân bước qua cô. Đan Thư vội hét lên. Đăng Quân, anh làm gì? Em muốn ôm xác cô ta đi đâu? Đăng Quân ngừng bước lạnh lùng nói. Cô ấy chưa chết, cô ấy vẫn còn sống. Dứt lời, anh ta ôm thi thể của Gia Hân vào phòng. Đan Thư kinh ngạc trợn tròn mắt. Đăng Quân điên rồi sao? Đăng Quân có lẽ là điên thật. Anh đặt Gia Hân xuống giường, đắp chăn lên cho cô, còn mình thì nằm cạnh ôm chặt cô vào lòng. Anh mỉm cười hỏi cô. Em còn lạnh không? Chợt nhớ lại, Gia Hân nói anh không thích cười, lúc nào cũng lạnh lùng. Cô ấy muốn anh cười nhiều hơn nữa, như vậy cô mới cảm thấy vui. Anh chưa từng nói từ nhỏ anh chưa biết cười là thế nào, bởi vì từ nhỏ cuộc sống của anh vô cùng áp lực và chạm nhiều nghiệt ngã, nên từ trước tới giờ chưa thật sự là vui vẻ. Có lẽ lúc anh cảm thấy vui chính là hoàn thành một bản kế hoạch hoặc là ký được một hợp đồng làm ăn có giá trị. Anh chưa từng nói. Đúng vậy, trước giờ anh chưa từng nói. Thực ra quãng thời gian không áp lực và vui vẻ nhất của anh là những năm tháng ở bên cạnh cô. Lần đầu tiên Phạm Đăng Quân cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng bất lực là thế nào. Anh hôn lên má của cô. Gia Hân à, em tỉnh lại đi. Người em lạnh quá. Không phải em nói em rất sợ lạnh sao? Thế nhưng cô vẫn nằm bất động như vậy. Chẳng bao lâu cửa phòng bị đẩy ra, ánh sáng bất chợt làm chói mắt của Đăng Quân. Ông Phạm xông vào, không nén nổi cơn giận. Mày bị làm sao vậy? Vừa nói vừa cho người mang thi thể của Gia Hân đi. Đăng Quân nhanh chóng cướp lại theo phản xạ. Bà Phạm thì khóc ngăn anh lại. Con trai, con đừng dọa mẹ nữa, đừng có làm mẹ sợ. Đăng Quân trơ mắt nhìn Gia Hân bị đem đi. Anh bất lực đứng ở đó. Thế giới này chỉ còn lại màn đêm tối tăm. Anh cũng đã hiểu ra cuối cùng, lúc cô mất đi tất cả, cô cũng có cảm giác như anh bây giờ. Từ nhỏ đến bây giờ, Đăng Quân chưa từng khóc vì ai. Lần đầu tiên anh rơi nước mắt. Ông Phạm lạnh lùng dặn dò rồi quay người bước đi. Đan Thư, con trông nó cho cẩn thận nhé. Đừng có để nó làm ra cái chuyện gì điên rồ thế này nữa. Đan Thư luôn biết cách nắm lấy tình huống, nhẹ nhàng bước đến trước mặt của Đăng Quân nói. Đăng Quân, em biết là anh rất đau lòng, nhưng mà người chết rồi không thể sống lại được. Đôi mắt của Đăng Quân đỏ lừ. Là cô để họ mang Gia Hân đi. Đan Thư rụt rè. Lần đầu tiên cô thấy Đăng Quân như thế. Cô ta chết rồi mà.
Cô ấy chưa chết. Hôm tang lễ của Gia Hân, Phạm Đăng Quân ở đó từ sáng sớm đến khuya. Về tới nhà, anh thấy Gia Hân đang đợi anh. Trong lòng của anh bỗng vui, bước nhanh tới ôm lấy cô vào lòng. Anh biết là em vẫn còn sống mà. Đan Thư nhíu mày, cô ý thức được rằng Đăng Quân tưởng cô là Gia Hân, vốn muốn phá vỡ hiện thực đó, nhưng cô ta chợt nghĩ lại, đưa tay ôm lấy eo của anh, dịu dàng nói. Đăng Quân, em luôn ở đây, ở bên cạnh anh mà. Đăng Quân bỗng chau mày, lúc này mới ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc khắp người cô ta, vội vàng đẩy cô ra, sắc mặt nặng nề. Đừng lại gần tôi, tôi ngửi thấy mùi nước hoa trên người của cô là muốn buồn nôn rồi. Anh không thèm quay đầu lại, bước vào phòng. Đan Thư bị đả kích tới mức khắp người run rẩy. Anh nói cô buồn nôn sao? Tại sao Gia Hân chết rồi, vong hồn không siêu thoát mà vẫn đeo bám ngăn cản bọn họ chứ? Đan Thư tắm xong, quấn khăn bước vào phòng. Đăng Quân đang nhìn chăm chú màn hình laptop, không chú ý tới cô. Đan Thư leo lên giường, vuốt ve ngực của anh. Đăng Quân, em với anh kết hôn rồi, em nghĩ chúng ta nên sinh một đứa con. Chỉ khi nào sinh được một đứa con thì danh phận vợ của Phạm Đăng Quân cô mới giữ được trong tay. Sinh con, hai chữ này nhạy cảm đến tột cùng. Đăng Quân hất cô ta ra, bước xuống giường, bóng lưng của anh lạnh lùng. Đan Thư, cô chuyển ra ngoài sống đi. Tôi và cô chưa đăng ký kết hôn cơ mà, hôn lễ của chúng ta chưa được tổ chức. Cô ta nhẫn nhịn đã lâu lắm rồi, cuối cùng cũng phải bùng phát. Anh có ý gì vậy? Đăng Quân, anh muốn hủy hôn sao? Anh muốn vứt bỏ em sao? Bây giờ tất cả mọi người đều biết em là vợ của anh. Anh muốn vứt bỏ em có dễ lắm không? Ba anh có đồng ý không? Ông sẽ không để cho nhà họ Phạm bị người ta chê cười. Không dễ dàng gì anh mới chịu kết hôn, nên ông sẽ không đồng ý cho anh làm như vậy đâu. Nhà họ Phạm xem trọng danh dự thế nào? Anh biết rõ mà. Nếu không ấy thì ông đã đồng ý cho anh lấy Gia Hân từ lâu rồi. Đúng vậy, lúc Gia Hân mang thai lần thứ hai, Đăng Quân đã từng nghĩ sẽ cưới Gia Hân. Nhưng mà lúc đó gia đình của Gia Hân làm ăn thua lỗ, dẫn đến phá sản. Ông Phạm, ba của anh không đồng ý hôn sự này. Cùng lúc đó Gia Hân sảy thai ngoài ý muốn, nên anh cũng không có tâm trạng để tiến đến hôn nhân, mà chỉ sống cùng với nhau mà thôi. Sau cái lần đó anh đã quyết định, mọi hôn sự mà ba anh sắp đặt anh đều từ chối, cho dù cả đời không kết hôn nữa cũng chẳng sao. Đan Thư cười mỉa mai. Phạm Đăng Quân, Gia Hân chết rồi, tình cảm đó bây giờ anh phải dành cho em chứ. Cô ta chết rồi, anh không được nhớ đến một người đã khuất chứ. Đăng Quân lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt sắc lạnh khiến cho Đan Thư phải câm lặng. Đan Thư, có nhiều chuyện tôi còn chưa xử lý với cô đấy. Nếu không phải đã từng làm cô thiệt thòi, thì bây giờ có chết 100.000 lần cũng không đủ để xoa dịu cơn giận của tôi đâu. Đăng Quân lạnh lùng nói dứt câu, mở toang cánh cửa bước ra ngoài. Tại nghĩa trang, Phạm Đăng Quân đã dầm mưa đứng rất lâu bên mộ của Gia Hân. Trợ lý Phương bất đắc dĩ mở lời che ô cho anh. Giám đốc. Ánh mắt của Phạm Đăng Quân khẽ thu lại. Mua một mảnh đất tại đây đi, sau khi tôi chết tôi muốn chôn cảnh cô ấy. Giám đốc, sức khỏe của anh chưa đến mức đấy mà. Đăng Quân nhếch môi khẽ cười với tấm bia mộ. Không sớm thì muộn cũng đều như vậy cả thôi. Không biết là xuống âm tào địa phủ cô có nhận ra tôi không nữa. Có lẽ sẽ không muốn nhận ra tôi nữa rồi. Đăng Quân trở về nhà họ Phạm. Ông Phạm rất không hài lòng với bộ dạng của anh trong thời gian này. Đăng Quân, mày còn như vậy đến bao giờ hả? Lúc trước Đan Thư mất tích, mày chống đối tao, không chịu kết hôn với người khác. Bây giờ thêm một người phụ nữ nữa chết, mày lại muốn suy sụp thế nào nữa đây? Ông Phạm cũng nhận ra anh không khác gì với ngày trước. Ban đầu Đan Thư không cẩn thận rơi xuống biển, lúc không tìm thấy thi thể, Đăng Quân cũng suy sụp. Nhưng mà lần đó là do Đăng Quân bất mãn với gia đình và chống lại gia đình. Nhưng mà lần này Đăng Quân giày vò bản thân, từ bỏ chính mình. Đăng Quân cười đau khổ. Bà muốn con quản lý công ty, con đã quản lý công ty. Bảo con về nhà ăn cơm, con cũng về nhà ăn cơm đấy. Sao ba vẫn không có vừa lòng chứ? Bà Phạm vội bước đến an ủi. Ý ba con không phải như vậy đâu. Đăng Quân, con cứ nhạy cảm như vậy là không được. Người chết không thể sống lại được đâu. Im lặng một lúc, rồi bà cũng nói ra suy nghĩ của cả nhà. Mẹ với ba mong con và Đan Thư sinh cháu cho ba mẹ đi.
Việc sinh con là thuận theo lẽ tự nhiên mà. Bởi vì dù gì Đan Thư cũng là kết hôn với con. Sinh con sao? Đan Quân ngẩng đầu cười ra tiếng, sắc mặt bỗng chốc cứng đờ lại. Sinh con làm gì chứ? Sinh ra để mà sống con, để mà làm cỗ máy gánh lấy cả gia tộc sao? Để nó cũng không có được một chút tự do giống như một người máy. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như một cái xác không hồn sống qua ngày sao? Ông Phạm tức tới nỗi ho ra máu. Đồ nghịch tử, mày dám nói với tao như vậy sao? Đăng Quân không nghĩ vậy, lạnh lùng cười. Ba, sức khỏe của ba không tốt đâu ạ, ba nên đi khám đi. Bị cái thằng nghịch tử như con làm cho tức chết thì không đáng. Không phải lúc nào cái chiêu này của ba cũng có tác dụng đâu. Không còn tâm trạng ăn cơm, anh đi thẳng lên lầu, ngủ đây một đêm, sáng mai sẽ đi ngay. Đan Thư theo sau đóng cánh cửa lại, sụt sịt mũi hỏi anh. Anh ghét em tới vậy sao? Lẽ nào hơn 3 năm qua chờ đợi của em đều là vô nghĩa sao? Đan Quân không quay lại mà nói. Đan Thư, cô biết mà, tôi không thích nợ người khác. Nợ cô, tôi vẫn luôn vui vẻ bù đắp. Nhưng bây giờ tôi lại hối hận rồi đấy, cô biết không hả? Đan Thư căng thẳng nhìn anh. Hối hận? Đan Quân, không lẽ anh muốn kết thúc với em sao? Đan Quân rút ra một điếu thuốc châm lửa. Anh đã sai ngay từ đầu khi bắt đầu sai. Sai vì muốn để lại cho cô một món tài sản để bù đắp. Càng sai vì muốn dùng hôn lễ để ép Gia Hân phải đi. Anh muốn vẹn cả đôi đường, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại. Có lẽ rằng anh đã đánh giá quá thấp tình cảm của mình dành cho Gia Hân. Anh tưởng đó chỉ là một khoảng thời gian chợt nhịp, nhưng hóa ra lại khắc sâu vào tim. Kết thúc được rồi đấy. Không. Đan Thư hoảng loạn, cô không ngờ rằng sẽ nhanh như vậy. Cô hoảng loạn lấy tâm trạng, từ trong lời tuyệt tình của anh có thể thấy tất cả đều đã không thể níu kéo. Cô hít một hơi sâu. Được, em đồng ý. Nhưng mà em có một điều kiện, em cần 1 tỷ. Nghe vậy, Đăng Quân như chút được gánh nặng, rồi ngầm tự cười nhạo. Anh còn tưởng rằng cô nặng tình với mình đến đâu, xa cách hơn 3 năm vẫn tìm cách để mà về bên anh. Nhưng mà hóa ra cũng chỉ vì tiền mà thôi. Cuộc sống cứ dần trôi qua từng ngày, Phạm Đăng Quân cũng không có ý gì thay đổi cả. Sáng tới công ty làm việc, chiều trở về nhà. Chỉ là mỗi tháng anh có thêm một nơi để mà đến, đó là bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh tình của anh cũng được xem là ổn định. Đăng Quân không cảm thấy vui mà chỉ cảm thấy thêm chán nản. Anh sợ Gia Hân đi đầu thai, uống canh mạnh bà, cô sẽ quên anh, anh sẽ không tìm thấy được cô nữa. Suy nghĩ đó từng ngày đánh gục anh, tinh thần của anh suy sụp nghiêm trọng và nhiều lần xuất hiện ảo giác. Hôm nay ở bệnh viện, anh gặp lại Lê Minh Hải. Đăng Quân chặn đường anh ta. Lê Minh Hải lạnh lùng nhìn anh. Phạm Đăng Quân, anh cần tôi giúp gì sao? Đăng Quân ngây người ra, cũng không rõ tại sao lại làm như vậy. Chỉ là anh tới bệnh viện này rất nhiều lần, lần này mới đụng phải mặt của Lê Minh Hải. Giác quan thứ 6 mạnh mẽ đã bảo anh ở đây có gì đó rất lạ. Ma xui quỷ khiến thế nào, sau khi rời khỏi bệnh viện, anh cho người điều tra hành tung của Lê Minh Hải hơn 1 năm nay. Kết quả nhận được lại là anh ta đi nước ngoài hơn 1 năm và vừa mới trở về nước. Đi nước ngoài hơn 1 năm sao? Để làm gì? Đăng Quân không điều tra thêm. Anh lại nghĩ không biết bản thân mình đã trúng phải cái bùa gì mà lại cho người đi điều tra nhạt nhẽo như vậy chứ. Ăn xong bữa tối như thường ngày rồi ngồi vào phòng. Ngôi nhà trống vắng, người giúp việc sớm đã bị anh cho nghỉ. Trong nhà chỉ còn có mình anh. Nhưng anh bỗng dừng lại, ánh mắt lướt qua đôi dép đi trong nhà của phòng. Anh nhíu mày, nếu nhớ không nhầm, đây là mùi sữa tắm của Gia Hân. Tuy chỉ phảng phất nhẹ, nhưng mơ hồ vẫn có thể ngửi thấy. Đăng Quân vội vàng tìm kiếm khắp nơi, phòng ngủ, phòng làm việc, nhà tắm, nơi nào cũng có mùi sữa tắm của cô. Gia Hân, có phải là em đã quay về không? Đăng Quân vui sướng tim đập thình thịch. Gia Hân, là em phải không Gia Hân? Đăng Quân cứ như vậy mà tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không thấy cô đâu. Anh chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách. Lại là ảo giác sao? Hơn 1 năm nay, tất cả mọi người không có ai nhắc đến cái tên Gia Hân trước mặt của anh. Nhưng mà trong lòng của anh cũng có cảm giác Gia Hân luôn ở bên cạnh anh. Cô sẽ quay về bên anh. Đăng Quân khép mở mắt. Rõ ràng anh cũng biết điều đó làm sao có thể được chứ. Hôm nay là ngày giỗ của Gia Hân. Đăng Quân đến nghĩa trang từ sớm. Cách đó không xa,
Ánh mắt của anh có chút ưu tư khi nhìn thấy bóng dáng mờ ảo. Nhịp tim dần dừng lại. Bóng dáng ấy sao mà quen thuộc như thế. Anh vội bước nhanh đến rồi dừng lại. Bóng dáng người trước mắt, người gầy yếu, tóc dài tới eo, mặc áo khoác đen. Nam Quân không dám tin vào mắt của mình. Anh vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Đây chỉ là mơ sao? Gia Hân. Người phụ nữ nghe thấy tiếng của anh với vẻ mặt xa lạ quay lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Anh gọi tôi sao? Là Gia Hân. Vóc dáng đó, đôi mắt đó, gương mặt đó và giọng nói ấy y hệt như Gia Hân. Cô gái mỉm cười. Anh nhận nhầm người rồi, tôi là Thanh Nhã. Thanh Nhã, không phải là Gia Hân sao? Gương mặt mừng rỡ của Phạm Đăng Quân dần biến mất. Nhưng mà không đúng, làm sao mà cô đứng trước mộ của Gia Hân? Thanh Nhã dường như hiểu được điều anh đang thắc mắc thì mỉm cười nói. À, chắc anh là Phạm Đăng Quân nhỉ? Cô biết tôi sao? Thanh Nhã cười lên rất xinh. Tôi đến thăm Gia Hân. Có nhiều người nói tôi rất giống Gia Hân. Tôi cũng rất kinh ngạc. Không ngờ thế giới này có người giống tôi đến như vậy. Cô là ai? Thanh Nhã sờ vào vị trí trái tim của cô ấy, nụ cười cảm kích. À, là thế này. Trước khi Gia Hân chết, đã hiến tặng cho tôi một trái tim của cô ấy. Trái tim hiện tại của tôi là do Gia Hân hiến tặng. Tôi cũng mới bình phục chưa bao lâu, muốn về nước, ghé mộ cô ấy, đốt nén nhang để cảm ơn. Đăng Quân khó có thể tin, nhưng mọi thứ có vẻ là rất hợp lý. Người chết rồi sao có thể sống lại được nữa? Hơn nữa, cô gái này hình như không giống Gia Hân. Chính xác mà nói, cô ấy giống Gia Hân năm 18 tuổi hơn. Nụ cười làm tan chảy trái tim lạnh băng của anh. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì làm sao mà có được sự trùng hợp như vậy được chứ? Đến lúc tôi phải về rồi. Cô đến đây một mình thì phải. Cô còn đi nhờ tôi không? May quá, nếu mà anh không phiền cho tôi đi nhờ xe nhé. Trên đường, Phạm Đăng Quân chở cô về khách sạn. Cứ suy nghĩ về vấn đề này. Đến nơi anh mở cửa xe cho cô xuống chào tạm biệt cô. Vừa mở cửa bước vào trong xe thì bỗng nhìn thấy Lê Minh Hải. Sao anh ta lại ở đây chứ? Đăng Quân lúc đầu còn nhờ người điều tra những thông tin liên quan. Bây giờ xem ra kết quả nhận được phải kinh ngạc. Hóa ra khoảng thời gian Lê Minh Hải nước ngoài chính là ở cùng với Thanh Nhã. Chỉ là thân phận của Thanh Nhã rất đơn giản. Ở nước ngoài từ nhỏ, năm 18 tuổi về nước, sau đó luôn ở trong bệnh viện. Một năm trước làm phẫu thuật cấy ghép tim, cũng chính là lúc Gia Hân mất. Chẳng bao lâu sau đó lại sang nước ngoài và thời gian gần đây mới trở về nước. Không có gì vô lý cả. Nhưng tại sao Lê Minh Hải lại ở cùng với cô ấy? Bởi vì tim của cô ấy là của Gia Hân sao? Bởi vì cô ấy trông rất giống Gia Hân sao? Vừa hợp lý mà cũng vừa không hợp lý. Lúc Lê Minh Hải vừa vào khách sạn thì bị Phạm Đăng Quân chặn lại. Đăng Quân hỏi thẳng. Có chuyện gì đang xảy ra thế? Lê Minh Hải dường như không hiểu. Em nói vậy là có ý gì? Đăng Quân quả thực là rất tức giận. Hơn một năm nay hình như anh chưa hề tức giận như vậy. Bớt nói thừa thãi đi. Tòa một lần nữa đây. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Minh Hải chỉnh lại áo sơ mi, chỉ hờ hững đáp. Anh nói Thanh Nhã sao? Anh cũng thấy đấy. Cô trông giống hệt Gia Hân mà. Lúc đầu tôi cũng biết tim của Gia Hân là cấy ghép cho cô ấy, nên luôn phải ở bên cô ấy. Tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến anh cả. Mắt của Đăng Quân đỏ ngầu. Ai cho phép lấy tim của Gia Hân cho người khác thế? Hậu sự của Gia Hân là do tôi toàn quyền quyết định. Tôi muốn làm cái gì là quyền tự do của tôi. Lê Minh Hải không muốn phí thêm lời, bước qua Đăng Quân rồi rời đi. Nhưng lại bị Phạm Đăng Quân kéo lại. Cuộc chiến của hai người rất căng thẳng, nhưng Minh Hải cố gắng nhẫn nhịn. Tôi hỏi thêm một lần nữa, Thanh Nhã có phải là Gia Hân không? Đăng Quân nghẹn lại. Minh Hải cười khẩy. Đăng Quân, anh nói đùa đấy à? Anh cũng đã nhìn thấy thi thể của Gia Hân rồi còn gì. Hơn nữa anh còn đem thi thể của cô ấy về nhà cơ đấy. Anh đã ở cùng thi thể của cô ấy vài tiếng đồng hồ. Anh có thể chắc chắn Thanh Nhã là Gia Hân sao? Có cần tôi nhắc lại thêm không? Lê Minh Hải đưa ánh mắt lạnh lùng rồi nhìn rời đi. Đăng Quân biết không cần nói gì cả, nhưng mà cũng chính vì thế tất cả hy vọng của anh trong phút chốc trở thành tuyệt vọng. Anh vốn tưởng rằng anh sẽ không gặp lại Gia Hân một lần nào nữa. Với Thanh Nhã cũng vậy. Nhưng mà hôm đó anh lại gặp Thanh Nhã ở bệnh viện. Anh Phạm. Thanh Nhã nhiệt tình hỏi thăm.
Đăng Quân nhìn cô. Cô đến kiểm tra sức khỏe sao? Đúng thế. Thanh Nhã nhìn xung quanh nhiệt tình mời. Nếu mà đã tình cờ gặp nhau như vậy thì chi bằng tôi mời anh ly cà phê để thay lời cảm ơn đã cho tôi đi nhờ hôm trước. Đăng Quân không ngờ rằng Thanh Nhã lại chủ động mời anh như vậy. Thanh Nhã mỉm cười. Anh đừng hiểu lầm. Tôi phải đợi kết quả kiểm tra. Thấy anh cũng vừa mới vào khám xong nên mới hỏi anh có thời gian rảnh đi uống ly cà phê với tôi không thôi. Đăng Quân suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Thanh Nhã khuấy ly nước cam, ngước mắt nhìn anh hỏi. Anh vào đây khám bệnh gì thế? Ánh mắt của Đăng Quân hướng ra ngoài đường, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thanh Nhã. Thanh Nhã mím môi cũng không hỏi thêm lời nào nữa. Đăng Quân dường như không nói một lời nào. Anh dựa lưng vào ghế, như đang suy tư, nhìn người phụ nữ đối diện. Thanh Nhã cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn như vậy, ngại ngùng nói. Tôi rất giống với Gia Hân lắm đúng không? Đăng Quân khẽ lẩm bẩm. Không phải rất giống, mà là gần như y hệt nhau. Anh tưởng tượng rằng Gia Hân và Đan Thư đã rất giống nhau rồi. Nhưng mà thực ra Gia Hân và Đan Thư chỉ giống nhau ở đôi mắt thôi. Bây giờ nhìn người phụ nữ trước mặt này, không chỉ giống dáng dấp mà mọi mặt đều cực kỳ giống với Gia Hân. Thanh Nhã hiểu được tâm trạng của anh, cẩn thận hỏi. Anh đang nhớ Gia Hân sao? Đăng Quân hơi ngây người ra trước câu hỏi của Thanh Nhã. Hai bàn tay siết chặt vào nhau, cố kiềm chế cảm xúc lúc này. Không giây phút nào mà anh không nhớ. Nhớ đến mức sắp phát điên. Giám đốc Phạm. Đăng Quân ngắt lời, đôi mày nhíu lại. Trong giây lát mới phát hiện ra tâm trạng của mình có chút kích động. Bèn thả lỏng cảm xúc rồi nói. Đừng gọi tôi là giám đốc Phạm nữa, hãy gọi tôi là Phạm Đăng Quân. Phạm Đăng Quân. Thanh Nhã ả lên một tiếng. Nó đi nói lại cái tên của anh với chính mình, lẩm bẩm xong rồi lại tự cười. Đăng Quân mê mẩn ngắm, trước mặt chỉ toàn là hình ảnh của Gia Hân. Cô cười gì? Anh khó hiểu hỏi. Thanh Nhã cười đáp. Tôi cảm thấy thế giới này đúng là kỳ diệu đấy. Không nghĩ rằng có một ngày tôi quen anh, ngồi uống nước với anh thế này, với trái tim của Gia Hân hiến tặng. Có lúc tôi không phân biệt được khi tôi đứng trước mặt của anh rốt cuộc là thân phận của Gia Hân hay là của chính mình nữa. Lời của Thanh Nhã khiến Phạm Đăng Quân hơi ngẩn ra, dường như không phân biệt được không phải là chỉ có mình cô. Đăng Quân đã cảnh cáo bản thân mình đừng có tiếp tục phạm sai lầm một lần nào nữa. Anh hiểu rõ vị trí của Gia Hân trong lòng của anh, nên không muốn bất kỳ ai thay thế cô. Thanh Nhã chống cằm nhìn ra phía bên ngoài, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng trong ánh mắt của cô dường như có tâm trạng. Cô đứng dậy nói. Ngoài trời bắt đầu âm u rồi, có vẻ như là sắp mưa đấy. Tôi phải về bệnh viện lấy kết quả. Còn anh? Đăng Quân nén lại cảm xúc đang dâng trào. Tôi cũng phải về. Được, lần sau gặp lại nhé. Chào anh. Thanh Nhã khoác áo khoác vào, quay người bước ra cửa. Phạm Đăng Quân đứng dậy nhìn theo. Bóng lưng cô điềm tĩnh vui vẻ. Sao có thể là Gia Hân được chứ? Nếu Gia Hân còn sống, có lẽ đã mất đi mọi niềm tin vào cuộc sống. Thế nhưng tại sao sao lại còn lưu luyến cảm giác này? Dù là quãng thời gian ngắn ngồi cùng nhau ngồi uống nước, lưu luyến tới mức muốn thời gian được kéo dài thêm. Không lẽ tình cảm của anh dành cho Gia Hân thực ra hoàn toàn không sâu đậm như trong tưởng tượng của mình sao? Bên ngoài mưa lớn, lúc Phạm Đăng Quân bước ra cửa đã thấy Thanh Nhã trú mưa trước quán. Nhìn trời mưa xối xả, có vẻ như không biết phải làm thế nào. Đăng Quân bước đến gần Thanh Nhã rồi nói. Để tôi chờ cô về lại bệnh viện lấy kết quả nhé. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cười miễn cưỡng nói. Không cần đâu, trời mưa to như vậy, tôi rất ngại khi phải làm phiền đến anh. Không phiền đâu. Dù gì là cũng cùng hướng trên đường về nhà của tôi. Chứ cô dầm mưa thế này, chạy về bệnh viện sẽ ướt hết đấy. Thanh Nhã nén cười. Cảm ơn giám đốc Phạm. Tôi là Phạm Đăng Quân. Được rồi, cảm ơn Phạm Đăng Quân. Đăng Quân chở cô đến trước cổng bệnh viện. Nhìn cô chạy vào bệnh viện, vốn định lái xe rời đi. Nhưng mà lúc chuẩn bị rời đi thì mưa ngày càng to thêm. Anh dừng lại trong vô thức. Lúc Thanh Nhã lấy xong kết quả đi ra thì xe của Phạm Đăng Quân vẫn còn ở đó, bấm còi hướng về phía cô. Thanh Nhã lại chạy theo, leo vào ghế phụ. Xanh vẫn chưa về. Còn chưa nói hết câu, Đăng Quân đã đưa cái khăn đến trước mặt của cô. Thanh Nhã ngây ra, mỉm cười nhận lấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa vương trên tóc. Đăng Quân lở đi nhưng không đáp mà hỏi cô.
Kết quả của cô thế nào? Có ổn không? Nụ cười của Thanh Nhã cứng lại, sau đó mới nói. Cũng không hẳn là tốt hay không, vẫn như cũ. Chỉ có thể nói là sống là tốt lắm rồi. Cô có vẻ rất lạc quan, vừa có vẻ rất tuyệt vọng. Phạm Đăng Quân không hỏi thêm gì nhiều, khởi động xe chở cô về khách sạn. Đến nơi, Thanh Nhã vẫy tay tạm biệt rồi vội vàng xuống xe. Đăng Quân lại rút ra một điếu thuốc rồi lại châm lửa, nhả ra một làn khói trắng nhưng vẫn không lấp đầy được khoảng trống trong lòng. Dập điếu thuốc chuẩn bị rời đi thì liếc thấy điện thoại của Thanh Nhã đánh rơi ở trên xe. Ngẩng đầu nhìn vào khách sạn, anh lặng lẽ cầm điện thoại rồi xuống xe. Vốn dĩ điện thoại anh có thể gửi quầy lễ tân đem đến đưa cho cô, nhưng mà sau khi hỏi được số phòng của Thanh Nhã, anh lại không kìm lòng được mà muốn tự mình đem lên. Gõ cửa phòng của cô, cánh cửa mở ra rất nhanh. Thanh Nhã ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, có lẽ là không ngờ rằng anh lại xuất hiện ở đây. Điện thoại của cô này. Đăng Quân đưa tay ra cho cô. Cô lúc này mới vỡ lẽ, đưa tay vỗ trán. Ôi, tôi hậu đậu quá, cảm ơn anh nhé. Thanh Nhã khẽ nhíu mày. Anh ướt hết người rồi này, hay là anh vào đây ngồi một lát nhé, uống một tách trà rồi hẵng đi. Đăng Quân nghẹn lại ở cổ, nhưng vẫn còn lý trí. Thôi tôi phải về rồi. Anh quay người bước đến cửa thang máy. Thanh Nhã đứng ở cửa phòng hỏi với theo. Phạm Đăng Quân, có phải tôi giống Gia Hân, anh mới tốt với tôi như vậy không? Phạm Đăng Quân dừng lại liếc mắt qua. Thanh Nhã bứt rứt nắm lấy góc áo. Nếu tôi nói tôi cũng có thiện cảm với anh, anh có muốn thử quen nhau với tôi không? Đăng Quân kinh ngạc, anh không ngờ lại như vậy. Đăng Quân, anh vẫn còn độc thân chứ? Thanh Nhã bỗng nhớ ra rồi hỏi. Có. Đăng Quân ngạc nhiên vì mình lại trả lời như vậy. Thanh Nhã ý thức được rằng anh cũng không từ chối, mỉm cười nói ra suy nghĩ của mình. Tôi cũng vừa mới trải qua cơn bạo bệnh, không biết sau này có biến cố gì không. Anh cũng mất đi người phụ nữ mình yêu thương. Thật là tình cờ, tôi lại sẽ trông rất giống với cô ấy, lại còn có cả trái tim của cô ấy nữa. Chúng ta hợp nhau đấy, phải không? Anh cảm thấy sao? Đăng Quân không trả lời, tâm trạng của anh phức tạp lắm. Đến khi về nhà, anh vẫn chưa thoát ra được khỏi sự bất ngờ vừa rồi. Ngôi nhà này khắp nơi luôn có hình dáng của Gia Hân. Đăng Quân, anh về rồi à? Hôm nay em mới học thêm được món mới đấy, anh có muốn thử không? Đăng Quân, em đang chờ anh ở nhà đấy, anh mau về đi. Đăng Quân, xanh hư như vậy chứ, đừng có sàm sỡ em. Em kiện anh vì tội ngược đãi em đó. Đăng Quân ngồi sụp trên ghế sofa, hai tay của anh ôm lấy trán, đầu anh đau như búa bổ vậy. Những hình bóng và giọng nói sắp khiến anh phát điên lên rồi. Hôm nay trở lại mưa, cơn mưa này kéo dài vẫn chưa có ngừng lại, như thể muốn giày vò con người đến tột cùng vậy. Rồi cũng là đêm hôm ấy có người nhấn chuông cửa. Đăng Quân mặc một chiếc áo phông rộng, đứng dậy từ ghế sofa để ra mở cửa. Nói đúng ra thì sẽ không có ai đến đây, cho dù có người đến cũng sẽ không nên đến đây vào một đêm mưa to gió lớn thế này. Anh mở cửa ra thấy Thanh Nhã ướt sũng. Phạm Đăng Quân. Thanh Nhã nghẹn lời. Trong đầu của Đăng Quân bây giờ, khung cảnh này sao có thể trùng hợp đến như thế. Gia Hân. Thanh Nhã vào nhà, người ướt nhẹp đứng đó. Cô bỗng quay người lại ôm lấy anh. Đăng Quân kinh ngạc. Cả người Thanh Nhã run rẩy, không biết là do lạnh hay là sợ nữa. Phạm Đăng Quân, anh có thể ôm em được không? Mãi một lúc sau, Đăng Quân mới đưa cánh tay ra sau lưng của cô, vỗ về mấy cái an ủi. Thanh Nhã thút thít. Đăng Quân, hãy ôm em. Mắt Đăng Quân sâu lắng, giữ khoảng cách nhất định với cô. Mắt anh thu lại nhìn hành động khác thường của cô. Có chuyện gì sao? Thanh Nhã cúi xuống, nước mắt hòa vào cùng với nước mưa khản cổ nói. Cơ thể của em có những triệu chứng lạ, bác sĩ nói bắt buộc phải vào bệnh viện theo dõi. Đăng Quân, em không muốn vào viện đâu. Bác sĩ đâu có nói là triệu chứng xấu đâu. Thanh Nhã lắc đầu. Anh không hiểu đâu. Em có rõ ý của bác sĩ chứ. Nếu không phải là tình trạng xấu đi, họ sẽ không nói những lời như vậy. Em đã lén điều tra qua. Nếu dự đoán của em không sai, thì em nghĩ có lẽ em không sống được bao lâu nữa. Có lẽ không sống được bao lâu sao? Cô nói chạm vào trái tim của Phạm Đăng Quân, anh ngẩn người ra. Như vậy có nghĩa là trái tim của Gia Hân không sống được lâu nữa sao? Đăng Quân, ôm em đi, em lạnh quá.
Đăng Quân một tay ôm lấy cô, ôm chặt cô vào lòng. Gia Hân sợ lạnh. Đúng rồi, Gia Hân rất sợ lạnh. Cơn mưa này cứ kéo dài suốt mấy ngày. Đăng Quân không đến công ty, mỗi ngày đều ở nhà cùng với Thanh Nhã, chăm sóc cô, nấu đồ ăn cho cô. Những điều chưa làm cho Gia Hân, anh đều đang nỗ lực bù đắp. Sự khác thường của anh đã truyền tới tai của ông Phạm rất nhanh. Ông Phạm gọi rất nhiều lần nhưng mà Đăng Quân đều không nghe máy. Thanh Nhã mặc chiếc áo sơ mi trắng của Đăng Quân, ngồi trên bàn ăn, đang đợi thưởng thức món ngon. Phạm Đăng Quân, em đúng là một người đàn ông tốt đấy. Cô cười vui vẻ, gương mặt vô cùng hạnh phúc. Gia Hân đúng là hạnh phúc. Kiếp này cô ấy có thể gặp được người đàn ông tốt như anh ấy, thì có chết cũng không hối tiếc nhỉ. Bóng lưng Phạm Đăng Quân cứng đờ, tay cầm muỗng múc canh run run. Anh và Gia Hân cũng có quãng thời gian hạnh phúc như vậy. Chỉ là giờ anh mới nhận ra, anh của lúc đó đối xử với cô không đủ tốt, thậm chí là ngày càng tàn nhẫn. Nhưng mà tại sao cô ấy bằng lòng không oán hận anh? Yêu cầu của cô ấy chỉ đơn giản như vậy sao? Cũng bởi vì tình yêu cô ấy dành cho anh quá sâu sắc, ngoài ra không cần thứ gì nữa. Bỗng có người bấm chuông cửa. Thanh Nhã ngẩn ra, cô lo lắng đứng dậy, không biết là có nên ra mở cửa hay không. Suy cho cùng, thân phận hiện tại của cô có chút mông lung. Phạm Đăng Quân dường như không để tâm, vẫn tiếp tục nấu ăn, kêu cô ra mở cửa. Ông Phạm nhìn người phụ nữ mở cửa, cả người đơ ra. Bà Phạm bên cạnh ngạc nhiên mãi không nói nên lời. Cô Gia Hân. Thanh Nhã ngượng ngùng nhíu mày. Xin lỗi, tôi không phải là Gia Hân. Lời còn chưa dứt, Phạm Đăng Quân không biết đã đứng cạnh cô lúc nào, ôm cô vào lòng, chỉ lạnh lùng đứng nhìn người trước cửa. Con trai, thế là thế nào đây? Giọng của bà Phạm có chút bất ổn. Chuyện này quả thực là quá bất ngờ. Dân đã chết rồi cơ mà. Hôm đó bà đã tận mắt nhìn thấy người ta ôm thi thể của cô giao lại cho bên Lê Minh Hải. Nhưng người đứng trước mặt họ lúc này, cô ta nói không phải là Gia Hân, là làm sao đây? Ông bà Phạm đưa mắt nhìn nhau, không biết là có chuyện gì xảy ra. Đăng Quân lạnh lùng giới thiệu. Đây là Thanh Nhã. Bà Phạm vẫn cảm thấy kinh ngạc. Bà nhìn ngó dáng vẻ của Thanh Nhã, nhất thời không biết phải nói từ đâu. Nhưng mà ông Phạm thì hoàn toàn hoàn hồn lại rất nhanh sau sự ngạc nhiên. Ông hiểu rõ hôm nay đến đây để làm gì. Ông hỏi thẳng Phạm Đăng Quân. Nghe nói mấy ngày nay mày không đến công ty. Đăng Quân đáp như không có gì. Trời mưa mà nên con không đến. Con đã bàn giao công việc cho người khác rồi, con muốn ở nhà nghỉ ngơi. Đó không phải là chuyện to tát gì chứ ạ? Ông Phạm tức đến run người, nghiêm khắc lườm anh rồi nhìn sang Thanh Nhã bên cạnh. Ông không quan tâm cô ta là Gia Hân hay là Thanh Nhã, hay chỉ là người giống người. Ông cũng đã hiểu vì sao Phạm Đăng Quân sợ dĩ không đến công ty. Ông Phạm hỏi thẳng. Mày là vì cô gái này sao? Mày định làm gì thế? Cưới cô ta à? Cưới cô ấy sao? Đăng Quân liếc nhìn Thanh Nhã rồi không kiềm lòng nổi mà cười nhạt về lời nói của ông Phạm. Bà đang nghĩ gì con biết, nhưng con sẽ không lấy cô ấy. Thanh Nhã khẽ trợn mắt, tuy cảm thấy điều này là bất thường nhưng vẫn lộ ra vẻ thất vọng một chút. Ông Phạm hết cách với đứa con trai này. Thế mày muốn làm gì nào? Tao chịu thua mày rồi đấy. Mày nói cho tao biết đi, trong đầu mày đang nghĩ cái gì vậy? Một năm nay lúc nào cũng khiến cho bản thân người không ra người, ngợm không ra ngợm, ăn nói quái gở, không về nhà, không cưới vợ sinh con. Bây giờ mày bảo cưới cô gái này, mày cũng không chịu. Rốt cuộc mày muốn thế nào đây? Đăng Quân lau tay, trạng thái giống như người đang đuổi khách. Thế nào là việc của con mà, ba đừng có bận tâm. Không còn chuyện gì khác thì ba về đi, con không muốn cãi nhau với ba. Mày... Ông Phạm tức điên lên. Ông biết rõ Phạm Đăng Quân đang cố ý muốn ông tức chết. Bởi vì lúc đầu ông không đồng ý cho anh cưới Gia Hân, nên bây giờ Gia Hân mới chết. Anh chút giận lên đầu của ông. Bà Phạm đứng giữa hai ba con cũng đủ mệt. Thôi thôi, thằng Quân nó muốn thế nào thì mặc kệ nó, tôi đã bảo rồi. Trong lòng thằng Quân biết rõ việc nó muốn làm, miễn nó tốt là được. Còn nó muốn cưới ai hay là không cưới ai ấy, là do nó quyết định. Ông Phạm tức giận. Tôi thấy nó là đang muốn đoạn tử tuyệt tôn với nhà họ Phạm để trả thù tôi thì có. Bà Phạm thở dài, cũng không biết đứng về phía nào, cuối cùng chỉ nói với Thanh Nhã. Nhờ cô chăm sóc cho thằng Quân nhé.
Nói xong hai ông bà đi về, nhưng bà vẫn cảm giác cô vẫn rất giống Gia Hân. Nhìn ông bà Phạm đi rồi, Thanh Nhã mới nhìn sang Phạm Đăng Quân, thấy tâm trạng của anh vô cùng sầu muộn. Cô mới ấp úng hồi lâu rồi mới mở lời. Thực ra ông bà Phạm cũng rất lo lắng cho anh. Họ quan tâm cho cái cơ nghiệp này và việc có cháu đích tôn nhà họ Phạm thì đúng hơn. Đăng Quân quay người đi vào phòng. Thanh Nhã đứng ở phòng khách nhìn bóng lưng của anh rời đi mà không chút nhúc nhích. Đan Thư quả thực đã bước đến đường cùng mới tìm đến Phạm Đăng Quân, nhưng lại không ngờ thấy Gia Hân. Cô kinh ngạc nhìn họ lên xe. Gia Hân, cô ta chưa chết sao? Bám theo xe của họ đến bệnh viện, Đan Thư vẫn chưa tin được hiện thực này. Nhưng cho dù có làm thế nào, cô bắt buộc phải lấy được một ít tiền từ Phạm Đăng Quân. Số tiền Đăng Quân đưa cho cô trước khi cô rời khỏi ngôi nhà của anh đều bị người tình của cô lấy hết rồi. Hắn ta đem số tiền đó đi cờ bạc thua sạch, về còn đánh cô. Hắn ta còn bắt cô phải đòi Đăng Quân đưa thêm tiền. Đan Thư đang suy nghĩ không biết dùng cách nào để bắt Đăng Quân phải đưa thêm tiền cho cô ta. Thế nhưng khi nhìn thấy Gia Hân, cô lập tức nghĩ ra kế hay. Đăng Quân đưa Thanh Nhã tới viện khám lại. Công ty có việc đột xuất nên anh phải quay về giải quyết trước, rồi nói cô khi nào khám xong thì điện thoại cho anh tới đón. Thanh Nhã khám xong đi ra, gửi tin nhắn cho anh là tự bắt xe về. Bỗng ngẩng đầu lên thì thấy Đan Thư đứng trước mặt. Ánh mắt cô thay đổi, sau đó mỉm cười. Này cô gái, cô đang chắn đường tôi đấy. Đan Thư nhìn kỹ gương mặt người phụ nữ trước mặt, sau mày nghi ngờ. Cô ta rất giống với Gia Hân. Hơn nữa, cô ta hình như không nhận ra mình. Gia Hân, không có bao lâu mà cô không nhận ra tôi rồi sao? Thanh Nhã mỉm cười. Tôi là Gia Hân á. Xin lỗi, tôi là Thanh Nhã, không phải là Gia Hân. Cô nhận nhầm người rồi. Thanh Nhã vòng qua người cô ta rồi rời đi thì bị Đan Thư kéo tay lại. Đan Thư lạnh lùng cười. Đừng có mày giả vờ với tôi. Cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Tôi có việc muốn tìm cô. Hai người tìm chỗ gần đó ngồi nói chuyện. Thanh Nhã dục. Có chuyện gì cô nói đi. Nói nhanh tôi còn về. Đan Thư cười chế giễu. Tôi còn tưởng là cô chết rồi cơ. Hóa ra cô lại chơi cái trò này với tôi à? Đầu tiên là giả chết, sau đó là đợi tôi chia tay với Phạm Đăng Quân, đợi tôi rời khỏi ngôi nhà đó, rồi cô lại về bên anh ấy. Gia Hân, cô không chỉ có gương mặt này gần giống với tôi, đến cả thủ đoạn cũng không thua gì tôi. Khóe miệng Thanh Nhã dần nhếch lên. Tôi chẳng hiểu ý cô là gì cả. Mà chắc cô là Đan Thư đúng không? Không chờ Đan Thư trả lời, Thanh Nhã buộc lại mái tóc và nói tiếp. Được thôi, cô cứ xem tôi là Gia Hân đi. Cô muốn tìm tôi có việc gì? Đan Thư cười đắc ý. Tôi thích người thẳng thắn như cô. Rất đơn giản, tôi cần 500 triệu. Chỉ cần cô đưa 500 triệu, tôi có thể đảm bảo với cô tôi sẽ không xuất hiện, cũng không đến tìm Phạm Đăng Quân nữa. Thái độ của Thanh Nhã chọc tức Đan Thư. Nếu tôi không đưa thì sao? Cô xem thường tôi rồi đấy. Ban đầu vì tưởng cô chết rồi cho nên mới chọn cách rời bỏ. Nhưng bây giờ cô chưa chết, tôi hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện. Chỉ cần tôi động một chút thủ đoạn, cô sẽ thê thảm hơn lần trước, cô tin không? Vậy sao? Đan Thư cười. Cô có thể thử. Tôi chờ xem cô sẽ làm gì tôi. Thanh Nhã đứng dậy rời đi. Đan Thư tức giận hét lớn. Cô tưởng tôi không dám sao? Có lẽ cô quên tôi đã hại chết mẹ cô thế nào, ép cô phải ngồi tù thế nào, khiến cô suýt chết trong tù thế nào rồi nhỉ? Bước chân Thanh Nhã dừng lại, nắm chặt lòng bàn tay. Bỗng nhiên cô cúi người cầm tách cà phê nóng của bàn gần đó, không nói lời nào mà bước tới. Đan Thư còn chưa kịp phản ứng, cô đã hất tách cà phê lên người của Đan Thư. Đan Thư nóng quá hét lên. Cô giật cái tách lại và vứt đi, rút khăn giấy ra, lau lòng bàn tay vừa bị cà phê nóng bắn vào. Giỏi lắm, cô cứ chờ đó mà xem. Lần này Phạm Đăng Quân sẽ tin tôi hay là tin cô? Thanh Nhã bước đi điềm nhiên trong tiếng gào thét của Đan Thư. Khi bước qua bàn người khách mà cô lấy tách cà phê đó, cô cúi đầu xin lỗi và đền tiền, rồi sau đó rời đi. Lúc tối khi Đăng Quân trở về, Thanh Nhã vừa xem những bộ phim vô cùng nhạt nhẽo vừa ăn bỏng ngô. Đăng Quân tháo giày để lên kệ, vừa hỏi cô. Kết quả sao rồi? Thanh Nhã ngẩng đầu quay lại trả lời. Vẫn gọi là ổn định, không chết ngay được đâu. Đăng Quân gật đầu đến nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Thanh Nhã ôm bỏng ngô vừa tựa vào cửa bếp và nói.
Có một chuyện tôi muốn nói với anh. Đăng Quân nhướng mày. Thanh Nhã ngập ngừng. Đan Thư tới gặp tôi, hình như cô ta muốn đòi tiền, còn uy hiếp tôi nhiều thứ. Có lẽ cô ta tưởng tôi là Gia Hân. Nghe thấy những lời khó nghe từ cô ta nên tôi hất tất cả phê nóng vào người cô ta. Chắc là anh không để bụng đâu nhỉ? Đăng Quân tiếp tục công việc giang dở. Sao tôi lại phải để bụng chứ? Thanh Nhã nhét một miếng bỏng ngô vào miệng rồi tiếp tục nói. Trong lời nói của cô ta, nghe cô ta có vẻ là người anh rất yêu thương nhỉ? Bây giờ tôi cảm thấy mơ hồ lắm. Rốt cuộc người anh yêu là Gia Hân hay là Đan Thư? Đăng Quân khẽ nhếch môi. Thế cô nghĩ sao? Thanh Nhã cắn môi, bước đến bên anh khẽ nói. Tôi không rõ, nhưng mà Đan Thư nói cô ta hại chết mẹ của Gia Hân, lại còn ép Gia Hân ngồi tù. Lúc cô ta nói những lời đó, tim tôi rất đau. Phạm Đăng Quân bỗng dừng tay lại. Anh từ từ quay lại người nhìn cô. Thanh Nhã nắm lấy bàn tay của anh đặt trên ngực của mình. Đăng Quân có thể cảm nhận được nhịp tim của cô đang đập. Thanh Nhã hỏi anh. Anh có cảm nhận được không? Nó đau lắm. Đăng Quân không kiềm chế được, ôm chặt lấy cô vào lòng. Có lẽ là cô rất đau khổ. Đan Thư thừa sống thiếu chết chặn đầu xe của Đăng Quân lại. Đăng Quân đẩy cửa xe bước xuống. Khi trời xe lạnh, gió lạnh thổi vù vù, ánh mắt lạnh lùng của Đăng Quân nhìn người phụ nữ lao đến ôm chặt lấy anh, nhíu mày đầy căm ghét mà đẩy cô ta ra. Mũi của Đan Thư đỏ lên vì lạnh, nước mắt tuôn trào. Đăng Quân, em rất nhớ anh. Nhớ tôi hay là nhớ tiền của tôi? Đan Thư đơ ra. Là Gia Hân nói với anh phải không? Đăng Quân, cô ta vu oan cho em. Hôm đó em tìm cô ta chỉ là muốn nói chuyện với cô ta. Em biết cô ta còn sống, sự áy náy trong lòng của em vơi bớt đi một chút. Thế nhưng em không ngờ, em chưa có nói gì hết, cô ta đã động tay động chân với em, làm em bị thương. Anh xem này. Đan Thư vén áo lên cho anh xem vết bỏng vẫn còn đó. Đây là vết bỏng cô ta gây ra cho em đấy. Ánh mắt của Đăng Quân lạnh lùng. Lúc đầu để vu oan cho mẹ cô ấy, cô không tiếc mà tạo ra những cái vết sẹo giả nghiêm trọng ở trên mặt mà. Vết thương lúc đó phải nặng hơn bây giờ ấy nhỉ? Chút thương tích này với cô đã là cái gì chứ? Đan Thư ngây người ra vài giây rồi nói. Đăng Quân, thôi, mình đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Anh có thể cho em vay một ít tiền được không? Em hết khách mới tìm đến anh đấy. Đăng Quân tối sầm mặt mũi, giọng nói trầm lại. Đan Thư, tôi nợ cô cái gì tôi đã sớm trả hết. Bây giờ cô không có tư cách lấy một đồng nào nữa từ tôi. Thứ anh nợ cô ta đã dùng cả thế giới của Gia Hân để hoán đổi. Đã rất nhiều lần, anh hận không thể khiến cho cô ta chết theo. Đan Thư nhìn Đăng Quân cương quyết bước qua cô để vào công ty. Cô tức tới mức nắm chặt tay lại. Điện thoại reo liên tục, lại là tên người tình của cô gọi. Cô tức giận nghe máy. Tôi đang nghĩ cách đây, anh còn muốn gì nữa? Lẽ nào ép tôi chết anh mới cam lòng sao? Tao cảnh cáo mày, muộn nhất là ngày mai bố mày muốn nhìn thấy tiền. Nếu không thì tuyệt đối tao sẽ không để cho mày sống yên ổn đâu. Anh chờ đấy, mà tôi chắc chắn sẽ đưa tiền tận tay cho anh. Cúp điện thoại, mắt Đan Thư đỏ lừ, nụ cười bắt đầu lạnh lùng. Gia Hân, là do cô ép tôi. Tôi có chết thì tuyệt đối cũng không để cho cô sống yên ổn được đâu. 4 giờ chiều, có người bấm chuông cửa. Thanh Nhã gặp máy tính lại. Đăng Quân về rồi sao? Hôm nay sao mà về sớm vậy? Ủa, mãi nghe quên mang theo chìa khóa sao? Suy nghĩ một lúc, rồi cô cũng đứng dậy đi ra mở cửa. Cửa vừa mở thì một con dao nhọn ngay lập tức nằm kề lên cổ của cô. Thanh Nhã sợ hãi trợn tròn mắt. Cô làm gì vậy? Đan Thư đẩy Thanh Nhã vào nhà, cho tay ra sau đóng cửa. Con dao sắc bén chạm vào chiếc cổ trắng nõn của Thanh Nhã. Vết máu chảy theo vết xước. Thanh Nhã không dám manh động, lùi gần đến gần ghế sofa thì bị một tay của Đan Thư níu lại ấn ngồi xuống. Đan Thư lạnh lùng khiêu khích. Đây là do mày ép tao. Đan Thư dùng tay còn lại mở điện thoại rồi đưa cho Thanh Nhã. Chuyển khoản cho tao 500 triệu. Nếu không thì đừng có trách tao ác độc. Thanh Nhã lạnh lùng không động đậy. Tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy chứ? Sao mà lại không có? Trước đây Phạm Đăng Quân cho mày chắc là không ít tiền đâu. Cho dù ngày trước không có thì bây giờ mày ở bên cạnh Phạm Đăng Quân, là người của anh ta rồi. Chắc chắn anh ta sẽ không để cho mày thiếu thốn bất cứ thứ gì nữa đâu chứ. Anh ấy chẳng cho tôi cái gì cả.
Tôi chẳng có gì cho cô đâu. Cho dù Đan Thư có nói thế nào thì Thanh Nhã cũng không có tiền để đưa cho cô ta. Lúc đó cô ta phát điên lên, không chịu nổi sự khiêu khích của Thanh Nhã, tay cầm dao dí vào cổ của Thanh Nhã. Thanh Nhã đau quá nhíu mày, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng. Đan Thư cười lớn. Mày muốn lừa tao sao? Mày nghĩ mày nói như vậy tao không còn cách nào khác để mày đưa tiền cho tao sao? Tao nói cho mày biết, bây giờ là tao đang rất cần tiền. Nếu mà không lấy được tiền, tao có thể làm bất cứ điều gì, ngay cả giết mày tại nơi đây, mày biết không hả? Nói xong, Đan Thư di chuyển con dao trên mặt của Thanh Nhã, cười lạnh lùng. Nếu không phải là gương mặt này của mày có nét giống tao ấy, thì mày có được như ngày hôm nay không? Mày có tin là tao hủy hoại gương mặt này của mày không? Khiến mày không còn gì cả không? Nghe vậy, Thanh Nhã thậm chí không còn sợ hãi, mà ngược lại cô lại cười thành tiếng vô cùng ung dung. Vậy sao? Mày tưởng tao không dám sao? Đôi mi dài của Thanh Nhã cụp xuống. Tất nhiên là tôi biết không việc gì mà lạc mà cô không dám làm. Tôi cũng rất mong đợi nếu gương mặt này của tôi bị cô hủy hoại, đã cô sẽ có thái độ nào với cô đây? Đàn Thư kinh ngạc trợn mắt, không ngờ người phụ nữ này lại có thể thờ ơ với bản thân như vậy. Đàn Thư như bị kích động gào to. Mày lại ép tao, mau chuyển tiền hoặc là gửi tin nhắn cho Phạm Đăng Quân, bảo anh ta cho mày 500 triệu ngay lập tức, nhanh lên. Thanh Nhã thản nhiên mặt ung dung. Nếu tôi không làm thì sao? Đàn Thư nhất thời hoảng loạn, không biết thế nào mà làm cho mặt của Thanh Nhã xước một đường. Là do mày ép tao thôi. Cùng lúc đó, tranh thủ lúc Đan Thư còn phân tâm không đề phòng, Thanh Nhã đưa tay lên nắm chặt cổ của Đan Thư, lại khiến con dao cô ta đang cầm rơi xuống đất. Đan Thư bất ngờ kinh ngạc. Gia Hân, mày định làm gì? Thanh Nhã nắm chặt cổ tay Đan Thư, kéo mạnh về phía trước, không do dự, điềm tĩnh khiến người khác phải lo sợ. Đan Thư hoảng hốt, cô ta muốn bỏ chạy nhưng làm cách nào cũng không thoát ra được. Đến khi Thanh Nhã bỏ tay ra, cô ta mới lảo đảo lùi lại, không tin được vào mắt của mình mà thốt lên. Mày điên rồi, thật sự là điên rồi. Thanh Nhã cúi người xuống nhặt con dao dưới đất lên, bước từng bước về phía Đan Thư. Cô ta không còn đường lui, muốn bỏ chạy, nhưng bị một tay của Thanh Nhã ấn vào cửa. Con dao trong tay của Thanh Nhã đặt lên môi của cô ta, cân nhắc hỏi cô ta. Cô nói xem, nếu mà gương mặt này của cô ấy bị tôi rạch một đường, sẽ thế nào nhỉ? Đừng, đừng mà. Thanh Nhã đưa ngón tay lên nói. Xuyệt. Càng ra vẻ lạnh lùng thì càng khiến người khác phải sợ. Cô bỗng cười. Mới hù cô một tí mà, cô sợ cái gì? Sao tôi lại có thể hủy hoại gương mặt của cô được chứ? Đó chẳng phải là quá hời cho cô rồi sao? Cô muốn thế nào? Không trả lời cô ta, Thanh Nhã chậm chậm bước đi, cầm điện thoại gọi cho Phạm Đăng Quân. Đàn Thư ý thức được Thanh Nhã muốn làm gì, chạy đến cướp cái điện thoại. Cô đừng hòng gọi cho anh ấy. Đăng Quân đang họp, thấy cuộc gọi của Thanh Nhã gọi đến liền bắt máy nghe. Nghe thấy tiếng ồn ào cãi nhau ở trong điện thoại, khiến anh nhăn nhó mặt mày đứng dậy nói với trợ lý. Báo cảnh sát. Đăng Quân vội vàng chạy ra ngoài, trợ lý Phương không dám sơ suất, liền bấm gọi cảnh sát. Trên đường đi, không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, mắt nhìn thẳng không chớp, nhấn ga mà tăng tốc. Cũng may là không xảy ra tai nạn giao thông. Về tới nhà, Đăng Quân đạp tung cửa ra, nhưng trong nhà ngoài vết máu thì không có gì cả. Tìm khắp nhà vẫn không có thấy ai. Điện thoại của anh reo lên, anh ngay lập tức nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nam đầy thô lỗ. Lập tức mang đến đây 500 triệu để chuộc người. Nếu không thì hai người phụ nữ của mày không có ai có thể sống sót. Hắn ta nói địa chỉ để anh mang tiền đến chuộc, đồng thời yêu cầu anh chỉ được đến một mình, nếu không sẽ giết con tin. Đăng Quân lập tức gọi cho người chuẩn bị tiền, chuẩn bị ổn thỏa tất cả mọi thứ, rồi một mình lái xe đến điểm hẹn. Đây là một nhà máy bỏ hoang rất vắng vẻ. Anh xuống xe, xách túi tiền đi vào trong. Đứng lại. Nghe thấy giọng nói phát ra từ phía trước, anh dừng lại, nhìn nghiêng sang phải, thấy Thanh Nhã và Đan Thư đang bị trói vào nhau. Còn người đàn ông mặt mày hung tợn bước dần đến phía của anh. Hắn ta cười đều, cảnh giác đứng xa anh 2 mét. Xem ra hai người phụ nữ này đối với mày rất là quan trọng. Đăng Quân mặt mày u ám lạnh lùng nói. Tao mang tiền đến rồi đấy, không mau thả người đi. Tao muốn xem tiền trước đã. Đối phương ra điều kiện, còn Phạm Đăng Quân vô cùng kiên quyết.
thả người ra trước. Tâm trạng bị chọc giận, hắn ta chửi bậy. Mẹ nó chứ, mày có tư cách gì mà ra điều kiện với tao? Tính mạng của hai người phụ nữ này nằm trong tay của tao rồi. Khôn hồn ấy, nhanh đưa tiền cho tao đi, không thể đừng có trách tao. Hàng mi của Phạm Đăng Quân khẽ rung lên, nhìn thấy khắp mặt Thanh Nhã toàn là vết máu. Đan Thư thì khóc lóc cầu xin. Đăng Quân, cứu em, hắn ta bị điên rồi. Đan Thư thật không ngờ hắn ta lại theo dõi cô. Nhân lúc giữa cô và Thanh Nhã giằng co với nhau, hắn ta xông vào khống chế cả hai, trói cả hai lại rồi đưa tới đây. Đăng Quân chưa từng bị hăm dọa bởi bất kỳ ai cả, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Thanh Nhã, anh lại vứt túi tiền lên phía trước. Sự tức giận nén lại. 500 triệu đây, không thiếu một đồng nào. Hắn ta đắc ý hừ một tiếng rồi mở túi tiền ra, đếm đủ xong mới hài lòng, phun một bãi nước bọt rồi nói: mẹ cha nó chứ, cuối cùng cũng có tiền. Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn hai người phụ nữ, thái độ không nghiêm túc nói với Phạm Đăng Quân: trong hai người này, mày chỉ có thể chọn một người để mang đi, người còn lại ta phải giữ làm con tin. Làm sao ta có thể biết mày có báo cảnh sát hay không? Ta phải đảm bảo sự an toàn cho tao, đừng mới có thể rời khỏi đây chứ. Tùy mày. Đăng Quân bước đến chỗ Thanh Nhã, cởi trói cho hai người. Đan Thư vui sướng ôm lấy anh. Đăng Quân, em biết là anh vẫn yêu em mà, chắc chắn là anh sẽ lựa chọn đưa em đi đúng không? Đăng Quân lạnh lùng đẩy Đan Thư ra, cúi người ôm Thanh Nhã dậy rồi nói: hắn ta là gì của cô? Có lẽ là cô rõ hơn tôi. Đừng có tưởng tôi không biết. Hai người thông đồng với nhau mà diễn kịch với tôi. Thấy anh rời đi, Đan Thư hoảng loạn. Đăng Quân, anh phải đưa em đi, hắn ta bị điên rồi. Em đã hết giá trị lợi dụng của hắn ta. Hắn ta sẽ giày vò em, làm tổn thương em. Nếu mà hắn ta không thoát được, hắn sẽ kéo em chết theo mất. Đăng Quân không quay đầu lại mà chỉ ôm chặt lấy Thanh Nhã vào lòng, rồi bế cô ra xe rời đi. Ngay sau khi Đăng Quân rời đi không bao lâu thì cảnh sát ập tới bắt trọn ổ của cái tên bắt cóc tống tiền, đồng thời còn lột trần được tất cả vỏ bọc của Đan Thư. Lúc đó Đăng Quân chỉ mới biết, hóa ra lúc đầu Đan Thư không cẩn thận rơi xuống biển chỉ là một màn kịch do cô tự tạo ra. Còn vụ việc bài trần trong thời gian điều tra vụ án cho bệnh tim tái phát mà chết, nên Đan Thư không thể cấu thành tội. Cô ta dùng sự ác độc của mình để hại chết một mạng người, nhưng pháp luật không thể buộc tội cô ta. Hơn nửa tháng sau, người ta nhìn thấy thi thể của Đan Thư trôi dạt bên cạnh bờ biển. Qua điều tra, cảnh sát cho biết cô ta chọc giận một số người có máu mặt trong xã hội đen nên bị họ trừ khử. Dạo gần đây, sức khỏe của Đăng Quân không ổn, người bỗng suy nhược dần đi. Đi khám bác sĩ, họ bảo anh bị ung thư giai đoạn 2, cần nhập viện điều trị. Nhưng Đăng Quân lại thản nhiên, thậm chí khi anh biết mình bị ung thư còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn là khi biết Gia Hân chết. Thanh Nhã mỗi ngày vẫn đều đặn đến thăm anh, cẩn thận chuẩn bị những món ăn mà anh thích. Đăng Quân nằm trên giường bệnh mỉm cười. Có lẽ người sắp chết sẽ luôn nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trước đây. Anh thà nghĩ rằng người bên cạnh mình bây giờ chính là Gia Hân. Hôm nay trời nắng đẹp, anh khó khăn xuống giường muốn tự đi lại, muốn ngắm nhìn lại thế giới này thêm một lần cuối. Lúc đến ngã rẽ của hành lang, bỗng nghe thấy tiếng của Lê Minh Hải. Anh vô thức dừng lại. Gia Hân, anh ta bị bệnh như vậy rồi, hay là em nói cho anh ta biết sự thật đi. Tim của Đăng Quân khẽ rung lên. Gia Hân sao? Minh Hải, em rất cảm kích anh về việc che giấu thân phận giúp em, nhưng xin anh giúp em che giấu việc này tới cùng được không? Gia Hân cúi mặt, nước mắt lăn dài trên má. Cô lấy tay kéo mái tóc dài sang một bên, che đi vết thương còn chưa lành hẳn trên khuôn mặt. Cô tưởng rằng khi làm tổn thương gương mặt giống Đan Thư này, trong lòng của cô sẽ thoải mái hơn. Tưởng rằng Đan Thư chết đi, cô sẽ hả giận. Tưởng rằng Đăng Quân bị ung thư, cô sẽ vui vẻ hơn một chút. Thế nhưng không phải vậy. Cho dù cô có chết đi sống lại thêm một lần nào nữa, cô cũng không học được cách buông bỏ. Cô đúng thật là vô dụng mà. Giây phút cô biết được Đăng Quân bị ung thư, nhìn sức khỏe của anh ấy càng ngày càng tệ đi, khiến tim cô đau như có ai dùng dao đâm vào. Nếu như vậy thì xem như Gia Hân đã chết cách đây một năm trước rồi. Chỉ có như vậy, anh và cô mới không có hận thù nữa. Lê Minh Hải bất chợt nhìn thấy Phạm Đăng Quân đang ở phía sau cô, vẻ mặt ngây ra. Gia Hân linh cảm có gì đó không ổn, quay lại nhìn.
Lúc đó cô bất ngờ được một vòng tay ôm vào lòng. Một cái ôm bất ngờ, một cái ôm đầy ấm áp yêu thương, khiến Gia Hân trong phút chốc chợt khóc thành tiếng. Cô ôm chặt Phạm Minh Quân, không kiềm chế được nước mắt, không thể nào ngụy trang cái vỏ bọc này mạnh mẽ được nữa. Lê Minh Hải biết điều đã lặng lặng rời đi. Anh hiểu rõ, cho dù có bất cứ lý do gì, thứ không thuộc về anh mãi mãi vẫn không thể nào thuộc về anh. Nhưng chỉ cần cô vui, cô hạnh phúc, cô muốn làm gì, anh cũng luôn ở phía sau đợi cô. Gia Hân à, nếu sau này Đăng Quân có rời bỏ thế giới này mà xa em, anh nguyện sẽ ở bên em đến cuối cuộc đời. Cho dù là cuộc đời này chỉ có thể đứng phía sau em, anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Gia Hân, Gia Hân. Giọng nói của Phạm Đăng Quân có phần kích động và run rẩy. Anh ôm chặt cô vào lòng, chỉ sợ một khi anh bỏ tay ra là cô sẽ biến mất. Anh vĩnh viễn không thể tìm gặp lại được cô nữa. Gia Hân, Gia Hân à. Anh cứ như vậy mà gọi tên cô, như xác định người phụ nữ đang trong vòng tay của anh thực sự có phải là cô không. Anh không có nằm mơ, tất cả đều là sự thực sao? Vâng, em đây. Em là Gia Hân đây. Câu trả lời xác nhận của Gia Hân đã nói lên tất cả. Đây là sự thật mà không phải anh nằm mơ. Bất chợt, Đăng Quân khẽ rơi lệ, nghẹn ngào nói không nên lời. Khi biết Gia Hân vẫn còn sống, Đăng Quân không muốn ở bệnh viện nữa. Anh kiên quyết về nhà, mặc cho Gia Hân phản đối. Anh nói rằng anh chỉ hy vọng quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình có thể ở bên cạnh cô mà thôi. Quãng thời gian đó, Phạm Đăng Quân chỉ thích bám dính lấy cô. Bất kể là cô làm gì, anh đều quan sát kỹ. Chắc chắn cô ở trong tầm nhìn của mình, anh mới yên tâm. Anh sợ cô một đi không trở lại ở bên anh nữa. Hôm nay cô dậy từ sớm để chuẩn bị điểm tâm sáng cho anh. Cô vừa đứng dậy thì bị anh kéo lại. Gia Hân. Gia Hân vỗ tay anh. Chỉ là em muốn đi chuẩn bị thức ăn sáng cho anh. Nhanh lắm, em trở lại ngay thôi mà. Mặc dù nghe cô nói như vậy, Phạm Đăng Quân vẫn không an tâm. Rõ là đi lại khó khăn, nhưng anh cũng muốn đi cùng với cô. Anh ngồi kế bên cạnh nhìn cô nấu nướng không chớp mắt. Cô cảm thấy bất lực. Hiện tại bây giờ cô cảm thấy anh giống như là một đứa trẻ con vậy. Đăng Quân bỗng hỏi cô. Gia Hân, có phải là em còn rất hận anh đúng không? Gia Hân bất chợt khựng lại, hít một hơi sâu. Hận không à? Thực sự mà nói, cô đã từng rất hận anh. Hận anh đã từng bước vào cuộc đời của cô, sau cùng thì đạp đổ nó rồi rời đi, để lại cô một mình thê thảm, sống không bằng chết. Thậm chí bây giờ cô quay về là muốn trả thù anh, trả thù tất cả những ai đã hại cô thê thảm như vậy. Nhưng rồi khi cô quay về, biết anh và Đan Thư không còn liên quan đến nhau, biết được tình trạng bệnh của anh, đáng lẽ cô phải vui mừng với những người làm cô tổn thương bị báo ứng. Nhưng sau khi biết được những điều đó, cô lại chẳng cảm thấy vui, mà cô lại cảm thấy đau. Cô lại không biết rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì nữa. Gia Hân giờ mới biết, à hóa ra cái thứ cuối cùng mà cô cố gắng vực dậy là tình yêu cũng được, là thù hận cũng được, nhưng người đó phải là Phạm Đăng Quân. Cô từng có ý định khiến anh yêu mình rồi bỏ rơi anh một cách tàn nhẫn, nhưng đến phút cuối cùng kết quả lại là điều mà cô không thể ngờ tới nhất. Gia Hân bưng đồ ăn sáng cho anh, mỉm cười nói, anh ăn đi. Đăng Quân nhìn cô không chớp mắt như đang mong chờ câu trả lời từ cô. Nhưng nghe thấy tiếng chuông cửa, Gia Hân liền quay đi ra mở cửa. Từ khi biết anh bị ung thư, tâm tính của ông Phạm cũng thay đổi hẳn. Khoảng thời gian này, ông bà Phạm hầu như ngày nào cũng đến. Con trai ăn cái này đi. Mẹ được bác sĩ tư vấn nên nấu cho con ăn đấy. Con ăn cái này rất tốt cho sức khỏe của con. Quãng thời gian này, bà Phạm đã khóc rất nhiều. Ông bà Phạm chạy khắp nơi từ trong nước đến ngoài nước để tìm phương pháp chữa trị cho Đăng Quân. Bà Phạm nắm chặt lấy tay của Gia Hân, nước mắt tuôn trào. Cô thực sự là Gia Hân sao? Cô vẫn còn sống? Vâng ạ, đúng vậy. Lúc đó cô thật sự là nghĩ không thông suốt. Cô cũng thật sự là muốn chết. Nhưng Lê Minh Hải đã cứu sống cô. Đồng thời anh ấy nói với cô rằng nếu cô chết như vậy mới thật sự là không đáng. Sau đó Minh Hải đã tìm người khác thay thế cô, thông báo rằng cô đã chết, làm trái lại với đạo đức của nghề y. Đăng Quân lúc đầu tưởng đó là Gia Hân, nhưng mà thi thể đó vốn dĩ không phải là Gia Hân, mà chỉ là một người phụ nữ có vóc dáng giống cô mà thôi.
Có thể do Đăng Quân quá đau lòng nên không nghi ngờ gì mà tin chắc người chết là Gia Hân. Cũng vì bị gương mặt bị phủ đầy vết máu nên mới khiến anh nhận nhầm. Lê Minh Hải giúp cô thay đổi số phận, thân phận, che đậy tất cả những tung tích, đưa cô sang nước ngoài chữa trị. Cuối cùng sức khỏe của cô cũng hồi phục. Bà Phạm không hỏi thêm, chỉ cảm thấy cô còn sống là một chuyện tốt, cũng vô cùng tự trách bản thân của mình. Bởi vì lúc đầu không chấp nhận cho Đăng Quân cưới Gia Hân nên mới dẫn đến một đoạn bi kịch như thế này. Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. Ông Phạm ở bên cạnh muốn xin lỗi cô nhưng lại ngại mở lời, đành ra vẻ ho một tiếng. Tiễn ông bà Phạm ra cửa để về xong, Đăng Quân nắm tay của Gia Hân. Bàn tay anh có một chút lạnh nhưng vẫn cố gắng muốn đem lại hơi ấm cho cô. Tuy không nói lời nào nhưng Gia Hân lại cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Sau bao nhau nhiều ngày cố gắng khuyên nhủ thì cuối cùng Đăng Quân cũng chịu sang nước ngoài điều trị bệnh. Tuy anh bị ung thư nhưng chỉ mới bước sang giai đoạn 2 nên vẫn còn có thể chữa trị. Gia Hân vốn định đi cùng nhưng cũng trong thời gian này cô phát hiện ra là mình đã mang thai. Khi bác sĩ thông báo là cô có thai, cô vừa vui mừng vừa không tin đó là sự thật. Cứ hỏi đi hỏi lại bác sĩ không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà khi nghe chính miệng bác sĩ xác thực chắc chắn cô đã mang thai, cô vui mừng tới bật khóc. Bởi vì cuối cùng cô cũng được làm mẹ. Có thể nói cô được xem là một trong những trường hợp hiếm hoi. Khi về tới nhà, cô nói cho Phạm Đăng Quân hay tin là mình có thai. Đăng Quân đang nằm ở trên giường, khi đó sức khỏe không được tốt cho lắm. Nhưng khi nghe thấy lời cô nói, anh đã rất kích động mà bật dậy, xuống giường ôm cô vào lòng. Gia Hân có thể cảm nhận được cơ thể của anh run rẩy vì kích động. Anh rất hối hận về việc này. Bây giờ anh có thể yên tâm mà ra đi. Gia Hân tựa đầu vào ngực của anh nói, anh không được nói như vậy, càng không được bỏ cuộc chứ. Còn nước là còn tát, anh không được bỏ lại em một mình. Đăng Quân nhắm mắt ôm cô thật chặt và bồn rầu nói, lúc đầu anh cứ nghĩ sức khỏe của anh có như vậy, có lẽ là không sống được bao lâu nữa. Em giữ lại đứa bé đối với em mà nói đó là một gánh nặng. Còn đối với đứa bé mà nói, ba anh là người thế nào anh rất rõ. Cho dù ông không thừa nhận thân phận của em, nhưng mà ông sẽ cướp mất đứa bé đi, sau đó nuôi dưỡng đứa bé thành người như anh. Lãnh đã quá ích kỷ, anh chỉ muốn ngăn cản tất cả mọi điều này, lại chưa từng biết em nghĩ thế nào. Anh đã tính rất nhiều lần, cũng chính vì như vậy đã làm tổn thương đến em. Đến khi ra nông nỗi này, anh rất hối hận. Gia Hân nhẹ nhàng nói, chuyện gì đã qua rồi cứ để nó qua đi, sau này chúng ta cùng nhau bước tiếp được không? Đăng Quân cúi đầu hôn cô. Anh nói, cảm ơn em. Lần này Đăng Quân sang nước ngoài trị bệnh, có lẽ là trong khoảng thời gian rất dài, mỗi ngày Gia Hân đều nỗ lực chăm sóc bản thân đợi anh trở về. Bụng của cô ngày một to ra, mỗi ngày đều nơm nớp đợi tin của anh, chỉ sợ nghe được tin xấu, cũng sợ có một ngày anh không còn trả lời tin nhắn của cô nữa. Đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa, bụng cô bỗng đau dữ rồi. Cô vội vàng bắt taxi vào bệnh viện trong tâm trạng vô cùng phức tạp. Có lẽ đứa bé sắp chào đời, nhưng ba đứa bé thì lại không có ở bên cạnh. Tới bệnh viện, họ đẩy cô vào phòng sinh, nhưng cô không ngờ Phạm Đăng Quân lại xuất hiện ở đây. Cô khó tin nhìn anh. Thật sự là anh sao? Anh nắm chặt lấy tay của cô. Là anh đây, anh về với em rồi đây. Hơi ấm của bàn tay anh là thật. Sức khỏe của anh hình như đã rất ổn hơn, nhưng vẫn có chút tiểu tụy. Bà Phạm đã nói qua tình trạng sức khỏe của anh với cô. Bà nói rằng Phạm Đăng Quân rất tích cực phối hợp điều trị, bệnh tình đã ổn định, nhưng mà y học hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn chữa trị bệnh tình của anh, chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân, sống được ngày nào hay ngày đó. Có điều vẫn còn may mắn, bệnh tình vẫn được coi là ổn định. Đăng Quân nắm chặt tay cô nói, Gia Hân, cố lên em, vì em và con anh sẽ cố gắng sống. Gia Hân cảm động rơi lệ, nắm chặt lấy tay của anh. Đăng Quân, anh đừng đi, em sợ lại một mình lắm. Anh vẫn luôn bên em, lúc nào cũng sẽ ở bên em. Lúc Gia Hân tỉnh lại, Đăng Quân quả thực vẫn ở bên cạnh. Anh hôn lên trán của cô rồi cười nói, là con gái, đứa bé rất khỏe mạnh, Gia Hân vất vả cho em rồi. Gia Hân rơi lệ, kiềm chế để không khóc thành tiếng. Đăng Quân đúng là người ba tốt. Ít ra trong khoảng thời gian Gia Tuệ được sinh ra, anh chăm sóc hai mẹ con rất tốt,
Cho dù có mệt mỏi đi nữa, anh đều ở bên Gia Hân cùng gánh vác. Còn lúc nửa đêm Gia Tuệ khóc, anh là người đầu tiên thức dậy để dỗ con. Anh học cách pha sữa, thay tã, thay quần áo cho con, tắm rửa cho con. Tuy nhiều lúc chân tay anh lóng nga lóng ngóng, nhưng Gia Hân vô cùng cảm động. Chớp mắt, Gia Tuệ cũng đã 3 tuổi. Sức khỏe của Phạm Đăng Quân cũng không xuất hiện triệu chứng quá xấu. Không biết là do tâm trạng lạc quan hay là do tích cực phối hợp trị bệnh mà sức khỏe vẫn ổn định. Đăng Quân nằm trên ghế sofa, kéo Gia Hân ngồi xuống bên cạnh hỏi cô: em có yêu anh không? Gia Hân mím môi không muốn nói những lời xến sẩm như là yêu anh, mặc dù cô rất yêu anh. Em có yêu anh không? Hôm nay anh bị làm sao thế? Gia Hân cảm thấy anh rất khác thường, trong lòng thấp thỏm không yên liền hỏi anh: anh thấy khó chịu chỗ nào phải không? Em đưa anh tới bệnh viện nha. Đăng Quân thấy cô quĩnh quáng liền kéo lại nói: Gia Hân, chúng ta kết hôn đi. Đăng Quân khó khăn lắm mới nói ra được câu này rõ ràng từng chữ. Anh đã từng làm cô đau khổ quá nhiều, và hiện tại anh có thể chết bất kỳ lúc nào. Anh không có tư cách để cưới cô, nhưng anh không muốn hối tiếc. Anh muốn cho cô một hôn lễ. Anh biết chắc chắn Gia Hân sẽ đồng ý, nhưng mà anh lại chần chừ mãi không dám mở lời trong khoảng thời gian qua. Anh nghiêm túc chứ? Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Anh muốn tổ chức cho em một hôn lễ, muốn cho em một danh phận, muốn cho Gia Tuệ một gia đình trọn vẹn. Chỉ là bệnh tình của anh không biết có sống được bao lâu, đến lúc đầu bạc với em được không? Em có để tâm đến điều đó không? Đôi mắt của Gia Hân đỏ lên. Anh đúng là một đồ ngốc mà. Em không để tâm đến điều đó đâu. Cho dù chỉ có thể ở bên cạnh anh một năm, một giờ hay một phút, thì em đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Hôn lễ được tổ chức long trọng, hầu như những nhân vật đối tác làm ăn lớn nhỏ đến tham dự. Hôm đó Gia Hân mặc một bộ váy cưới trắng đẹp đến mức khiến người khác ngẩn ngơ. Đăng Quân đờ mãi ra vẫn chưa có hoàn hồn. Anh tự nghĩ cô mặc váy cưới rất đẹp, nhưng không ngờ còn vượt sức tưởng tượng của anh. Đăng Quân tuyên bố với mọi người: đây là Gia Hân, kể từ hôm nay trở đi cô là vợ của Phạm Đăng Quân tôi. Hôm đó máy chiếu phát lại những thứ mà họ đã trải qua. Một hôn lễ mà Gia Hân đã mong ước bấy lâu, cuối cùng cô cũng toại nguyện. Chỉ có điều ba mẹ cô không còn sống để mà tham dự. Nhưng cô tin rằng ba mẹ cô ở trên trời có linh có thiêng, chắc chắn sẽ rất vui vì cô đã tìm được hạnh phúc. Phạm Đăng Quân ngồi ôm Gia Hân trên ghế sofa. Gia Tuệ lại chạy chen vào giữa hai người phụng phịu, chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn nói: ba ơi, Gia Tuệ cũng muốn được hôn má. Đôi vợ chồng nào đó được dịp phá lên cười. Phạm Đăng Quân bế con bé lên đùi, khuôn mặt nuông chiều: ba không thể hôn con được nữa, con lớn rồi. Gia Tuệ trẻ môi giận dỗi nói: nhưng mà Tuệ thích được ba hôn má cơ, sao ba cứ hôn mẹ nhưng lại không hôn con thế? Con cũng muốn được ba đẹp trai hôn con mà. Gia Tuệ ôm lấy cánh tay của anh rưng rưng khóc: ba không yêu con, ba chỉ yêu mẹ thôi. Đăng Quân và Gia Hân nhìn nhau cười, sau đó cùng nhau hôn lên trán của con. Được chưa nè? Gia Tuệ lắc đầu, sau đó chỉ mũi nè, má nè, môi nè, con đều muốn. Không được. Tại sao? Gia Tuệ đứng lên đùi, ôm lấy cổ của anh phụng phịu nói: ba yêu mẹ nhiều hơn hay là yêu con nhiều hơn? Gia Hân đau đầu, con bé này mới có mấy tuổi, thế mà không biết đã học ai được mấy cái chiêu trò này. Ai biết rằng Phạm Đăng Quân lại trả lời thật: yêu mẹ nhiều hơn. Gia Tuệ òa khóc, con bé cảm thấy bị tổn thương. Hai vợ chồng được dịp ôm nhau cười nhìn con bé khóc. Gia Tuệ lau nước mắt, bản thân con bé thấy mình khóc, không những ba mẹ không dỗ thế mà còn cười, nên đành ngồi sang chỗ khác xem phim hoạt hình trong khuôn mặt buồn thiu. Cô nói cái gì cơ? Gia Tuệ được ai rước về rồi? Gia Hân đến trường đón con, nhưng cô giáo nói là có người nhà đến đón. Cô liền điện thoại cho bà Phạm: mẹ ơi, mẹ tới đón Gia Tuệ rồi phải không ạ? Bà Phạm liền nói là hôm nay bà với ông Phạm phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ nên không có đi đón cháu. Gia Hân cũng thế, nếu ba mẹ đến đón thì sẽ báo cho cô biết trước. Vậy thì con mình ở đâu? Cô bỗng thấp thỏm không yên, trong lòng cô có dự cảm chẳng lành. Cô ra sức lắc đầu, không thể được.
lập tức gọi điện thoại khắp nơi. Những ai có thể đến đón con bé cô đều gọi hết. Vậy Gia Tuệ đã được ai đón chứ? Phạm Đăng Quân cho người trích xuất camera, rất nhanh đã điều tra ra là một người đàn ông trung niên. Vóc dáng đó Gia Hân cảm thấy rất quen, là Hoàng Khang. Đăng Quân nhíu mày nói ra cái tên này, Gia Hân mới nhớ lại là tên bắt cóc cô và Đan Thư tống tiền đây mà. Không phải là hắn ta đã bị xử 10 năm tù rồi sao? Gia Hân khó hiểu, sao hắn được thả rồi thế kia? Đăng Quân cho người thăm dò tình hình thì mới biết, cách đây không lâu, tên Hoàng Khang này đã ra tay làm quản ngục bị thương rồi bỏ trốn. Tại sao những việc nghiêm trọng như vậy mà lại không nghe thấy thông báo trước? Đăng Quân tức giận ném điện thoại. Gã đó đã tiếp xúc qua, biết rõ hắn ta là dạng người thế nào. Bây giờ Gia Tuệ bị hắn ta bắt đi, Phạm Đăng Quân có thể làm sao mà không lo lắng cho được. Hắn ta chẳng qua cũng chỉ vì tiền. Đăng Quân vừa cho người đi tìm, vừa ngồi chờ điện thoại của tên bắt cóc. Không bao lâu sau, hắn ta cũng gọi điện đến. Đăng Quân bắt máy rất nhanh. Giọng người đàn ông có sự oán giận, giọng cười lạnh lùng, đều cáng, quả thực là nhức tai. Đã lâu không gặp, Phạm Đăng Quân, chắc hẳn là mày đã biết tao là ai. Tao cần tiền và phương tiện giao thông để có thể an toàn bỏ trốn. Mày hãy chuẩn bị toàn bộ rồi đến tìm tao. Luật của tao chắc là mày đã biết rồi đúng không? Không được báo cảnh sát, nếu không sẽ không giữ nổi cái tính mạng của con gái mày đâu. Tao nói thật đấy, mày không thể tưởng tượng được nỗi oán hận của một người đã bị ngồi tù một vài năm rồi đâu. Tao chuẩn bị tiền, mày không được làm hại đến con gái của tao. Nếu không thì chắc chắn tao sẽ giết chết mày bằng mọi giá đấy. Hắn ta cúp điện thoại. Phạm Đăng Quân nhanh chóng chuẩn bị tiền. Lúc lên xe chuẩn bị rời đi, Gia Hân mở cửa xe leo lên. Em sẽ đi cùng với anh. Ánh mắt của Đăng Quân u ám. Anh biết rõ mức độ nguy hiểm này. Em ở nhà đi, chờ tin của anh đi. Gia Hân quyên quyết lắc đầu, cô nói, không, em phải đi cùng với anh. Anh và con, dù là ai em cũng không muốn mất. Nếu mà thật sự nguy hiểm em càng phải đi. Em muốn cùng anh gánh vác. Cho dù có chết, gia đình của chúng ta cũng là ba người phải chết cùng với nhau. Anh và con không thể thiếu ai cả. Em sẽ ở bên cạnh hai người. Mắt cô đỏ ngầu, nói những lời rất cương quyết. Đăng Quân lấy tay che miệng cô lại, không muốn cho cô nói những lời như vậy. Hai người đến điểm hẹn, đứng từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của Gia Tuệ. Gia Hân đau lòng nên chạy lên phía trước. Đăng Quân đưa tay kéo cô về phía sau lưng của mình. Hoàng Khang thấy người đến thì cười mỉa mai. Cả nhà ba người đã ở đây lần đầy đủ càng tốt. Đăng Quân không có nhiều thời gian phí lời với hắn ta nên nói, tiền tôi mang đến đây rồi đấy, không mau thả người đi. Đăng Quân khẽ dặn dò Gia Hân, em đứng ở đây chờ anh, đừng đi theo. Rồi nhanh chân bước đến chỗ của Gia Tuệ. Con bé bị trói ngay ở gốc cây cứ khóc hu hu. Đăng Quân đau lòng khi thấy con bị trói như vậy, mắt đỏ ngầu, gân xanh trên mặt nổi hết lên. Nhưng mà đi được vài bước thì bị Hoàng Khang chặn lại. Bộ mặt liều mạng của Hoàng Khang cười chế giễu. Vẫn là luật cũ, vợ và con gái của mày chỉ được chọn một. Đăng Quân nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh liếc qua. Hoàng Khang thấy gương mặt của anh như muốn băm hắn ta ra thành trăm mảnh, lại cảm thấy hả dạ. Hắn ta ở tù bị khốn khổ lâu như vậy, mỗi ngày đều hận, không thể thoát ra để trả thù. Mẹ nói chứ, dám cho bố mày vào tù thì nên biết rằng sẽ có một ngày bố mày tìm tận nơi để mày. Dù gì thì bây giờ hắn ta cũng không sợ đất, không sợ trời. Cùng lắm thì lại bắt vào tù thôi. Cùng lắm thì bị xử thêm có vài năm nữa. Nhưng một khi để hắn ta thoát ra thì đừng để ai sống yên ổn. Gia Hân hét lên như cầu xin. Đăng Quân, hay là anh đưa Gia Tuệ đi đi, em sẽ ở lại. Vì cô hiểu rõ tính khí của Phạm Đăng Quân, là ai thì anh ấy cũng sẽ không từ bỏ. Cô xông tới đưa tay đẩy Đăng Quân ra. Anh đưa Gia Tuệ đi đi, ra khỏi đây đi. Đăng Quân đưa tay ra sau, giữ chặt cổ của Gia Hân lại, lạnh lùng nhìn Hoàng Khang. Chúng ta phải cùng đi, ta không có bỏ lại ai hết. Một tay anh nắm lấy tay của Gia Hân một cách cương quyết, một tay bế Gia Tuệ vào lòng định rời đi. Hoàng Khang cười lạnh lùng. Phạm Đăng Quân, chắc là mày không nghĩ tao không có chút chuẩn bị nào nhỉ? Tao đặt bom ở xung quanh đây rồi. Nếu mày dám mang người cùng lúc hai người này rời đi, tất cả cũng chết chung với nhau tại đây. Bước chân của Đăng Quân nặng nề khựng lại,
khẽ đưa mắt nhìn sang hai bên, không thấy vết tích gì là có bom. Nhưng mà Hoàng Khang đã nói như vậy thì có khả năng là có bom là thật. Anh không dám đặt cược mạng sống của vợ con anh như vậy. Đăng Quân quay người về mặt nặng trĩu. Tôi sẽ đưa thêm tiền cho anh nếu như chúng tôi thoát khỏi nơi đây an toàn. Phạm Đăng Quân, mày nghĩ tao là một đứa trẻ lên ba sao? Lúc đầu mày biết rõ đàn thư trong tay của tao, mày cũng có thể báo cảnh sát bắt tao vào tù. Huống hồ gì bây giờ trong tay của tao không có con tin. Cho nên tao phải có con tin. Đặc biệt con tin đó phải là người quan trọng nhất đối với mày. Nếu không, dù tao có thể lấy thêm được nhiều tiền hơn cũng chẳng còn mạng để mà tiêu xài. Ánh mắt của Phạm Đăng Quân u ám. Tôi có thể đảm bảo với anh là sẽ không báo cảnh sát. Chỉ cần anh thả chúng tôi an toàn rời đi, tôi đưa thêm cho anh gấp đôi số tiền đó, đồng thời đảm bảo anh sẽ được an toàn rời khỏi đây. Gia Hân nhìn thấy mặt Phạm Đăng Quân rất lạnh lùng, nhưng cô biết bây giờ anh rất căng thẳng. Bởi vì Đăng Quân trước giờ không bao giờ chịu thua hay phải thỏa thuận điều gì với ai. Nhưng hiện tại anh đang ra điều kiện với đối phương. Hoàng Khang hết kiên nhẫn, phẫn nộ nói. Bớt nói lời thừa thãi đi, mà định chết chung hay để lại một đứa con tin thì tùy mày. Gia Hân nắm lấy tay áo của anh. Đăng Quân, anh biết cô muốn nói gì nên ngay lập tức ngắt lời. Không được, anh sẽ không để lại em một mình đâu. Gia Hân nhìn Gia Tuệ khóc khàn cả cổ thì đau lòng nói. Đăng Quân, coi như là em cầu xin anh đấy. Anh đưa Gia Tuệ rời khỏi đây đi, có được không? Đăng Quân ngắt lời cô, ngữ khí kiên quyết. Không được. Gia Hân nghe thấy sự tuyệt vọng trong lời nói của anh. Anh không thể chịu đựng được khi đánh mất em thêm một lần nào nữa. Tim của Gia Hân bị đả kích mạnh mẽ, dù đau lòng nhưng vẫn cảm thấy vui. Đăng Quân, chỉ cần anh nói như vậy là đủ rồi. Cô đang định đưa ra quyết định cuối cùng thì nghe thấy Phạm Đăng Quân nói. Anh thả vợ và con của tôi đi, tôi sẽ ở lại. Gia Hân kinh ngạc giữ chặt tay của anh. Anh muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự an toàn cho cô và con gái. Hoàng Khang cười khẩy. Mày ở lại, tao có bị ngu không vậy? Nếu là phụ nữ hay là trẻ con thì tao có thể dễ dàng khống chế. Chứ mày là đàn ông ấy, đến lúc mày tính kế thì chẳng phải là tao sẽ gặp họa sao? Lời của hắn ta đã quá rõ ràng và cũng không còn cách nào để thương lượng. Đăng Quân im lặng rất lâu. Anh đưa Gia Tuệ sang cho Gia Hân ẵm. Anh đẩy Gia Hân rời đi. Cùng lúc đó, một tay đâm mạnh vào chân dao vào chân của mình. Đăng Quân, đi mau. Đăng Quân hét lên rồi nhìn sang Hoàng Khang ngăn lại hành động của hắn ta. Tôi bị thương rồi đấy, anh có thể tùy ý khống chế tôi. Tôi không còn khả năng để mà tự vệ đâu. Anh vừa lòng chưa? Thế Hoàng Khang do dự, anh đâm thêm một nhát nữa vào vị trí cũ. Vết máu nơi đầy đất, thấy mà kinh hãi. Hoàng Khang nén cơn giận. Không ngờ mày có thể làm như vậy. Hắn ta lạnh lùng cười. Nể tình cho sự mê muội của mày, ta sẽ toại nguyện cho mày. Gia Hân không biết rời khỏi chỗ đó bằng kiểu gì, lên xe chở Gia Tuệ rời đi. Xe chạy như bay, cô chỉ muốn trốn chạy thật nhanh, chỉ không muốn làm Phạm Đăng Quân thất vọng. Thế nhưng nước mắt lại làm mờ đi tầm nhìn. Cả người cô đang run lên, đầu cô như muốn nổ tung. Nếu khả năng suy nghĩ đơn giản nhất cô cũng không còn. Trong đầu chỉ còn toàn là hình ảnh Phạm Đăng Quân từ bỏ tính mạng của mình để bảo vệ cho sự an toàn của mẹ con cô. Anh có lẽ cũng hiểu, lần này Hoàng Khang sẽ bất chấp tất cả. Nếu như thật sự là không trốn thoát được, hắn ta chắc chắn là sẽ kéo thêm người cùng chết với hắn. Vì vậy Phạm Đăng Quân mới kiên quyết tự làm bản thân của mình bị thương để ở lại làm con tin bảo vệ cho mẹ con cô. Gia Tuệ sợ hãi khóc òa hỏi cô. Mẹ ơi, có phải là ba bị tên xấu kia giết chết không ạ? Gia Hân nắm chắc vô lăng mà trả lời. Không đâu, ba con sẽ không chết đâu. Bây giờ cô nên làm thế nào đây? Nên báo cảnh sát hay là không báo cảnh sát? Nếu báo cảnh sát, ngộ nhỡ tên Hoàng Khang biết được hắn ta sẽ làm hại đến anh thì phải làm sao? Còn nếu không báo cảnh sát để hắn ta chạy thoát, Đăng Quân có chắc chắn là an toàn hay không? Hắn ta có trả thù hay không? Hai suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu cô như muốn nổ tung ra. Nếu như là Phạm Đăng Quân thì sao? Anh ấy sẽ nghĩ thế nào? Lúc này anh muốn cô báo cảnh sát hay là không báo cảnh sát? Dần ép mình phải suy nghĩ bình tĩnh. Mãi lâu sau thì cô cũng nghĩ phải báo cảnh sát. Cô nghĩ Đăng Quân thà để mình nguy hiểm
cũng nhất định không để cho Hoàng Khang nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Hơn nữa, nếu như phía cảnh sát có thể ngăn cản Hoàng Khang, vậy thì Đăng Quân mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Cuối cùng cô đưa ra quyết định khó khăn này là báo cảnh sát trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Đến khuya cô nhận được tin tức từ cảnh sát. Đó là trong quá trình Hoàng Khang bỏ trốn đã xảy ra tai nạn. Hắn ta chết ngay tại chỗ, còn Đăng Quân bị thương nặng đưa đi cấp cứu, hiện tại đang hôn mê. Trước mắt Gia Hân tối sầm lại, lập tức chạy tới bệnh viện. Vừa tới nơi đã thấy bác sĩ đẩy cửa đi ra. Cô vội vàng hỏi thăm tình trạng của anh. Bác sĩ nói rằng tình trạng trước mắt thì chưa có gì chắc chắn. Nếu may mắn thì ngày mai anh ấy sẽ tỉnh lại. Còn nếu không may mắn thì có thể một tuần, một tháng, thậm chí là lâu hơn thế nữa. Sức khỏe của Đăng Quân vốn dĩ cũng không được tốt, đâu thể nào chịu đựng được sự dày vò như thế này. Gia Hân ở bên cạnh giường bệnh của anh, cảm thấy tim của mình đau như sắp không thở nổi. Hàng ngày cô vẫn luôn chăm sóc, lau người cho anh, kể cho anh nghe những việc hàng ngày của mẹ con cô. Chớp mắt một cái, đã một tháng trôi qua rồi mà anh vẫn chưa tỉnh. Hôm nay Gia Tuệ khóc đòi ba. Em không đưa con đến thăm anh được. Em không muốn để cho con bé thấy bộ dạng hiện giờ của anh. Em hy vọng trong mắt của con, anh mãi luôn là một người ba khỏe mạnh vĩ đại nhất, chứ không phải là nằm ở đây như lúc này. Gia Hân nắm lấy bàn tay của anh đưa lên mặt mình, rồi cô mỉm cười nói. Đăng Quân, nếu mà anh nhìn thấy cái bộ dạng này của mình bây giờ, rất khó là tưởng tượng trước đây anh đã tệ bạc với em thế nào nhỉ. Anh luôn lạnh lùng, rất dễ nổi nóng. Em vẫn thích cái dáng vẻ dịu dàng của anh hơn. Bao giờ thì anh mới chịu tỉnh dậy đây? Em nhớ những cái ôm của anh dành cho em. Dạo gần đây thời tiết bắt đầu se lạnh, Gia Hân phải dậy từ sáng sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà. Mẹ, hôm nay ba vẫn chưa về sao? Gia Tuệ ăn sáng, mặt buồn thiu hỏi cô. Gia Hân dạo gần đây bận lo cho Gia Tuệ ăn uống học hành, nên mấy hôm rồi không vào bệnh viện thăm Đăng Quân. Nghe con bé hỏi vậy, sắc mặt cô liền thay đổi. Mấy hôm nay cô toàn mơ thấy Phạm Đăng Quân. Có nhiều lúc cô còn tưởng Đăng Quân đã tỉnh lại và về nhà. Ba bận đi công tác con ạ, ba sẽ về nhanh thôi. Gia Tuệ thở dài rất không vui. Thật sao? Ba các bạn con ấy toàn đi họp phụ huynh cho các bạn thôi, còn ba của con cứ đi công tác suốt đi. Trách móc xong, con bé nghiêm túc nhìn Gia Hân kỳ lạ hỏi. Mẹ à, mẹ thật cho con biết đi, thực ra con và mẹ được ba nhặt về từ bãi xác có phải không? Khóe miệng Gia Hân giật giật. Con học cô này ở đâu đấy? Gia Tuệ mếu máo. Bạn cùng lớp với con nói đấy. Bạn nói là bạn cũng được ba của bạn nhặt từ bãi xác về. Gia Hân thực sự là không còn lời nào để nói nữa. Con ăn sáng nhanh lên, rồi mẹ đưa con đến trường. Gia Tuệ ngậm cái muỗng, nghĩ gì một lúc thì liền hỏi. Mẹ ơi, phải đi được ngoài có đắt lắm không hả mẹ? Gia Hân ngạc nhiên. Sao con lại hỏi như vậy? Con đang nghĩ tiền tiêu vặt mà mẹ cho con đã đủ chưa? Nói xong con bé chạy lấy con heo đất ra đập bể, lấy từng tờ tiền rồi đếm từng tờ. Đôi mắt Gia Hân đỏ lên. Con đang làm cái gì thế? Gia Tuệ ngây thơ ngước đầu lên. Con phải để dành đủ tiền để mua vé máy bay đi thăm ba chứ. Mẹ ơi, bên ngoài mưa rồi. Gia Hân ngẩng đầu nhìn ra. Đúng vậy, mưa càng lúc càng lớn, lại có giông gió nữa rồi. Bất ngờ có người bấm chuông cửa. Gia Tuệ nhanh nhẹn tung tăng ra mở cửa. Chắc chắn là bà nội, bà nói hôm nay sẽ mang đồ ăn ngon đến cho con. Gia Hân đành lắc đầu. Cái con bé này cứ nói đến ăn ấy, là mặt mũi lại sáng bừng lên như vậy. Cô bê bát đũa để vào bếp để rửa. Đi được vài bước thì nghe thấy tiếng hét to của Gia Tuệ. Ba Quân. Bước chân Gia Hân khựng lại. Bát đũa trên tay của cô rơi xuống sàn nhà. Cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Trong phút chốc mắt cô ngấn lệ. Người về trong mưa bão chính là chồng của cô. Khuôn mặt trắng bệch khẽ mỉm cười. Anh ôm Gia Tuệ hôn lên má con bé một cái. Sau đó dịu dàng nhìn Gia Hân. Sắc mặt rất xấu nhưng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh. Gia Hân kích động đến mức đưa tay che miệng, không dám tin vào mắt của mình. Từng giọt nước mắt rơi xuống, đôi chân nặng nề không động đậy được. Đăng Quân bước đến chỗ cô, ôm cô vào lòng. Anh về rồi đây. Con bé thích thú xả vào lòng của anh. Mẹ không lừa con, ba về thật rồi.
Vừa nói, chiếc miệng nhỏ bé của con bé hôn lên khắp mặt của Phạm Đăng Quân. Đăng Quân nhíu mày hết cách với con bé. Gia Tuệ giải thích: con phải đòi lại hết những cái hôn mỗi ngày ba nợ con. Đăng Quân cười hôn lên má của con. Con bé cười vui rồi vội vàng chạy đi điện thoại cho ông bà nội. Đăng Quân nhìn Gia Hân, giữa hai người im lặng rất lâu, ánh mắt nhìn nhau, có rất nhiều lời nói ra sẽ thành thừa thãi. Gia Hân kích động đến lời nói cũng run theo. Anh tỉnh lại lúc nào thế? Đăng Quân cười: cách đây không lâu, anh không cho bệnh viện thông báo với em. Kiểm tra xong chắc chắn ổn định rồi, anh mới đi tìm về em đầu tiên. Anh nghĩ là em sẽ rất vui. Hai vai của Gia Hân run lên. Tỉnh lại không ở trong bệnh viện, chạy linh tinh làm gì? Anh biết rõ sức khỏe của mình tệ đến mức nào cơ mà. Mưa gió như vậy mà cũng chạy về nữa. Đăng Quân cười ra tiếng nhưng vẫn còn hơi yếu ớt. Sao? Sức khỏe của anh khiến em không hài lòng đến như vậy sao? Chắc anh không đáp ứng nổi yêu cầu của em sao? Anh nói cái gì vậy? Dân sụt xịt mũi, oán trách nhìn anh. Anh có biết tỉnh lại đấy à? Đăng Quân nắm lấy tay của cô, kéo cô vào lòng. Anh nghĩ là vợ của anh rất sợ nên anh không dám tỉnh. Không có anh ấy, em sẽ cô đơn biết mấy. Dân dựa vào cái ngực săn chắc của anh, có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim. Đâu chỉ như vậy, nếu cả đời này không có anh bên cạnh, em sẽ cô đơn biết đến chết. Bất kể anh có ở bên cạnh em bao lâu, nhưng mà ít ra lúc này anh đợi trước mặt em, ôm em thật chặt là đủ rồi. Gia Hân, sao nào? Đã bao giờ anh nói với em rằng anh yêu em chưa? Lời yêu thương đẹp đẽ nhất chẳng qua cũng chỉ là một câu nói anh yêu em. Gia Hân ôm chặt lấy anh. Phạm Đăng Quân, em vẫn muốn nghe. Anh yêu em. Em nghe chưa đủ, em vẫn chưa nghe đủ đâu. Em muốn mỗi ngày anh đều nói yêu em, nói cho đến khi chúng ta già đi. Anh yêu em, anh yêu em. Em cũng yêu anh.